Chương 1426, giới tinh hiện. Vân Trường không đầu tiên là nhìn chằm chằm Thạch Hạo nhìn một hồi, sau đó cười nói, "Ta biết ngươi tại cách ta, nhưng ngươi phải biết, trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ thủ đoạn nào cũng chỉ là hưởng phí sức lực. Tốt, ta liền cùng ngươi đánh cược, để cho ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng." Hưu, hắn lập tức xuất thủ, hướng về Thạch Hạo đánh tới. Đây cũng không phải là phổ thông sân động, mà là lượng giới thông đạo mà lại bị giới tinh duy chỉ lấy hoàn toàn có thể thừa nhận được ngọc tiên cấp bậc quanh kích thậm chí tiên vương cấp oanh kích cũng có thể tiếp nhận mấy lần thạch hạo cười nhạt một tiếng hướng về vân trường không nên kích mà đi nếu như hắn thực sự đánh không lại vân trường không như vậy thực lực không bằng nhường ra nơi này cũng là chuyện không có cách nào khác đối phương bên người tên kia ngọc tiên hẳn là cựu tinh ngọc tiên chiến lược kỳ mạnh vê anh hai người triển khai đối thủ vừa mới giao thủ thạch hạo liền phát hiện vân trường không xác thực còn mạnh hơn an huyền nhưng là mạnh đến mức cũng không phải là mười phần quá mức ta thế nhưng là thập tứ tinh tu vi mà chiến lược càng là cường trí thập bắt tinh vân trường không ngạo nghễ nói ra nghe nói như thế hư vô nguyệt cùng thường phong đồng thời ngược lại hít khí lạnh thập tứ tinh tu vi bọn hắn đã là tiên vương nhất mạch xuất sắc nhất truyền nhân nhưng là bọn hắn cũng chỉ có thể tu đến thập nhị tinh mà lại cũng chưa từng có nghe nói qua trong tiên vương truyền nhân có ai bước qua đường dây này có thể vân trường không chẳng những bước đi qua hơn nữa còn cường trí thập tứ tinh mà lại hắn lại có được vượt tứ tinh chiến lược phải biết đây chính là cực hạn phía trên vượt cấp chiến lược a phần lớn đỉnh cấp tiên vương truyền nhân cũng chỉ có thể càng cái hai sao giống bọn hắn dạng này tuổi trẻ vương giả mới có thể đạt tới tam tinh mà cái này cũng là cực hạn thế nhưng là Vân Trường không lại phá vỡ. Cái này tiên tôn truyền nhân sao? Tại Tu Vi, vượt cấp về mặt chiến lực đều là hoàn toàn nghiền ép tiên vương truyền nhân. Nhưng mà, Vân Trường không khủng bố, Thạch Hạo lại là càng khủng bố hơn. Hắn rõ ràng chỉ là tiên vương tri tử, vì cái gì có thể cùng Vân Trường không liều cái ngang tay. Mà lại, nghe Vân Trường không trước đó lời kêu ý tứ, Thạch Hạo còn đánh bại sư đệ của hắn, tương đương với nói. Thạch Hạo đã đã đánh bại tiên tôn truyền nhân. Chơi ạ. Wayne. 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 Vân trưởng không lại đánh mấy chiêu, gặp không cách nào áp chế Thạch Hạo, không khỏi cười lạnh, ngươi cho rằng đây chính là ta chiến lược mạnh nhất. Hừ, để cho ngươi mở mang kiến thức một chút thập bát tinh chiến lược khủng bố đi. Hắn cuối cùng là toàn lực ứng phó, đáng sợ thế công triển khai, chiến lược cấp tốc tiêu thăng. Nhưng mà, Thạch Hạo thông dong bình tĩnh, hóa giải đến dễ dàng. Ngươi là thập bát tinh chiến lược mà ta đây. Thập cựu tinh. Ngươi có thể vượt tứ tinh chiến lực, mà ta đây. Bát tinh. Đây mới gọi là tranh lệnh. Vân trường không không thể tưởng tượng nổi, trước đó đem điệu kéo đến cao như vậy, nhưng bây giờ lại không cách nào đem thạch hạo chân áp, để trên mặt hắn như thế nào treo được. Thế nhưng là, ngươi bất quá là tiên vương truyền nhân, tại sao phải mạnh như thế? Trước đó hắn biết được An Huyền thua với Thạch Hạo đằng sau, liền đối với An Huyền mười phần xem thường, cho rằng đối phương không xứng là Tiên Tôn truyền nhân, thế mà bại bởi một cái Tiên Vương đằng sau. Hiện tại thế nào? Đây là đang đánh mặt mình a? À? Hắn hét lớn một tiếng, cuối cùng là vận chuyển ra Tiên Tôn bí pháp. Băng Nguyên Lang đột. Hai tay của hắn đẩy, vô tận băng xương chi lực ngưng tụ, hóa thành một đầu hoàn toàn do hàn băng ngưng tụ thành băng lang, bốn phía nhiệt độ lập tức cấp tốc rơi xuống, chỉ gặp có đại lượng băng châu sắt sắt rơi xuống. Đó là nhiệt độ cấp tốc trở nên lạnh. Trong không khí thủy phân trong nháy mắt kết băng, tự nhiên rơi xuống đất. Mỗi người cũng là khắp cả người phát lệnh, có một loại không cách nào hình dung e ngại. Bởi vì một kích này không riêng gì vân trường không thực lực đại bạo phát, cũng bởi vì tiên tôn bí pháp, dẫn động tiên tôn từng tia lực lượng gia trì. Thiên tôn là bực nào tồn tại? Dù là chỉ là từng tia bí lực, cũng đủ để sinh ra huy thế kinh khủng, đối với ngọc tiên đều là tạo thành to lớn chấn nhiếp đây cũng không phải là cấm địa vân trường không có thể mượn đến tiên tôn chi lực mà lại nếu không có đây là lượng giới thông đạo có một bộ phận tu la giới quy tắc vân trường không có thể mượn lực lượng đem càng nhiều một kích này uy lực tự nhiên cũng sẽ càng thêm đáng sợ thạch hạo hư một tiếng cũng đem chiến lực tăng lên tới cực hạn nắm đấm ngưng tụ lại hướng về phía trước oanh ra đại chiêu vũ trụ nhất quyền băng lang đánh tới nên hướng thạch hạo nắm đấm Và anh, trong âm thanh nổ thật to, băng lang bị sinh sinh oanh bạo, mà thạch hạo lại là bình yên vô sự, thậm chí, hắn còn tại hướng về vân trường không phóng đi. Cái gì? Vân trường không miệng hơi há ra, tại im lặng nói hai chữ này. Hắn không thể tin được, chính mình cũng vận dụng tiên tôn bí thuật, chẳng những không thể chấn áp thạch hạo, ngược lại rơi vào hạ phong. Người là ma quỷ sao? Bành, thạch hạo một quyền đã là hoành đến, vân trường không muốn cản, nhưng là một quyền này thế nhưng là thạch hạo đại chiêu lấy tiểu tinh vũ bạo phát đi ra uy lực là bực nào bá đạo bỗng nhiên gặp vân trường không cả người bay ngang ra ngoài người trên không trung liền bạo nôn máu tươi sau đó hắn xẹt qua một đường vòng cung đằng sau nặng nề mà ném xuống đất không chết nhưng hôn mê bất tỉnh cái này cũng đó có thể thấy được sự cường đại của hắn tiếp thạch hạo một kích toàn lực hắn thế mà còn không có treo thạch hạo nhìn về phía vân trường không người hộ đạo thản nhiên nói hiện tại có thể mang theo hắn rời đi tên tiêu cường đại ngọc tiên nhìn xem thạch hạo nếch miệng lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt người trẻ tuổi phong mang quá lộ mà nói đối với ngươi có thể cũng không phải là một chuyện tốt nhưng hắn cũng không có động thủ mà là đem vân trường không sách lên bác miểu nhất mạch còn nhiều rất nhiều thiên tài lần tiếp theo ngươi gặp được chân chính khiêu chiến hy vọng ngươi còn có thể sống được Nói đi, hắn quay người rời đi. A, à, như vậy dứt khoát. Tất cả mọi người là kinh ngạc, Tiên Tôn nhất mạch thế mà dễ nói chuyện như vậy. Thạch Hạo lại không cho là như vậy, tên này Ngọc Tiên Sở dĩ chịu như vậy rời đi, đó là bởi vì Tiên Tôn nhất mạch quá kiêu ngạo. Tiên Tôn, cao cao tại thượng, vũ nội mạnh nhất, cho nên Tiên Tôn truyền nhân cũng phải nghiền ép hết thể thiên tài. Vân Trường không đánh không lại ngươi vậy hắn liền không có tư cách có được giới tinh mang tới chỗ tốt nhưng là tiên tôn nhất mạch còn nhiều thiên tài lần tiếp theo còn sẽ có càng mạnh thiên tài tới khiêu chiến thạch hạo mà thạch hạo một khi thất bại cái kia cực khả năng chính là tử vong bởi vì thiên tôn nhất mạch uy nghiêm không dùng khiêu khích thập tứ tinh tu vi thập bát tinh chiến lực thế mà còn không phải tiên tôn truyền nhân cực hạ chẳng lẽ còn có thập ngũ tinh tu vi thập cựu tinh chiến lực thậm chí hai mươi tinh chiến lược biến thái thạch hạo chỉ cảm thấy trái tim cực chiến đây không phải bởi vì sợ mà là hưng phấn đối thủ như vậy để hắn quá chờ mong tới đi hắn khát vọng chiến một trận phát tín hiệu đi thạch hạo quay đầu hướng về thường phong hai người nói bọn hắn gật đầu lập tức phát ra tín hiệu thông chi những người khác tới đây sau đó bọn hắn tiếp tục đi tới hướng về thông đạo chỗ sâu mà đi lại đi gần nửa canh giờ Tình huống rốt cục có biến hóa. Phía trước, chỉ gặp có một khối tinh thể chính lơ lửng, phóng xuất ra kinh người ánh sáng cùng năng lượng, dù là cách xa xa cảm ứng một chút, đều có thể phát hiện năng lượng này đáng sợ. Mà tại khối tinh thể này bốn phía, lại có nhiều đến 50 tôn ngọc tiên cấp âm hồn tọa chấn. Giới tinh, không có chạy. mươi 1427, phá hủy. Bất quá, nơi này chính là có nhiều đến 50 tôn ngọc tiên cấp âm hồn tọa chấn đổi lại là mặt khác đội ngũ mà nói, hiện tại khẳng định chỉ có rút lui phần, chờ đến đám người tụ hợp đủ mới có thể tụ chúng nhân chi lực, đem những âm hồn này tiêu diệt. Dù sao, nơi này âm hồn phần lớn là ngũ tinh đi lên ngọc tiên, thực lực rất mạnh rất mạnh. Nhưng là, có Thạch Hạo tại, vậy liền khác biệt. Lên. Thạch Hạo đầu một cái liền xông ra ngoài, thập dương thể chất vận chuyển, lập tức, tất cả bị hắn thể chất ảnh hưởng âm hồn đều là thực lực hạ thấp lớn năm mươi đầu đại âm hồn cũng lập tức khởi xướng phản kích đều là hướng hắn đánh ra công kích linh hồn bà dù là thạch hạo cường hoành không gì sánh được nhưng y y nguyên bị một kích đánh trở về vì cái gì bởi vì thật nhiều âm hồn thậm chí đạt đến cựu tinh ngọc tiên cấp bậc dù là bị thạch hạo thể chất ảnh hưởng cũng chỉ là hạ xuống nhất tinh nhị tinh tình trạng bởi vậy bọn chúng liên thủ tệ với anh uy lực này đương nhiên đáng sợ thạch hạo nhai răng may mắn cường độ linh hồn của hắn lấy địa ngục quả tăng lên tới ngọc tiên cấp bằng không mà nói bị như thế oanh một cái hắn đoán chừng liền muốn xong đời hiu 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 lục đại ngọc tiên cùng thường phong hư vô nguyệt đều là liền xông ra ngoài hướng về những âm hồn này phát khởi công kích đại chiến triển khai từ về số lượng tới nói thạch hạo bên này đương nhiên rơi vào tuyệt đối hạ phong nhưng là bởi vì có thạch hạo tồn tại đem âm hồn thực lực tổng hợp cắt rơi một mảng lớn bởi vậy từ trên trang diện nhìn ngược lại là thạch hạo bọn hắn chiếm cứ thượng phong sự thật cũng là như thế thỉnh thoảng liền có một đầu ngọc tiên cấp âm hồn bị oanh sát đừng nhìn những âm hồn này đạt đến ngọc tiên cấp nhưng chúng nó cũng không có mở ra trí tuệ chỉ biết tử chiến đến cùng kết quả này đương nhiên chỉ có bị tiêu diệt phần cái này lần nữa đã chứng minh thạch hạo suy đoán âm hồn không phải thực lực mạnh liền có thể mở ra trí tuệ đến cùng là như thế nào có trí khôn hiện tại thạch hạo cũng vô pháp biết có lẽ ngày nào hắn tiến vào tu la giới đi tìm tòi có thể sẽ có chỗ phát hiện tử vong âm hồn càng ngày càng nhiều thạch hạo đám người cũng càng ngày càng là nhẹ nhõm khi âm hồn số lượng chỉ còn lại có một nửa lúc cái này tạo thành chất biến đám người phát lực dễ như trở bàn tay giống như đem còn lại âm hồn toàn diện vì cái gì nơi này không có lưu một đầu thậm chí hai đầu tiên vương cấp tâm hồn toa chấn. thạch hạo tò mò nói lấy tu la giới cường giả nhiều coi như một hơi xuất động mấy vạn tiên vương thạch hạo cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc ngược lại là hiện tại chỉ là xuất động chỉ là sáu tôn âm hồn chi vương để hắn cảm nhận được không hiểu ngươi lại thả mấy cái âm hồn chi vương ở chỗ này chỉ bằng bọn hắn những người này nói nhìn xem có thể hay không đem nơi này đánh xuống hư vông nguyệt cười một tiếng nói thạch huynh ngươi có chỗ không biết không phải tu la giới không muốn đưa càng nhiều âm hồn chi vương tới mà là không có cách nào không tệ Thường phong cũng là gật đầu lưỡng giới thông đạo mặc dù dựa vào giới tinh gắn bó ở sẽ không lấp đầy nhưng là mở ra thời gian còn quá ngắn còn không ổn định không cách nào làm cho quá mạnh tồn tại thông qua bằng không mà nói trực tiếp tới một vị âm hồn đại đế đây không phải là càng thêm lợi hại hư vô nguyệt nói tiếp đúng vậy thật như vậy lời đơn giản vậy chỉ cần xuất hiện tùy ý một đầu thông đạo Tu La giới liền có thể phát động toàn diện xâm lớn. Cái kia, Tu La giới mở ra đầu thông đạo này, vì cái gì không tạm thời ẩn nhẫn, chờ đến đầy đủ ổn định, lại một lần nữa xuất động rất nhiều cường giả tới đây chứ? Thạch Hạo lại hỏi. Thường Phong cười ha ha, có Tiên Vương tỏa chấn, chỉ cần thông đạo vừa hiện, liền sẽ lập tức phát hiện, làm sao cho chúng nó cơ hội như vậy? Thạch Hạo giật mình, cho nên nơi này thông đạo vừa mở tu la giới sáu vị âm hồn chi vương liền lập tức giết tới đây bọn hắn muốn ngăn chặn nơi này hai tôn tiên vương cho ổn định thông đạo lấy đủ nhiều thời gian bất quá chỉ sáu tên âm hồn chi vương cái này hiển nhiên là không đủ tiên giới chí ít cũng có mấy ngàn cái tiên vương tùy tiện điều mấy cái tới liền có thể ổn định cục diện chẳng lẽ nơi này mở thông đạo nhưng thật ra là một cái mồi nhử mục đích đúng là muốn cho mặt khác tiên vương tới sau đó vụng trộm mở ra lối đi khác, chậm đợi ổn định, sau đó phát động toàn diện xâm lấn sao? Cho nên, chúng tiên vương không có một cái nào xuất thủ, chỉ là phái một ít bồi tới phá hủy giới tinh, đã là hỗ trợ, cũng là vớt điểm chỗ tốt. Nhưng tu la giới có ngu xuẩn như thế sao? Bọn hắn cùng tiên giới cũng không phải lần đầu phát sinh xung đột, hẳn phải biết cái này không cách nào làm cho tiên giới mắc lửa, nhưng vẫn là phái ra sáu vị âm hồn chi vương cái này nếu là dùng để làm pháo hôi mà nói đại giới không khỏi cũng quá lớn cho nên tu la giới còn có càng sâu một tầng mục đích sao thật giống như tại phàm giới tu la giới lần lượt xâm lấn đưa binh kỳ thật chính là vì cho hắc ám nữ vương phát dục thời gian cuối cùng hắc ám nữ vương vừa ra kém chút để phàm giới trực tiếp là tung còn tốt có thạch hạo nhưng hắn tồn tại cũng không phải tiên giới bố cục cho nên chỉ có thể nói tiên giới bên này là đụng vận khí cất chó nếu không phàm giới sớm thành tu la giới một bộ phận chỉ dựa vào hiện tại tư liệu thạch hạo tự nhiên không có khả năng đoán ra tu la giới có hay không càng sâu tầng dụng ý lại hoặc là bọn hắn chính là người nhiều lắm muốn đưa xong một chút đâu hiện tại đang đợi người cho nên nhàn rỗi cũng nhàn rỗi thạch hạo mới có thể suy nghĩ nhiều một chút nhưng là thực lực của hắn bây giờ quá yếu tu la giới thật muốn toàn diện xâm lấn vậy khẳng định sẽ có đại đế cấp cường giả xuất hiện, cho nên hắn không thành tiên tôn mà nói cân nhắc những vật này là hoàn toàn không có ý nghĩa. chỉ chốc lát đám người lần lượt tới phá hủy giới tinh đi. thạch hạo nói ra chờ đợi thêm nữa âm hồn viện quân sẽ càng ngày càng nhiều, thậm chí có tiên vương cấp đại âm hồn tới. ừm tất cả mọi người là gật đầu. dù sao giới tinh phá hủy phong thích năng lượng cùng quy tắc cũng không phải trong thời gian ngắn sự tình mà là sẽ kéo dài thời gian rất dài đêm dài lắm ngộng không đem giới tinh phá hủy tu la giới liền sẽ có liên tục không ngừng âm hồn tới áp lực này cũng quá lớn bất quá giới tinh mười phần kiên cố cũng không phải ngọc tiên có thể phá hủy không quan hệ các tiên vương đều là tự mình xuất thủ làm ra đặc thù đạo cụ một loại cực không ổn định phù binh tồn chữ tiên vương một kích chỉ có thể bảo tồn thời gian rất ngắn, bằng không lực lượng sẽ nhanh chóng sói mòn. mười mấy tấm đặc thù phù binh cùng một chỗ đập lên, anh giới tinh lập tức bị phá hủy, kinh khủng nổ lớn dương động, bành bành bành, lượng giới thông đạo lập tức bắt đầu sụp đổ. chạy mau, tất cả mọi người là rút lui. hiện tại nơi này cũng không phải hấp thu giới tinh nơi tốt, mà là muốn bị lượng giới lấp đầy lực lượng sinh sinh phong cố, vậy là tốt rồi chơi. thật muốn bị vây ở bên trong đoan chừng phải dựa vào tiên tôn xuất thủ mới có thể thoát khốn thông đạo nổ tung lưỡng giới đều sẽ tự động tu bổ chỗ thủng hoàn toàn tách rời thạch hạo mắt nhìn tu la giới phương hướng nếu như lúc này hắn hướng phía trước tiến mà nói liền có thể tiến vào trong tu la giới nơi đó có hoàn toàn khác biệt quy tắc thạch hạo cố nén dụ hoặc hiện tại hắn còn yếu một chút đi tu la giới quá nguy hiểm về sau đi dù sao tu la giới sẽ không hết hy vọng biết lái tích càng nhiều lượng giới thông đạo, nhiều cơ hội chính là. Hưu, thạch hạo triển khai thuấn di, cùng mọi người cùng một chỗ tăng tốc rời đi. Khi bọn hắn xông ra sơn động thời điểm, bạo tạc chi uy cũng không ảnh hưởng tới bọn hắn, tiếp đó, chính là hưởng thụ giới tinh chỗ tốt thời điểm. Trước 1428, Hấp Thu Với anh, bạo tạc đằng sau, chính là năng lượng kinh người cùng nồng đậm quy tắc. Đám người vội vàng đều là khoanh chân ngồi xuống, hấp thu những năng lượng này cùng quy tắc cơ hội khó được đây chính là tăng lên chính mình tuyệt hảo cơ hội năng lượng quyết tán không xa không giới bất quá càng là tiếp cận sơn động năng lượng này thì càng tinh khiết quy tắc cũng càng là rõ ràng có thể tốt hơn hấp thu cùng lý giải cho nên tất cả mọi người đang nhanh chóng chạy đến thạch hạo thì là lạng yên mở ra tiểu tinh vũ cùng một chỗ hấp thu năng lượng cùng quy tắc không như vậy mà nói thật sự là quá lãng phí bọn hắn những người này căn bản không hấp thu được nhiều như vậy năng lượng cho nên dù là thạch hạo mở ra tiểu tinh vũ cùng một chỗ hấp thu đám người cũng là không phát giác gì lấy một thí dụ nếu như dâng trào đi ra năng lượng là một trăm mà nói vậy đám người nhiều nhất hấp thu hết một mà thạch hạo mở ra tiểu tinh vũ đằng sau số lượng thì là đạt đến mười nhưng so với một trăm tổng số đến hay là ít đến thương cảm lãng phí thật sự là quá lãng phí thạch hạo một bên hấp thu một bên thì là ở trong lòng tiêu lên mà lại trước đó đem tiên hữu cư giao cho tử kim thử về sau bị thiên cơ chân nhân truy sát thạch hạo cũng không có cơ hội cùng tử kim thử tụ hợp hiện tại mà nói ông nam tình cùng tô mạn mạn liền đã mất đi hấp thu năng lượng cùng quy tắc này cơ hội tiểu thạch đầu nhìn thấy ra kinh hỉ hay không có ngoại ý muốn không đúng lúc này chỉ nghe tử kim thử thanh âm lại là chuyển tới tình huống như thế nào thạch hạo quay đầu nhìn lại chỉ gặp tử kim thử cùng ông nam tình tô mạn mạn hai người ngay tại cấp tốc chạy tới a à, các ngươi làm sao tới hắn hết sức kinh ngạc ra tự nhiên có là biện pháp thử kim thử ngạo nghễ nói ra bởi vì ta vừa vặn gặp bọn hắn một cái dễ nghe thanh âm vang lên chỉ gặp âu nguyệt di cũng là phiêu nhiên mà tới thạch hạo giật mình cái này khó trách âu nguyệt di hiển nhiên cũng là nghe hồng võ tiên vương an bài cầm đặc thù tín vật tới kiếm chút chỗ tốt lại vừa vặn gặp tử kim thử bọn hắn liền dẫn bọn hắn đến nơi này bất quá sự tình có trùng hợp như vậy sao thạch hạo nhìn xem tử kim thử con chuột này thần thông quảng đại có lẽ là nó phát hiện âu nguyệt di tới cho nên mới sẽ cố ý đi tìm tới nàng được rồi hai nữ đã đến thì tốt quá không cần lãng phí thời gian nhanh hấp thu nơi này năng lượng cùng cảm ngộ quy tắc." Thạch Hạo nói ra. Vào lúc này, dù là lười nhác tu luyện tô mạn mạn đều là thần tình nghiêm túc, vội vàng ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện. Mặc dù nơi này còn có âm hồn, nhưng lượng giới thông đạo đã hủy, âm hồn số lượng sẽ chỉ thiếu mà sẽ không nhiều, bởi vậy, tình hình sẽ chỉ càng ngày càng tốt. Thạch Hạo liều mạng hấp thu, hắn tiểu tinh vũ cần cường đại, mà hắn cũng là như vậy năng lượng này thật sự là tinh khiết mà lại chất lượng phi thường đến cao bất quá gần nửa ngày mà thôi thạch hạo tu vi liền vọt tới thập nhất tinh đình phong bởi vì hắn linh hồn cường độ đã sớm đạt đến ngọc tiên khớp quy tắc cảm ngộ tự nhiên một chút vấn đề cũng không có đột phá hắn dễ dàng liền đạp lên thập nhị tinh toàn bộ quá trình cơ hồ không có phát ra cái gì ba động vẹn vẹn mấy cái ngọc tiên hơi nghi hoặc một chút nhìn hắn một chút liền lập tức thu hồi ánh mắt không thể nào là đột phá đi bởi vì gia hỏa này đã có được mạnh như thế chiến lực cũng đã tu đến kim nguyên tiên cuối cùng lại có thể đột phá mà nói vậy chỉ có thể là thành tựu ngọc tiên có thể đột phá đại cảnh giới mà nói vậy sẽ có thiên kiếp giáng lâm đâu có thể nào như bây giờ như vậy gió êm sóng lặng ân hảo giác nhất định là ảo giác giới tinh năng lượng thật sự là khủng bố lại là ba ngày đi qua nhưng năng lượng thế mà còn tại phun trào hoàn toàn không có ý dừng lại khó trách cái này có thể dùng đến gắn bó lượng giới thông đạo thật sự lãng ngưu bức cực kỳ bảo vật lại hai ngày sau đó thạch hạo đi tới thập nhị tinh đỉnh phong tốc độ này siêu nhanh làm sao bây giờ đương nhiên tiếp tục đột phá cơ hội tốt như vậy chẳng lẽ muốn lãng phí sao thuận lý thành trương hắn lại bước vào thập tam tinh a à, nơi này tới càng nhiều ngọc tiên đều là hướng về thạch hạo nhìn lại vừa rồi đó là tiểu cảnh giới đột phá sao bọn hắn đều là đột phá qua tiểu cảnh giới đối với loại khí tức ba động này đương nhiên sẽ không xa lạ thế nhưng là bọn hắn lại có ý tưởng giống nhau thạch hạo đã mạnh như vậy còn có thể làm tiếp đột phá sao không có khả năng hoàn toàn không có khả năng ông đúng lúc này một đạo manh liệt ba động truyền đến ta đột phá có người hét lớn đây là một tên kim nguyên tiên vừa mới phá vỡ cực hạn thu được chất tăng lên chúng ngọc tiên đều là gật đầu xem ra bọn hắn sức cảm ứng là bị quấy dày rồi kỳ thật đột phá tiểu cảnh giới người cũng không phải thạch hạo là người ở đây quá nhiều lại quá dày đặc khó tránh khỏi sẽ xuất hiện chút ngoài ý muốn nhỏ không quan hệ không quan hệ thời gian tiếp tục cực nhanh lại là bảy ngày sau đó thạch hạo đi tới thập tam tinh đỉnh phong ách đương nhiên vẫn là đột phá một hơi vượt qua ông ba động hơi dạng chúng ngọc tiên lại cùng nhau mở mắt hướng về thạch hạo nhìn lại tình huống như thế nào làm sao bọn hắn lại cảm ứng được thạch hạo đột phá đâu không có đạo lý a à? tiểu tử ngươi có phải hay không cố ý đùa nghịch người a à? ha ha ta đột phá lúc này lại có người kêu to hương phấn không gì sánh được a à, chẳng lẽ lại là cảm ứng ra hiện sai lầm chúng ngọc tiên đều có chút phát điên nhưng vì cái gì luôn sẽ gặp phải thạch hạo trên thân đâu tiếp qua hai ngày giới tinh năng lượng rốt cục buộc phát hoàn tất không tiếp tục phun ra ngoài nhưng là nơi này năng lượng vẫn là nồng đậm không gì sánh được muốn hoàn toàn tan ra mà nói vậy ít nhất cũng cần năm sáu ngày thời gian cho nên tất cả mọi người là giành giật từng giây lần này đại cơ duyên sắp kết thúc nhanh thạch hạo càng là cổ động tiểu tinh vũ cuốn hút một mình hắn liền so ở đây tất cả mọi người hấp thu số lượng tổng cộng còn nhiều hơn ra chín gấp mười lần cho nên hắn càng thêm không muốn lãng phí một chút xíu thời gian nhanh 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 lại là năm ngày sau đó năng lượng đã là dần dần khô kiệt mà quy tắc cũng bắt đầu ảm đạm đi không còn có thể đụng tay đến thật nhiều người đều là đứng lên nhưng cũng có thật nhiều người tiếp tục ngồi xếp bằng bởi vì bọn hắn đến chân chính thời khắc mấu chốt muốn đột phá đại cảnh giới. Thạch hạo khoảng cách đột phá Ngọc Tiên còn xa, nhưng là, hắn cũng sắp chạm đến thập tứ tinh đỉnh phong, cho nên, hắn quyết định lại tu luyện một chút, nhất cổ tác khí sông lên thập ngũ tinh. Hai ngày sau đó, với anh, có người tản mát ra khí thế kinh khủng. Đây là muốn đột phá. Ngọc Tiên. Hồng Thiên. Hắn hét dài một tiếng, cấp tốc đi xa. Tự nhiên không thể ở chỗ này độ kiếp, quá nhiều người, sẽ tạo thành to lớn phá hư. Ông, ngay sau đó, lại có khí tức kinh người ba động chuyển đến. Lần này là cố chỉnh. Về sau, thường phong, hư vô nguyệt các loại tuổi trẻ vương giả đều là hậu tích bạc phát. Nhất cử bước vào Ngọc Tiên, thậm chí ông Nam Tỉnh cũng là từ Ngân Linh Tiên bước vào Kim Nguyên Tiên. Phải biết, lấy nàng tư chất hẳn là không có khả năng sông lên Kim Nguyên Tiên. Giới tinh chi ngư bức, đủ để chứng minh. Thạch hạo cũng là đi tới đột phá quan đầu ông thân thể của hắn chấn động lại là bước vào thập ngũ tinh a à. chúng ngọc tiên ánh mắt lại nhìn tới bọn hắn đều coi là thạch hạo muốn đột phá ngọc tiên bởi vì hắn đã là công nhận mạnh nhất kim nguyên tiên đột phá ngọc tiên cũng là không thể bình thường hơn được thế nhưng là như thế một chút ba động đằng sau thạch hạo liền không có động tĩnh mẹ nó ngươi đến cùng đang dở trò quỷ gì a chương một nghìn bốn trăm hai mươi chín ngóc đầu trở lại thạch hạo đứng lên Lần này hắn thu được kinh người chỗ tốt, tu vi từ thập nhất tinh bước vào thập ngũ tinh, trọn vẹn tăng lên tứ tinh. Mà kinh khủng hơn, thì là hắn tiểu tinh vũ hấp thu rộng lượng năng lượng cùng tiên tắc, cái này tạm thời sẽ không thể hiện tại thạch hạo về mặt chiến lược, nhưng là, chỗ tốt sẽ từ từ hiển hóa ra ngoài. Nếu như thạch hạo thực sự nắm giữ một cái hoàn chỉnh thế giới, vậy hắn chính là thế giới chúa tể cấp bậc, cái gì tiên tôn, trong mắt hắn ngay cả sách dạy đều là không xứng. Nhưng là, cái này đương nhiên cũng vô cùng đến khó mà đạt thành, hắn cần đi đường còn rất dài rất dài. 23 tinh chiến lược a, nhưng so sánh nhị tinh ngọc tiên hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong, thật sự là làm giận a. hắn tăng lên dòng dã bốn cái tiểu cảnh giới, chiến lược lại tương đương với từ yếu nhị tinh ngọc tiên chiến lược tăng lên tới yếu tam tinh ngọc tiên chiến lược. nhưng bởi vậy có thể thấy được, ngọc tiên mỗi tăng lên một cái tiểu cảnh giới, thực lực liền sẽ xuất hiện bạo tạc thức tăng lên. Khó trách liền xem như tuổi trẻ vương giả, tại Ngọc Tiên lúc cũng nhiều nhất có được vượt nhị tinh chiến lực. Không khác, mỗi cái tiểu cảnh giới ở giữa vượt qua quá lớn, khiến cho vượt cấp chiến đấu khó như lên trời. Nhất là đến tiên vương đằng sau, vượt cấp chiến đấu cơ hội là không thể nào. Vừa đến, tiên vương mỗi cái tiểu cảnh giới ở giữa trên lệch càng lớn, thứ hai mà nói, có thể thành tiểu tiên vương. Cái nào không phải thiên tài trong thiên tài, ai so với ai khác yếu vượt cấp chiến đấu ha ha nhưng là đây đối với thạch hạo là không thích hợp chỉ cần hắn tiếp tục bảo trì tại thập bát tinh đột phá vậy hắn rảo bước tiến lên ngọc tiên đằng sau y y hải nguyên có thể bảo trì kinh khủng vượt cấp năng lực chiến đấu rất nhanh người chạy tới độ kiếp nhau nhau tới bởi vì vừa mới đột phá mỗi người khí tức đều là không ổn định cực kỳ khiến cho nơi này giống như thành thùng thuốc nổ lúc nào cũng có thể bạo tạc bởi vậy tất cả mọi người là không lo được hưng phấn vội vàng đi trước ổn định cảnh giới vừa đột phá thời điểm kỳ thật chiến lược tăng lên cũng sẽ không rất khoa trường chỉ có ổn định cảnh giới đằng sau mới có thể chính thức có được vượt qua đại cảnh giới sau chiến lược hay hơn chính là nơi này còn có chút còn sót lại năng lượng mặc dù đã rất yếu đi nhưng dùng để vững chắc cảnh giới lại là vừa vặn tô mạn mạn cùng âu nguyệt di nhưng đều là kém một đường một cái cắm ở trên thập nhất tinh kim nguyên tiên một cái khác thì là kẹt tại trên thập tinh kim nguyên tiên nhưng coi bọn nàng thiên phú đột phá ngọc tiên hẳn là chỉ ở găng tấc lại là qua nửa ngày phần lớn người đều là vững chắc lại cảnh giới nơi đây khí tức cũng không còn hỗn loạn từ từ ổn định cố trình đến chiến hồng thiên đột nhiên phát ra khiêu chiến người ta tại kim nguyên tiên lúc từ đầu đến cuối không có phân ra cao thấp hiện tại liền tới nhất quyết thắng bại chiến liên chiến cố trình phóng lên tận trời Hai đại tuổi trẻ vương giả lập tức triển khai đại chiến, bọn hắn đã ổn định lại cảnh giới, mà tuổi trẻ vương giả càng là có được siêu việt nhị tinh chiến lực, bởi vậy, sức chiến đấu của bọn họ đạt đến tam tinh. Nếu như lại sử dụng Minh Ngọc Tiên Khí mà nói, sức chiến đấu của bọn họ cũng có thể báo tố lên ngũ tinh. Thạch Hạo lắc đầu, hiện tại hắn không phải hai người này đối thủ. Dù là hai người không sử dụng Minh Ngọc Tiên Khí, vậy lấy hắn kỳ thật chính là nhị tinh ngọc tiên hậu kỳ có thể là đỉnh phong chiến lược tự nhiên cũng là không kịp tam tinh chiến lược bất quá thạch hạo cần để ý sao hắn muốn rảo bước tiến lên ngọc tiên mà nói đây chẳng qua là một ý niệm sự tình nhưng sớm bước vào ngọc tiên lại không có chỗ tốt rảo bước tiến lên thập bát tinh lại đột phá hắn lập tức liền có thể có được cửu tinh ngọc tiên chiến lược đây mới gọi là thực mưu hiện tại trước nhường một chút các ngươi thạch hạo mỉm cười chỉ là xem xét trận này đặc sắc quyết đấu rất nhiều đột phá người đều là kích động tuổi trẻ vương giả muốn rào bước tiến lên ngọc tiên tự nhiên không thành vấn đề nhưng không có lần này cơ hội bọn hắn ít nhất cũng phải ban đêm mấy trăm năm thời gian vê anh vê anh anh từng trang chiến đấu lập tức bắt đầu náo nhiệt không gì sánh được ha ha đây là chợ bán thức ăn sao một cái thanh âm lạnh lùng vang lên chỉ gặp hai đạo nhân ảnh cũng lặng yên xuất hiện ai vậy đám người chiến đấu lập tức ngừng lại đều là hướng về hai người này nhìn lại các ngươi là ai thật cuồng khẩu khí a à. có người lập tức hừ một tiếng hướng về hai người này trách cứ hai người này đều là tuổi trẻ không gì sánh được một cái áo tím một cái khác áo xanh người trẻ tuổi áo tím kia hướng người phát ra trách cứ nhìn lại thiện tay nhấn một cái thản nhiên nói chỉ là tiên vương truyền nhân cũng dám đối với chúng ta vô lễ công kích trào lên người trách cứ kia lập tức bị băng phong sinh cơ trong nháy mắt diệt tuyệt một tên tiên vương truyền nhân cứ như vậy vô thanh vô tức đã chết đi hắn mặc dù chỉ là một tên kim nguyên tiên nhưng là nơi này có nhiều như vậy ngọc tiên thế mà không ai kịp thời xuất thủ ngăn cản lại là nói rõ người trẻ tuổi lao tím này đáng sợ ngọc tiên hơn nữa còn là trong ngọc tiên người nổi bật chiến lược tuyệt đối kinh người đáng giận cái kia chết đi kim nguyên tiên chính là chọc long tiên vương hậu nhân, hắn như thế vừa chết, hộ tống hắn tới ngọc tiên đương nhiên giận dữ, hướng về người trẻ tuổi áo tím giận chỉ, người dám xuất thủ hành hung, đây là muốn bốc lên tiên vương chiến sao. Lắm mồm người trẻ tuổi áo tím lại chỉ vào, và ảnh, tên kia ngọc tiên lập tức sinh sinh bạo liệt. T, một cách này, long trời lở đất, đương đương ngọc tiên, thế mà bị người một chỉ miểu sát. Ngươi hắn mã đức là tiên vương sao? Có thể có như thế một vị tiên vương sao? Tất cả mọi người là khắp cả người phát lệnh, người trẻ tuổi lao tím này cũng quá kinh khủng. Thạch Hạo là ai? Người trẻ tuổi lao tím đưa mắt liếc nhìn, mà bị ánh mắt của hắn đảo qua, mỗi người đều là từ đáy lòng phát lên một loại sợ hãi khó tả, nhịn không được đều muốn run rẩy. Tô Mạn Mạn cùng ông Nam Tình đều là đưa tay lôi kéo Thạch Hạo, nhưng Thạch Hạo lại là nhẹ nhàng nhưng kiên định tránh thoát thản nhiên nói ta là được nha người trẻ tuổi lao tím cũng không có xuất thủ mà là nói người đánh bại hai ta tên sư đệ cho nên ta liền dẫn một vị sư đệ khác đến cùng ngươi luận bàn một chút ngươi nếu là ngọc tiên vậy liền do ta xuất thủ ngươi nếu là kim nguyên tiên thì là ta vị sư đệ này cùng ngươi so chiêu không cần phải nói hắn nói hai tên sư đệ dĩ nhiên chính là an huyền cùng vân trường hà Bác miểu nhất mạch thật sự là khủng bố A, à. Kim Nguyên Tiên cường lực như vậy, Ngọc Tiên cũng là. Người trẻ tuổi láo tím này chiến lược khẳng định đánh vỡ cực hạ, so thiên cơ chân nhân còn mạnh hơn. Ta vẫn là Kim Nguyên Tiên, vậy liền đến run run vị này đi. Thạch hạo nhìn về phía người trẻ tuổi láo xanh. Người trẻ tuổi láo xanh nết miệng cười một tiếng, ta tên Trần Thái, thập lục tinh tu vi, 21 tinh chiến lược. Nóa, nghe được hắn lời này. Tất cả mọi người phản ứng đầu tiên chính là không tin. Thập lục tinh tu vi. Tuổi trẻ vương giả chính là cầm lên minh ngọc tiên khí. Vậy chiến lực cũng bất quá thập thất tinh. Ngươi chỉ là tu vi liền cơ hồ đạt tới cấp bậc này rồi. Còn có 21 tinh chiến lực. Cái này dòng dã vượt qua ngũ tính A. Ngươi còn là người sao? Thiên tôn. Chuyên nhân. Có người dùng đắng chắt thanh âm nói ra. Lập tức, bốn phía im ắng. Đúng vậy à ngoại trừ tiên tôn bên ngoài còn có ai có thể bồi dưỡng được biến thái như vậy đệ tử đến thạch hạo có phần thắng sao đương nhiên không có một chút xíu đều không có mặc cho ngươi lại yêu nghiệt vậy cũng chỉ có thể ở trong tiên vương truyền nhân đo cân nặng hùng mà tiên tôn truyền nhân mà nói vậy căn bản chính là một cái khác vĩ độ tồn tại chương một nghìn bốn trăm ba mươi thiên tôn thuật đối với tiên tôn thuật thạch hạo cười nhạt một tiếng ta thập ngũ tinh tu vi chiến lược mà nói, hẳn là so với ngươi còn mạnh hơn. Phúc! Lập tức, tất cả mọi người là phu tới. Ngươi thật đúng là có thể khoác lắc ca. Người ta nói thập lục tinh tu vi, ngươi liền nói thập ngũ tinh, người ta nói 21 tinh chiến lực, ngươi lại còn nói còn muốn so với người ta mạnh. Da mặt của ngươi sao dày như vậy đâu? Tiên vương truyền nhân, thập nhị tinh tu vi chính là cuối cùng, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể siêu việt ngươi tu đến thập ngũ tinh ha ha không kém si khí là đúng nhưng như thế khoác lác chẳng mấy chốc sẽ xuyên bang đó a à, đến lúc đó ngươi làm sao bây giờ trần thái cũng là hơi sững sờ dường như hoàn toàn không ngờ rằng thạch hạo sẽ như vậy ra mặt dày nhưng hắn lập tức cười ha hả lắc đầu ngươi biết khoác lác là một chút ý nghĩa đều không có ta vốn khinh thường cùng ngươi giao thủ nhưng ngươi nhục nhã ta bắc miểu nhất mạch không đem ngươi giết chết nói vậy dĩ nhiên cũng là không được. Như vậy đi, nếu như ngươi có thể đón lấy ta trăm chiêu, ta liền chỉ phế bỏ ngươi tứ chi cùng tu vi. Trăm chiêu. Tất cả mọi người là sướng sở, ngươi đường đường 21 tinh chiến lực, thế mà còn mở ra trăm chiêu thời hạn. Không nói miểu sát, ba chiêu tuyệt đối có thể, nhiều nhất 10 chiêu thôi. Trăm chiêu. Ngươi đây là cỡ nào để mắt thạch hạo a? À? Nhưng như thường phong các loại, bọn hắn thế nhưng là chứng kiến thạch hạo đánh bại vân trường không cho nên bọn hắn biết trần thái mở ra trăm chiêu thời hạn cũng không khoa trường nhưng là thạch hạo hiển nhiên không có khả năng có được hai mươi tinh chiến lược cho nên dù là thạch hạo có thể chống nổi trăm chiêu cũng chạy không khỏi trở thành phế nhân kết cục đây chính là tiên tôn nhất mạch bá đạo ta chỉ có thể thắng không thể thua ta nếu bị thua vậy ngươi liền phải chết có thể là tàn mà duy nhất đáng giá ca ngợi một chút chính là tiên tôn nhất mạch cũng là không gì sánh được tiêu ngạo, muốn cùng thạch hạo công bằng một trận chiến, lấy phương thức như vậy tẩy đi chỗ bẩn. Tiên tôn truyền nhân, nên cùng dai, cùng tuổi vô địch. Thạch hạo cũng là mỉm cười, ngươi muốn có thể cản ta trăm chiêu mà nói, ta liền thả ngươi đi. T. Khẩu khí này càng lớn. Nhưng là, Trần Thái nói ngoa, đó là người ta có lực lượng, thập lục tinh tu vi à, nhưng ngươi đây. Ngươi bằng chính là cái gì? tất cả mọi người là lắc đầu đối mặt cục diện như vậy thạch hạo hẳn là trước tiên cầu xin tha thứ dù sao người ta là tiền tôn truyền nhân hướng tiên tôn thế lực túi đầu tuyệt không mất mặt mà là không thể bình thường hơn được sự tình thế nhưng là ngươi bướng bỉnh như thế làm gì trần thái cuối cùng là sầm mặt lại hắn đã ngoài vòng pháp luật khai ân nhưng thạch hạo lại là không biết tốt xấu người như vậy hay là giết được rồi hắn lười nhác nói nhảm trực tiếp xuất thủ anh hán động dưới chân bắn ra tốc độ nhanh đến như lưu quang trong nháy mắt liền xuất hiện tại thạch hạo trước người sau đó đấm ra một quyền, uy thế đáng sợ chấn động đây là có thể so sánh nhị tình ngọc tiên tất cả mọi người là sống giật mình tiên tôn truyền nhân khủng bố như vậy vain chỉ gặp thạch hạo nhất quyền sau đó oanh ra hời hợt tùy ý cực kỳ nhưng mà trần thái lại là lăn bay ra ngoài người giữa không trung liền bạo nôn máu tươi thậm chí đem tạng khí mảnh vỡ đều là phu tới hắn nặng nề mà rơi xuống nhưng miễn cưỡng một cái con người vững vàng đứng trên mặt đất sắc mặt đã là trắng bệnh không gì sánh được hoa hắn lại đang bạo nôn máu tươi khí tức hôn loạn cực kỳ hai mươi tinh chiến lực đi cứng rắn hai mươi ba tinh chiến lực đây không phải muốn chết lại là cái gì thạch hạo không có chút nào lưu thủ bởi vậy nhị tinh lực lượng tạo thành nghiền ép trực tiếp chấn động đến trần thái tạng khí đều là pha thoái cái gì thấy cảnh này tất cả mọi người là nghẹn họng nhìn chân chối tất cả đều là không thể tin được làm sao có thể cái này bị oanh thương thế mà không phải thạch hạo mà là trần thái ngó, ngó, ngó. cái này trần thái thật sự là hai mươi tinh chiến lược sao tại sao như vậy áp chế đâu có thể đám người lại tưởng tượng trước đó trần thái lúc xuất thủ ý thế chính là ngọc tiên đều không thể không gật đầu thừa nhận cái kia đạt đến nhị tinh ngọc tiên lực lượng cấp độ kém chỉ là không thể vận chuyển minh ngọc tiên tắt thôi không sai trần thái cũng không có khuyết đại thực lực của mình hắn đúng là thập lục tinh tu vi hai mươi tinh chiến lược bởi vì thạch hạo càng mạnh người trẻ tuổi lao tím quần áo không gió mà bay cặp mắt của hắn cũng tỏa ra hàn mang nhưng chỉ là trong nháy mắt đằng sau hắn liền bình tĩnh lại, nói, nguyên lai tưởng rằng ngươi bước vào ngọc tiên, lại cố ý áp chế khí tức, ngụy trang thành kim nguyên tiên. Nhưng để cho ta khiếp sợ là, ngươi thế mà thật sự là kim nguyên tiên. Hắn đều là kích động, bởi vì thập lục tinh tu vi chính là tiên tôn truyền nhân cực hạn tu vi, mà chiến lược mà nói, yêu nghiệt nhất có thể vọt tới 22 tinh, nhưng thật sự là phượng mau lân rác, mấy trăm vạn năm đều là khó tìm một cái mà thạch hạo có thể nghiền ép trần thái điều này nói rõ cái gì nhất tinh áp chế không có khoa trương như vậy cho nên thạch hạo phải là hai mươi ba tinh chiến lược hai mươi ba tinh gia hỏa này thậm chí siêu việt ngưu bức nhất tiên tôn truyền nhân có lẽ tiên tôn lúc trước cũng không có mạnh như vậy người như vậy không thể lưu bằng không trời mới biết đối phương ngày sau lại biến thành như thế nào hòa lớn đúng vậy tiên tôn nhất mạch đều là kiêu ngạo không gì sánh được ngươi là cảnh giới gì ta liền dùng đồng dạng cảnh giới người đến đánh bại ngươi nhưng là thật nếu gặp phải giống thạch hạo loại yêu nghiệt này hạng người bọn hắn lại có thể lánh huyết vô tình xuất thủ hoàn toàn không thấy vinh dự bọn hắn cứ làm như vậy thế gian lại có người dám chỉ trích sao tiên vương có thể định ra một vực quy củ mà tiên tôn mà nói thì là toàn bộ tiên giới chúa tể cần để ý một chút chút chỉ trích sao cho dù có lại có ảnh hưởng sao người trẻ tuổi lao tím sát khí lộ ra tên yêu nghiệt này đến không tưởng nổi người nhất định phải diệt trừ không để cho ta tới trần thái trả sát một chút vết máu trên khoe miệng dùng kiên trì khẩu khí nói người trẻ tuổi lao tím khẽ như mày nhưng vẫn là nhẹ gật đầu tiên tôn nhất mạch sở dĩ như vậy ngưu xoa là bởi vì bọn hắn có được tiên tôn bí thuật a à. cực hàn băng phong bạo trần thái hét lớn một tiếng lập tức Vô tận Hàn Ý đánh tới, Thạch Hạo bốn phía lập tức biến thành băng tuyết phong bạo thế giới, mà không biết từ vô tận xa xa chỗ nào, có sức mạnh thần bí ra chỉ tới, để cái này một cái đại chiêu uy lực trở nên càng thêm đáng sợ. Tiên Tôn bí thuật đang thi triển thời điểm, có thể mượn đến tiên tôn một kia vĩ lực. Dù là chỉ là từng kia, ở đây tất cả ngọc tiên đều là run lẩy bẩy, mặc ngươi mạnh hơn lại yêu nghiệt, đối mặt sức mạnh to lớn như vậy cũng phải trong lòng phát lệnh liên tục đối kháng nhất định chi ý đều là không cách nào phát lên. Thế đây mới là tiên tôn truyền nhân địa phương đáng sợ nhất. Quản ngươi nhiều yêu nghiệt, ta trực tiếp lấy tiên tôn vĩ lực đối với ngươi làm đả kích, nhìn ngươi có chết hay không. Nơi này cũng không phải lưỡng giới thông đạo, trần thái mượn đến mức độ lớn nhất tiên tôn vĩ lực. Mặc dù đối với tiên tôn tới nói, đây chỉ là lại không có ý nghĩa một tia lực lượng, không có biện pháp. Thạch Hạo thở dài hắn thực sự không muốn ỉ lại người khác nhưng đến lúc này hắn nhất định phải đánh ra lá bài này vô hắn khẽ quát một tiếng ông chán của hắn lập tức hiện ra một cái cự đại chữ vô đến ầm ầm giữa thiên địa hình như có một loại nào đó sức mạnh huyền diệu ra trì cái này không có chữ lập tức tách ra không cách nào hình dung như thế dù là ngọc tiên thì như thế nào đều là lệnh dung phát run, quả muốn quỳ xuống xuống tới cựu tự bí pháp vô tự quyết thiên tôn thuật bốn trăm ba mươi tháng tiên tôn thuật đối với tiên tôn thuật cái này đã là thạch hạo cùng trần thái thực lực va chạm lại là bắc miểu tiên tôn cùng đinh lăng phong cách không đối bính Và anh, hai người đối bính một cái trần thái lần nữa bị đánh bay có lẽ bắc miểu tiên tôn cùng đinh lăng phong khó phân cao thấp lại hoặc là chỉ là mượn như thế một tia vĩ lực căn bản là không có cách thể hiện ra bọn hắn mạnh yếu thế nhưng là thạch hạo đối với trần thái chính là nghiền ép đây là lại chân thực bất quá sự tình. Cho nên, Trần Thái lần nữa không địch lại, một chiêu liền bị đánh bay. Toàn trường, lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Tiên tôn thuật đối với tiên tôn thuật. Thạch hạo. Thế mà có được tiên tôn thuật. Không, không chỉ là có được tiên tôn thuật đơn giản như vậy, hắn lại còn mượn đến tiên tôn chi lực. Điều này nói rõ cái gì? Vị này tiên tôn còn sống. Chơi ạ. À. Chơi ạ. À chơi ạ à. thạch hạo thế mà cũng là tiên tôn truyền nhân khó trách hắn ngưu bức như vậy hiện tại rốt cục đạt được giải thích người ta thế nhưng là tiên tôn truyền nhân vậy dĩ nhiên chính là đương thời mạnh nhất thiên tài phúc trần thái cuồng phún một ngụm máu tươi thương càng thêm thương để hắn trực tiếp ngất đi người trẻ tuổi lao tý nguyên đã đồng ý quyết giết muốn đích thân xuất thủ đem thạch hạo xử lý nhưng là thạch hạo vận dụng tiên tôn bí thuật thậm chí còn mượn đến tiên tôn vĩ lực để hắn lập tức dập tắt sát ý. Đồng dạng là tiên tôn truyền nhân, hắn nào dám ra tay với thạch hạo. Không muốn sống nữa. Đây là lấy lớn hiếp nhỏ, nếu như bị đối phương tiên tôn biết, sẽ trực tiếp xuất thủ đem hắn gạt bỏ. Đúng vậy, hắn bên này cũng có tiên tôn, nhưng tiên tôn ở giữa nếu là bộ phát xung đột, vậy trừ hai vị này tiên tôn bên ngoài, bất luận tồn tại gì đều chỉ có tan thành mây khói phần. Vì giết thạch hạo, phải bồi thường mạng của mình. Hắn đương nhiên không làm nữa. Sự tình phát triển đến nơi này, đã vượt ra khỏi hắn có thể làm lựa chọn quyền lực cấp bậc, đây chính là dính đến hai vị tiên tôn A, nhất định phải cẩn thận không gì sánh được xử lý, nếu không dẫn phát hai đại tiên tôn thế lực xung đột, vậy có thể nói là toàn bộ tiên giới hạo kiếp. Trở về, báo cáo sư tôn của hắn, tự nhiên có những đại nhân vật kia đến quyết định bước kế tiếp muốn thế nào đi. Ừ, hắn thật sâu nhìn thạch hạo một chút, một tay lấy Trần Thái nắm lên, hưu, phá không rời đi. Thạch Hạo thì là nhẹ nhàng thở ra, hắn tại vận dụng vô tự quyết thời điểm nhưng không biết có thể hay không dẫn động tiên tôn vĩ lực, bởi vì liền một lần linh nghiệm qua, về sau liền không dùng được, mà hắn cũng cơ bản không cần cái này thức tiên tôn pháp, vừa rồi xử ra, trong lòng cũng là tâm thần bất định. Còn tốt, lúc này lại có tác dụng. Hắn xoay người lại, lại là nhìn thấy mọi người đều là hóa đá giống như biểu lộ Tiên tôn truyền nhân A, đây chính là một vị tiên tôn truyền nhân A. Thạch huynh. Thạch thiếu. Hư vô nguyệt ngạnh sinh sinh sửa lại miệng, tiên tôn truyền nhân đã là siêu việt cấp bậc của hắn, dù là hắn là tiên vương con thì như thế nào. Thạch hạo thì là cười một tiếng, hư huynh không cần khách khí với ta, ta vẫn là ta. Thế nhưng là, dù là hắn nhiều lần cường điệu, hư vô nguyệt, thường phong thái độ đối với hắn cũng là hoàn toàn khác biệt, mặc dù vẫn là xương hắn thạch huynh, lại là lộ ra một cỗ tôn kính, một cách tự nhiên đem chính mình hạ thấp một bậc thang. Ma cố trình, Hồng Tiên các loại tuổi trẻ vương giả cũng là khách khí không gì sánh được, đột phá Ngọc Tiên thì như thế nào? Trước đó tại Kim Nguyên Tiên thời điểm, bọn hắn liền không phải là đối thủ của Thạch Hạo. Hiện tại bọn hắn mặc dù giành trước một bậc, có thể chỉ cần chờ Thạch Hạo giáo bước tiến lên Ngọc Tiên, vậy theo nhưng có thể nghiền ép bọn hắn. Thế nhưng là, tiên vương chi tử thế mà thành tiên tôn truyền nhân đây là chưa từng có xuất hiện qua thạch hạo cũng quá may mắn chỉ có thạch hạo tự mình biết hắn ngoại trừ học được cái vô tự quyết bên ngoài liền không có lại nhận qua tiên tôn nửa điểm chỉ đạo thậm chí vô tự quyết cũng là chính hắn lĩnh ngộ đinh lăng phong hoàn toàn chính là cái vung tay trưởng quỹ hắn cùng thường phong hư vô nguyệt bọn người cáo tử sau đó cùng tô mạn mạn ông nam tỉnh âu nguyệt di cùng rời đi nếu gặp âu nguyệt di vậy khẳng định là trực tiếp bắt cóc ca Đến lúc đó lại đi Hồng Võ Tiên vực cầu hôn tốt. Ân, trực tiếp mang theo Hồng Võ Tiên Vương ngoại tôn đi cầu hôn, hẳn là lại càng dễ đi. Chỉ là thực lực càng mạnh, muốn sinh hạ hậu đại thì càng khó. Hắn cùng Tô Mạn Mạn thành thân cũng có rất nhiều thời gian, Tô Mạn Mạn lại không chút nào mang thai dấu hiệu, ông nam tình liền càng thêm không cần nói, từ phàm giới đến tiên giới, cái bụng từ đầu đến cuối không thấy hở ra. Theo lý tới nói, hắn là thập dương thể chất, sinh cơ bừng bừng để cho người ta mang thai tỷ lệ phải rất cao mới đúng a à? chuyện gì xảy ra đâu thạch hạo nhữ mày hắn tựa hồ được thật tốt coi trọng cái vấn đề này bằng không chờ hắn đi trên tiên vương về sau muốn sinh hạ hậu đại càng khó như huyễn hải tiên vương loại này gác đạo cũng bao nhiêu vạn năm lúc này mới có tô mạn mạn một cái hậu nhân hắn cũng không muốn chờ thêm mấy vạn năm thời gian mới ôm vào chính mình nhi tử nữ nhi lấy đặc thù tín vật rời đi quần tinh chi đỉnh thạch hạo mấy người hành tẩu ở trong mảnh tiên vực này tiếp tục tiêu diệt tâm hồn mặc dù lưỡng giới thông đạo gây mất nhưng là để lại đây âm hồn còn có rất nhiều rất nhiều tự nhiên là cần thanh trừ sạch sẽ thạch hạo một bên tiêu diệt toàn bộ lấy âm hồn một bên thì là tại vững chắc lấy cảnh giới dù sao một hơi tăng lên bốn cái tiểu cảnh giới hắn hay là cần thích đứng một chút cảnh giới tăng lên nên làm gì chắc đó một bước một cái dấu chân, dù là linh hồn lực của hắn đã đầy đủ, nhưng là hay là ổn lấy điểm tốt, không chỉ là hắn, thật nhiều người đều tại đánh giết âm hồn, còn nhân gian một cái sáng sủa trời quang, mà lại đánh giết âm hồn thế nhưng là tính làm thiên địa công tích, tích lũy tới trình độ nhất định, thiên địa liền sẽ tiến hành ngợi khen. để thạch hạo buồn bực là, hắn thế mà vẫn không có thể đạt được bất kỳ ban thưởng, chẳng lẽ hắn giết âm hồn còn chưa đủ nhiều? Không có khả năng a, à. nói đến giết âm hồn hiệu suất, chính là Ngọc Tiên cũng không có khả năng so sánh với hắn. Kỳ quái. Tiên giới một góc nào đó. Đinh Lăng Phong sờ mũi một cái, tiểu tử này rốt cục vẫn là cùng mặt khác tiên tôn truyền nhân đối mặt, may mắn ta phát sinh cảm ứng, nhìn thoáng qua, để tiểu tử kia có thể mượn lực lượng của ta, bằng không mà nói, tiểu tử này khẳng định phải có chút nếm mùi đau khổ. Ta cùng Bắc Miểu lão gia hỏa kia một mực không hợp nhau lần này khó tránh khỏi muốn chính diện giao phong một chút hắc hắc ngược lại muốn xem xem hắn đi đến một bước nào bất quá lần này tu la giới sấm lấn sấm to mưa nhỏ đến tột cùng vì sao vấn đề này để vị này tiên giới trí tôn đều là nhăn nhăn lông mày rơi vào trong trầm tư thu la giới doanh diệt người phát động trận này không có ý nghĩa chiến đấu đến tột cùng là vì cái gì trong bóng tối vô tận chỉ có thần nghiệm đang nhảy nhót nhưng là nếu có tiên tôn ở đây mà nói liền sẽ hãi nhiên phát hiện nơi này lại tụ tập ba mươi sáu vị âm hồn đại đế tu la giới đại đế tương đương với tiên giới tiên tôn loại số lượng nghiền ép này đơn giản để cho người ta tuyệt vọng tự nhiên là vì thắng lợi cuối cùng một đạo thần nghiệm dương động xem như trả lời trước đó đặt câu hỏi ừ bản đế không nhìn thấy thắng lợi ánh dạng đông trước đó tên kia đại đế bất mãn nói Vậy dĩ nhiên là ngươi tầm nhìn hạn hẹp." Doanh Diệt Đại Đế từ tốn nói. "Doanh Diệt, ngươi muốn chết sao?" Trước đó tên kia đại đế kém chút bạo tẩu. Doanh Diệt Đại Đế chỉ là cười nhạt một tiếng, năm đó, bản đế chôn xuống một viên hạt giống, hiện tại tìm được. Chương 1432, hạt giống. Cái gì hạt giống? tương đạo thần nghiệm dương động, ai cũng tràn đầy hiếu kỳ. Doanh Diệt Đại Đế cười nhạt một tiếng, vô số năm trước đó, ở trong quy tịch chiến dịch bản đế đem một sợi thần niệm đầu nhập vào dương gian trải qua vô số năm tiền phụ đạo thần niệm này đã rửa đi giới ta hết thể vết tích đầu nhập vào trong một cái sinh mạng thể điều đó không có khả năng lập tức thật nhiều đạo thần niệm đều là nhao nhao kinh hô dương gian sinh linh tử vong linh hồn tiến vào tu la giới trên lý luận có được vĩnh hằng sinh mệnh nhưng cũng bởi vậy đây chính là một cái sinh mạng thể điểm cuối cùng không có khả năng lại chạy về dương gian đi bằng không mà nói cái này biến thành một cái tuần hoàn có cái thể có thể chân chính làm đến trường sinh bất tử thiên địa là không cho phép có vĩnh hằng sinh mệnh xuất hiện tồn tại nhất là đại đế quá cường đại sẽ gặp phải dương gian thiên địa vô tình giảo sát càng không khả năng đưa một sợi thần niệm đi dương gian không có cái gì không thể nào doanh diệt đại đế quả quyết nói ra không có khả năng chỉ là trả ra đại giới còn chưa đủ mà thôi t chúng đại đế đều là khẽ giật mình bởi vì theo bọn hắn nghĩ để linh hồn tiến vào dương gian trùng sinh là hoàn toàn chuyện không thể nào nhưng doanh diệt đại đế lại là làm được mặc kệ hắn là thế nào làm được mà hắn cũng nói đến đại giới hai chữ như vậy theo bọn hắn nghĩ đều là chuyện không thể nào lại bị doanh diệt đại đế thực hiện vậy đối phương lại bỏ ra cỡ nào giá cả to lớn chẳng lẽ Trước đó miệng ngươi xưng bế quan, nhưng thật ra là trả ra đại giới quá lớn, dẫn đến quá mức suy yếu. Lập tức có đại đế kịp phản ứng, hướng về doanh diệt đại đế hỏi: "Không tệ." Doanh diệt đại đế cũng không có phủ nhận, năm đó, vì đưa sợi thần nghiệm kia tiến vào dương gian, bản đế liều chết thông qua cấm điệu tiến nhập dương gian, kém chút bị ma diệt, nhưng là bản đế hay là làm được. Cấm điệu. Chúng đại đế đều là nghẹn ngào tu la giới đương nhiên cũng có cấm địa cùng tiên giới cấm địa liên thông trên lý luận xác thực có thể thông qua cấm địa tiến vào dương gian nhưng là nhìn xem lúc trước vì đạt được chiếc tối đá kia một vị đại đế đều là kém chút vẫn lạc mà doanh diệt đại đế làm cũng không phải lấy một kiện đồ vật đơn giản như vậy mà là muốn để chính mình một đạo thần nghiệm tiến vào dương gian thậm chí có thể ký sinh yêu cầu này tự nhiên cao hơn cao đến tại chúng đại đế xem ra đều là không thể nào làm được doanh diệt đại đế có thể làm được đến một lần hắn là thực sự không thèm đếm xỉa thứ hai mà nói hắn khẳng định cũng là đạt được một loại nào đó bí bảo bằng không mà nói mặc ngươi lại thông suốt được ra ngoài loại sự tình trực tiếp phá hư thiên địa quy tắc này sẽ bị dương gian lấy lực lượng mạnh nhất xóa đi bất quá doanh diệt đại đế chẳng những thành công đưa đi một sợi thần niệm của hắn thậm chí sợi thần nghiệm này còn nhập chủ một cái sinh mạng thể đây là khái niệm gì sinh mệnh này thể có thể đồng tu lưỡng giới quy tắc một khi đối phương tại dương giới cũng có thể bước vào tiên tôn mà nói vậy tương đương đem một vị tiên tôn cùng một vị đại đế dung hợp lại cùng nhau này sẽ mạnh bao nhiêu sẽ không bị người phát hiện sao có đại đế hỏi doanh diệt đại đế thì là lắc đầu đạo thân nghiệm này còn không có tình lại sinh mạng thể kia biểu hiện sẽ cùng bình thường sinh linh hoàn toàn tương tự bất quá tại sinh mạng thể kia đột phá tiên tôn trong nháy mắt bản đế ý thức liền sẽ trong nháy mắt thức tỉnh đến lúc đó đồng thời thu nạp lượng giới quy tắc bản đế sẽ có thể đánh phá gông cùm xiềng xích thành tựu đế chủ vị trí Lượng giới dung hợp liền không thể ngăn cản mà chư vị các ngươi cũng có thể tùy tiện tu đến dương gian quy tắc đánh vỡ gông cùm xiềng xích chúng ta gông xiềng cái này nghe được chư vị đại đế đều là ý động không thôi bọn hắn có được vô tận thọ nguyên nhưng là cảnh giới của bọn hắn cũng đã tu đến cuối cùng vậy vô luận là cái gì niềm vui thú làm nhiều rồi đã thấy nhiều đều sẽ dính mệt mỏi nếu không có còn có chiếm đoạt dương gian mục tiêu vĩ đại này đang ủng hộ bọn hắn nói không chừng thật nhiều đại đế đều chán sống chính mình kết quả chính mình hiện tại mục tiêu tựa hồ không có khả năng đạt thành này lại có khả năng thực hiện để bọn hắn làm sao không kích động. Bọn hắn muốn biết, cấm địa cuối cùng là cái gì, nơi đó có có thể gạt bỏ đế cấp lực lượng, như vậy, tại cấm địa cuối cùng sẽ có hay không có một cái khắc càng rộng lớn hơn thế giới. Bất quá, doanh diệt đại đế thế mà đem lớn như vậy bí mật chủ động tiết lộ ra ngoài, vậy khẳng định là đối bọn hắn có mưu đồ, bằng không mà nói, chỉ là chết chút âm hồn chi vương, tại tu la rơi tới nói lại xem như bao lớn tổn thất thu la giới còn nhiều âm hồn mặc kệ là cường đại cỡ nào bọn hắn lần này tới hưng sư vấn tội doanh diệt đại đế coi như đem hai tay mở ra cái gì cũng không nói chẳng lẽ bọn hắn còn có thể cùng doanh diệt đại đế tử chiến hay sao doanh diệt ngươi có yêu cầu gì liền nói có đại đế nói thẳng đều tu đến tình trạng như vậy còn cần vòng quanh vòng sao cũng không thể xem như yêu cầu doanh diệt đại đế thản nhiên nói bản đế năm đó chịu trọng thương Hiện tại cũng còn không có khép lại, cho nên, cần chư vị cung cấp một chút bản nguyên khí đến giúp đỡ bản đế chữa thương. Nghe nói như thế, bốn phía lại là hoàn toàn yên tĩnh ý mắng. Bản nguyên khí A, à, đây là đại đế cực kỳ quý giá đồ vật, ẩn chứa bọn hắn tu luyện nói, một khi là cung cấp bậc đại đế chỗ thấy, vậy đối phương liền có thể tiến hành nhằm vào, nguyên bản tương xứng thực lực cũng sẽ xuất hiện thiên về một bên áp chế. Cho nên vị nào đại đế cũng sẽ không đem bản nguyên khí lấy ra này bằng với là đem cổ của mình ngả vào trên lưới đao của người khác doanh diệt đại đế biết chư đế sẽ không dễ dàng đi vào khuôn khổ hắn tiếp tục nói bản đế nếu là không cách nào khép lại liền không cách nào tại thời điểm mấu chốt khống chế cái kia dương gian sinh mạng thể đến lúc đó đối phương một khi rảo bước tiến lên đế cấp liền không phải vì bản đế thần nghiệm khống chế mà là tận đến bản đế đạo quả Kết quả của nó liền không phải giới ta thôn phệ dương gian, mà là dương gian đến thôn phệ thế giới của chúng ta. Mẹ nó, ngươi đây là đang bắt cóc người A. Phi thường hiện thực uy hiếp, sinh mạng thể kia chính là một thanh dao hai lưỡi, dùng đến tốt, đó chính là đồ tể dương gian đao, dùng đến không tốt, lại trái lại đâm bị thương bọn hắn tu la giới. Mấu chốt là, cây đao này quá nhanh, đủ để đem bọn hắn những này đại đế đều là chém chết nếu như sinh mạng thể kia thật đi đến tu luyện cuối cùng ừ chúng ta vinh sinh bất tử có thể thành liền đại đế giả cũng chỉ là giải rác huống chi là tiên giới sinh mệnh bọn hắn chỉ có ngắn ngủi thọ nguyên muốn thành tiểu tiên tôn nào có dễ dàng như vậy một tên đại đế lập tức vạch nói không sai thành tiểu tiên vương đều là kỳ khó huống chi là thành tiểu tiên tôn doanh diệt đại đế cực có thể là tại nguy ngôn tùng thính Kỳ thật hắn mục đích thực sự chính là muốn bọn hắn bản nguyên khí, để thực lực của hắn trổ hết tài năng, trở thành tu la giới chi vương. Đúng vậy nha, muốn đưa một đạo thần niệm tiến vào dương gian. Làm sao có thể chứ? Căn bản chính là người si nói ngọng. Doanh Diệt đại đế cũng không sinh buồn bực, tu đến hắn cảnh giới dạng này, lại không biết sống bao lâu, sẽ còn không giữ được bình tĩnh sao? Sinh mạng thể kia không gì sánh được đặc thù, Cầm Dương giới hệ thống tu luyện tới nói, hắn đã tu đến kim nguyên tiên thập ngũ tinh mà chiến lược thì là hai mươi ba tinh hắn thản nhiên nói chân thuật sự thật chư vị không tin hoàn toàn có thể thông qua chính mình con đường đi xác nhận cái gì chư đại đế cùng tiên giới đánh nhiều năm như vậy quan hệ tự nhiên rõ ràng tại kim nguyên tiên có thể tu đến thập ngũ tinh càng có được siêu việt bát tinh chiến lược ý vị như thế nào tên của người nọ gọi là thạch hạo chương một nghìn bốn trăm ba mươi ba các đại đế quyết định nếu như Thạch Hạo có thể biết tu la giới những này đại đế trong lúc nói chuyện với nhau cho, như vậy, là hắn có thể giải khai rất nhiều câu đố. Thì như, lúc trước Nguyên Thừa Diệt muốn đoạt xa hắn, lại bị hắn phản xác. Bởi vì, hắn trong hồn hải có một sợi đại đế thần nghiệm, mặc dù ở vào tiềm phục trạng thái, nhưng nó mạnh mẽ lại như cũ là không thể tưởng tượng nổi. Nguyên Thừa Diệt muốn đem Thạch Hạo thần thức diệt tuyệt, tự nhiên muốn đụng vào trên sợi thần nghiệm này, như vậy kết quả không phải hắn tan thành mây khói lại còn có khác khả năng sao còn có vì cái gì tại phàm giới thời điểm hắn có thể tùy tiện thu lấy cối đá rõ ràng phía trên kia bị đại đế đặt xuống ấn ký chỉ có người tu la giới hay là giống hắc ám nữ vương như thế đạt được tu la giới duy trì tu nó pháp thuật mới có thể khống chế có thể thạch hạo đâu căn bản không có lọt vào cối đá phản vệ vì cái gì đơn giản a à, hắn trong hồn hải có một sợi đại đế thần niệm đây có phải hay không là cực kỳ chính tông người tu la giới đương nhiên là cho nên phía trên kia đại đế ấn ký tùy tiện liền nhận đồng hắn đáng tiếc thạch hạo không có khả năng biết bằng không mà nói hắn khẳng định sẽ lập tức đi tìm lao đinh chỉ là một sợi đại đế thần nhiệm thôi chẳng lẽ tiên tôn xuất thủ còn không giải quyết được nhưng trên thế giới không có nếu như mà tu la giới các đại đế thì là vận dụng một số bí mật thủ đoạn cuối cùng là khẳng định doanh diệt đại đế lời nói không phải hư bởi vì giống như hắc cám nữ vương hạt giống có thể là gian tế còn có rất nhiều tu la giới một mực tại xâm lấn dương giới chiếm cư ưu thế tự nhiên sẽ có chút sinh linh làm phản xác thực dương giới có một cái yêu nghiệt không gì sánh được người trẻ tuổi tên là thạch hạo tại trên cùng tiền tôn truyền nhân trần thái một trận chiến hắn lấy thập ngũ tinh tu vi hoành bại hai mươi mốt tinh chiến lược đối phương hơn nữa còn là một quyền dây cái này chiến lược chí ít hai mươi ba tinh xác thực tuyệt thế yêu nghiệt mà lại cái gì Gia hỏa này căn bản chính là từ phạm giới phi thăng lên tới thậm chí lúc trước hắn còn khống chế cối đá phải biết chiếc cối đá kia thế nhưng là bị đại đế đặt xuống ấn ký không phải người tu la giới hay là đi tu la giới hệ thống tu luyện căn bản không có khả năng điều khiển nó sẽ chỉ kích thích chiếc cối đá này phản kích đem nhân sinh sinh đánh chết vì cái gì nếu như người này trong hồn hải có một sợi doanh diệt đại đế thần nghiệm, vậy liền có thể giải thích ra, đừng nói sẽ không lọt vào cối đá bài xích, chính là cưỡng ép xóa đi phía trên đại đế ấn ký cũng có thể làm được. Xác nhận không lầm, đây chính là doanh diệt đại đế chôn xuống hạt giống, tương lai phá vỡ dương gian mấu chốt. Cái này khiến chư đại đế đều là hưng phấn, như đồ nhiều năm như vậy, đã trải qua một lần lại một lần thất bại, lần này, bọn hắn rốt cục thấy được hy vọng. Chỉ là, cái này Thạch Hạo cũng quá có thể gặp rắc rối. Hắn mặc dù là Tiên Vương chi tử, chi con rể, có như thế hai tòa ngữ bức chỗ dựa, nhưng là hắn đắc tội Tiên Vương càng nhiều. Về sau chứng minh, hắn cũng là một vị tiên tôn đệ tử, nhưng là hắn lại cùng khác một vị tiên tôn đòn khiêng lên. Mà lấy Thạch Hạo tính cách, hắn tương lai đòn khiêng lên càng nhiều tiên tôn tỷ lệ đó là vô cùng lớn. Người rõ ràng như thế yêu nghiệt, hơn nữa còn là bọn hắn hy vọng nhưng chớ đem tự mình tìm đường chết. Chúng đại đế đều là lo lắng xưng thấy, chính là doanh diệt đại đế cũng không có lạc quan đi nơi nào. Trước đó thạch hạo một mực có thể gặp dự hóa lành, là bởi vì không có chân chính đại nhân vật xuất thủ, bằng không mà nói, một khi chọc giận đại đế, tiên tôn loại cấp bậc này tồn tại, vậy dù là có tiên tôn bảo hộ, làm theo một bàn tay có thể đập chết ngươi. Đương nhiên, thật muốn đến một bước này, Lao Đinh cũng sẽ nổi điên, đem bác miểu nhất mạch toàn bộ đồ đi. Cho nên, hiện tại bác miểu tiên tôn báo nổi khả năng rất nhỏ, nhưng là, không chịu nổi thạch hạo không ngừng mà gây thai họa lại đắc tội mặt khác tiên tôn đâu. Lao Đinh cũng phải gánh không được a à. Kẻ này không thể chết. Lúc cần thiết, chúng ta đến bảo đảm hắn. Nói ra câu nói này thời điểm, chúng đại đế đều là có chút không dám tin tưởng mình. Đường đường tu la giới đại đế, lại để cho đi bảo hộ một cái dương gian tiểu nhân vật còn có mau chóng để tiểu tử này trưởng thành miễn cho đêm dài lắm ngộng thế nhưng là tu la giới vật tư quá mức bần cùng chúng ta cũng là hưu tâm vô lực ha ha bản đế ngược lại là có một ý kiến nói nghe một chút chúng ta có thể cùng dương giới ước định xuất động thế hệ tuổi trẻ tiến hành so đấu nếu như bọn hàn thắng chúng ta liền đáp ứng 100. trăm năm có thể là trong một triệu năm không còn xâm lấn dương gian tin tưởng có dụ hoặc như vậy, bọn hắn nhất định sẽ đáp ứng. Ha ha, dương gian vì thủ thắng, mà hạt giống kia lại yêu nghiệt không gì sánh được, những lao tiểu tử kia khẳng định sẽ toàn lực bồi dương hắn. Không tệ không tệ, cái chủ ý này thực là không tồi. Dù là chúng ta thua, cũng bất quá chờ đợi một chút thời gian, mà đối với chúng ta tới nói, thời gian nhưng thật ra là nhất không có ý nghĩa. Cứ làm như thế. Dục hà tiên vực bị âm hồn xâm lấn, mặc dù bây giờ hai nạn đã giải quyết khả tạo thành phá hư lại sẽ không tùy tiện bình phục toàn bộ tiên vực nhân khẩu giảm mạnh hơn chín phần mười mà những sinh linh khác cũng là như vậy thực vật động vật hung thú đều là bị thai họa ngập đầu sống sót lác đác không có mấy sau đó chính là khôi phục dài dàng giặc chi lộ lấy sinh linh ngưng lạnh chỉ cần âm hồn không có tiếp tục xâm lấn cuối cùng cũng có một lần nữa trở lại phồn thịnh một ngày Thạch Hạo tiến hành quét sạch âm hồn làm việc đã kéo dài nửa tháng nhiều, mà nhiều ngày như vậy xuống tới, hãy còn lưu lại tới âm hồn đã không nhiều lắm. Để hắn để ý là, chính là loại Hà Lương. Âm hồn này thật là đáng sợ, có được tử âm thể chất, có thể khắc chế tiên giới đại lượng tiên nhân, dù là đỉnh cấp ngọc tiên gặp gỡ hắn, thực lực cũng phải suy yếu một mảng lớn, mà lấy loại Hà Lương tương đương với cựu tinh ngọc tiên tu vi, tiên vương không ra, ai đánh thắng được hắn? Muốn giết hắn hoặc là tiên vương xuất thủ hoặc là liền phải do thạch hạo tiến hành kiềm chế sau đó một mảng lớn ngọc tiên đối với hắn tiến hành vây quét bất quá âm hồn xâm lấn phong ba đã bình dục hà đại diễn hai vị tiên vương hẳn là cũng có thể quất đến xuất thủ đến không đến mức để loại hà lương làm càn đi cho nên thạch hạo trọng điểm lại về tới trên như thế nào giải quyết thiên cơ chân nhân cựu tinh ngọc tiên mặc dù không thể đánh vỡ cực hạn nhưng tựa hồ mò tới từng tia tiên vương một bên khoảng cách chuẩn tiên vương cũng là kém đến có hạn cho nên muốn xử lý hắn thạch hạo làm sao cũng phải rào bước tiến lên ngọc tiên đi đến lúc đó hắn lại dùng vạn lôi chân kim chém giết thiên cơ chân nhân vẫn là có hy vọng bằng không mơ tưởng thạch hạo thở dài sớm biết mà nói hắn hẳn là đi trước hồng võ tiên vực nơi đó hắn có càng nhiều ngọc tiên cựu nhân mà lại mấy cái tu vi đều tại ngũ tinh phía dưới cái này muốn giết tự nhiên là dễ dàng ta đây là cái vận khí gì làm sao lại chọn trước khối này xương cứng đâu thạch hạo thì thảo sờ lên cái cảm, có chút im lặng nhưng là không tới nơi này mà nói hắn có thể vừa lúc gặp được gâm hồn xâm lấn sao ngươi nhìn hắn nhưng là trực tiếp tăng lên tứ tinh tu vi phần tạo hóa này còn không đáng sao hắn cũng chính là phát cầu nhau dù sao cửu nhân tạm thời cũng sẽ không chết giả, hoàn toàn chờ được, mà một hơi tăng lên tứ tinh tu vi, loại chuyện tốt này cũng không phải mỗi ngày đều có thể đụng phải. Trên thực tế, tu la giới muốn bao nhiêu năm mới có thể một lần phát động giống như vậy đại nhân sâm. Nói ít cũng muốn mấy vạn năm a. À. Cho nên, lần này Dục Hà tiên vượt chuyến đi, thật sự là kiếm lợi lớn. Chương 1434, đại tin tức. Thạch Hạo dự định liền ý ở chỗ này, chờ rào bước tiến lên ngọc tiên đằng sau liền đem tiên cơ chân nhân giải quyết sau đó lại đi hồng võ tiên vực hướng hồng võ tiên vương cầu hôn thuận tiện đem còn lại ngọc tiên cửu nhân cũng diệt, thật vui vẻ cưới âu nguyện di đắc ý bất quá thạch hạo một khi làm kế hoạch như vậy sự tình phát triển thường thường liền sẽ hướng về không thể đoán được phương hướng mà đi bất kể như thế nào kế hoạch này là định ra tiếp xuống chính là như thế nào thực hiện bước đầu tiên dạo bước tiến lên ngọc tiên ngọc tiên tốt thành nhưng là muốn xông lên thập bắt tinh lại đột phá ngọc tiên độ khó này liền cao đi đâu làm tài nguyên tu luyện đâu đặt tới hắn độ cao như vậy mặc dù còn có thể dùng một chút hoàng kim cấp thiên tài địa bảo nhưng là hiệu quả đã không phải là rất khá đến minh ngọc cấp mới được sâu a thạch hạo thở dài không có cách hắn tiện nghi lão nương không có khả năng cho hắn tài nguyên tu luyện mà Huyễn hải tiên vương gạt nữ nhi của người ta còn muốn người ta bồi lên tài nguyên tu luyện hắn không có da mặt dày như vậy cho nên chỉ có thể tự nghĩ biện pháp hắn mang theo ba nữ khắp nơi tìm kiếm bởi vì âm hồn xâm lấn kim nguyên tiên thế lực cơ hồ toàn diệt cho nên nơi này thập thất cửu không chính là cường đại tông môn cũng không ngoại lệ thạch hạo liền chọn lựa loại này bị diệt môn kim nguyên tiên thế lực tìm kiếm bọn hắn để lại bảo vật từng cái tông môn tìm kiếm thạch hạo quả thật có chút thu hoạch nhưng là phổ thông kim nguyên tiên thế lực lại có thể có bao nhiêu tích xúc bận rộn một tháng thạch hạo thu hoạch lại là quá mức bé nhỏ đến về nguyễn hải tiên vực bản tiểu thư mang người đem bảo khố cho cấp sạch tô mạn mạn lập tức liền đem cha của mình cho ra bán thạch hạo lắc đầu hắn hay là có tự tôn thực sự không có biện pháp cái này cũng vẫn có thể xem là một lựa chọn nhưng mà đúng lúc này hắn nhận được một tin tức quan trọng hư vô nguyệt nói cho hắn biết thông qua hắn lúc rời đi cho tử mẫu loa đại tin tức này là chư lớn tiên tôn liên hợp thành lập một cái trại huấn luyện muốn tại ngắn ngủi trong vòng mười năm bồi dưỡng được một nhóm không gì sánh được người ưu tú tài thiên tôn tiên vương đã đủ thần bí cao ở quần tinh đỉnh như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi nhưng tiên tôn mà nói vậy thì càng thêm thần bí phảng phất chỉ là một cái truyền thuyết tồn tại ở trong chuyên miệng, nhưng thật muốn ai xuất ra chứng cơ gì đến, chứng minh tiên tôn tồn tại, nhưng lại là chuyện không thể nào. Như thạch hạo như vậy, may mắn trở thành tiên tôn đệ tử, còn cùng tiên tôn truyền nhân đã từng quen biết, thực sự quá ít quá ít. Phần lớn người vị trí đều quá thấp, tại bọn hắn tới nói, Ngọc Tiên đều là xa không thể chạm, thì như thế nào có thể đụng chạm đến tiên tôn cấp độ này đâu. Nhưng bây giờ, tiên tôn thế mà liên thủ tổ chức cái gì trại huấn luyện? thạch hạo phản ứng đầu tiên chính là chỗ nào truyền tới tin tức giả thiên tôn có rảnh rỗi như vậy sao nhưng là hư vô nguyệt liên tục khẳng định đây là sự thực là do phụ thân hắn chính miệng nói cho hắn biết như vậy đây chính là thật không có qua mấy ngày thạch hạo cùng tô mạn mạn ba nữ ngay tại hành tẩu lại cảm giác một cỗ cường đại không gì sánh được khí tức đống nhiên xuất hiện nguyễn hải tiên vương đến cha tô mạn mạn lập tức giòn từng tiếng mà nói trước tiên tiến hành nịnh nọt sợ lao cha là bởi vì thời vân bị thạch hạo hoành sắt một chuyện mới tìm tới nhạc phụ thạch hạo cũng là kêu lên âu nguyệt di thì là khe chảo nói hồng võ nhất mạch âu nguyệt di bái kiến tiên vương đại nhân huyễn hải tiên vương nhấc nhấc tay ra hiệu bọn hắn đều không cần đa lễ sau đó hướng thạch hạo nói không biết ngươi có hay không nhận được tin tức chư vị tiên tôn liên hợp xây dựng một cái trại huấn luyện a à, huyễn hải tiên vương là cố ý tới nói chuyện này chân tiên giới tốt nhạc phụ thạch hạo gật gật đầu nghe người ta nói nhưng ngay từ đầu thời điểm tiểu tế cho rằng đó là một trò đùa huyễn hải tiên vương lắc đầu không phải trò đùa đây là sự thực vậy tiểu tế tự nhiên là muốn đi thạch hạo lập tức nói nhạc phụ trại huấn luyện này thiết lập tại chỗ nào cấm địa phúc thạch hạo lập tức phun tới hắn mới từ cấm địa đi ra bao lâu lại muốn trở về rồi yên tâm chỉ là tại cấm địa bên ngoài tiên vương liền đủ để bảo đảm các ngươi bình an vô sự huyễn hải tiên vương gặp thạch hạo bộ dáng này cho là hắn là sợ hãi không khỏi an ủi một câu bất quá trong lòng của hắn vẫn còn có chút không thoải mái ngươi thân là một cái đỉnh cấp thiên tài nghe được cấm địa hai chữ đúng là thất thố như vậy trước đây đồ có hạn a tại võ giả tới nói thiên phú cố nhiên trọng yếu nhưng là nghị lực cùng kiên trì càng là không thể thiếu đó mới là trọng yếu nhất phẩm chất thạch hạo biểu hiện này để hắn quá thất vọng rồi làm sao trước đó liền không có nhìn ra đâu cha chúng ta mới từ trong cấm địa đi ra mà lại chúng ta còn tiến vào rất sâu thẳng gặp được một tòa không vòng qua được đi lại bay không đi qua biển lúc này mới lui về tới tô mạn mạn cướp lời nói nàng tự nhiên là đang khoe khoang bởi vì phần lớn tiên vương cũng không dám nhập cấm địa, có thể nam nhân của nàng lại dám, hơn nữa còn xâm nhập. Phúc! Lúc này đến phiên huyễn hải tiên vương phun ra ngoài, trước sau tương phản quá lớn, ngay cả tiên vương đều là mất thái. Đánh mặt, bị đánh mặt ta. Nguyên lai, thạch hạo thất thố là bởi vì hắn mới từ trong cấm địa đi ra. Là, ai từ địa phương quỷ quái nào đi ra, không được chậm lại một đoạn lớn thời gian mới có thể khôi phục bình thường hắn mặc dù không có tiến vào cấm địa nhưng là từ cấm địa lại không thiếu một chút thông thường hiểu rõ thì như biển kia nghe nói biển cả kia là một vị cường đại tiên vương thi thể biến thành cho nên chỉ có tiên vương mới có thể vượt qua những người khác mà nói ai độ kẻ nào chết nữ nhi nếu nâng lên biển này nói do thạch hạo bọn hắn thực sự xâm nhập cấm địa mặc dù cái này xâm nhập cũng là tương đối bởi vì ai cũng không biết cấm địa đến cùng lớn bao nhiêu nó nơi trọng yếu lại đang xa xôi bao nhiêu địa phương. Trách toan Thạch Hạo, tiểu tử này chẳng những không phải nghị lực không kiên hạng người, tương phản, gia hỏa này gan lớn đến hủ chết người. Hiện tại, hắn ngược lại có chút bận tâm, Thạch Hạo như thế ưa thích mạo hiểm, đừng có một ngày đem nữ nhi của mình đều cho làm mất. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Nguyễn Hải Tiên Vương đương nhiên cũng không có khả năng biểu lộ ra, hắn hướng về Thạch Hạo gật gật đầu, "Không, có chuyện gì mà nói?" ta cái này liền dẫn các ngươi xuất phát thạch hạo đương nhiên có thể cầu huyễn hải tiên vương đem thiên cơ chân nhân làm thịt nhưng là mối thủ của mình đương nhiên phải do chính mình tự tay báo mới thoải mái hắn tình nguyện chờ lâu một chút thời gian lại nói đây cũng không phải là huyễn hải tiên vực nếu là huyễn hải tiên vương xuất thủ cực khả năng dẫn phát hắn cùng dục hà tiên vương cùng đại diễn tiên vương mâu thuẫn ngươi tay này cũng kéo dài quá dài đi cho nên hay là do chính mình tới phiền phức nhạc phụ thạch hạo nói ra nguyễn hải tiên vương vung tay lên đem bốn người toàn bộ cuốn lên sau đó một cái thuấn di đã là biến mất không thấy gì nữa Huyến hải đạo huynh đường xa mà đến cũng không chào hỏi sao một thanh em ung dung vang lên lại là không thấy một thân nguyễn hải tiên vương đã là từ trong thuấn di xuất hiện dù là hắn là tiên vương một lần thuấn di cũng vô pháp vượt qua quá lâu khoảng cách hắn cười nhạt một tiếng nói giục hà đạo hữu Bản vương chỉ là đi ngang qua mà thôi, liền không làm phiền. Ha ha, tốt ta. ngày khác lại đem luận rượu nói. Dục hà tiên vương cười lớn một tiếng, thanh âm liền không còn vang lên. mươi 1435, khảo thí. Thạch hạo không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ, vị này dục hà tiên vương có hay không nhận ra, chính mình là ban đầu ở phạm giới bị ngắm bắn mục tiêu. Hán đương nhiên có thể đoán được, đây nhất định là thiên cơ chân nhân từ đó dở trò quỷ có thể đường đường tiên vương một vực mạnh nhất tồn tại nếu như mình không nguyện ý mà nói ai có thể tả hữu với hắn? đương nhiên tại tiên vương tới nói phàm giới bất luận tồn tại gì đều như sâu kiến đồng dạng cho nên hắn xuất thủ xóa đi liền xóa đi cần để ý sao mặc kệ có hay không nhận ra thạch hạo không thành tiên vương quản ngươi cỡ nào yêu nghiệt căn bản không có tư cách để tiên vương nhìn thẳng vào yếu chính là nguyên tội thạch hạo không có lên tiếng một kích kia mối thủ hắn cũng sẽ không quên hiện tại dục hà tiên vương không có đem hắn coi ra gì thậm chí hắn sẽ không để ý ngay lúc đó xuất thủ ta là tiên vương ta xuất thủ thì như thế nào không có giết chết ngươi ngươi nên thỏa mãn đi nhưng đối với thạch hạo tới nói kích thứ nhất hắn nếu là không có cối đá mà nói cũng không khả năng ngăn cản được đến mà kích thứ hai mà nói hẳn là trương thiên dục thay hắn hóa giải xuất liên tục hai kích Mỗi một kích đều là muốn thạch hạ mệnh, thạch hạ phải chả có thể không để ý mà nói, vậy thì thật là làm khó hắn. Chờ lấy đi. Tiên vương tốc độ đó là nhanh bực nào, chỉ là mấy hơi thở mà thôi. Nguyễn Hải Tiên vương liền mang theo bốn người tới vực tường chỗ, hắn cũng không cần đào cái gì động, trực tiếp từ trên không bay vọn, có thể trở ngại Ngọc Tiên độ cao ở trước mặt tiên vương không đáng giá nhắc tới. Lại là một lúc sau, Huyền Hải Tiên vương liền ngừng lại. Phía trước xuất hiện một tòa giản dị doanh địa. Thực sự đơn giản, một chút tảng đá, đầu gỗ dựng lên tới phòng, đơn giản một mạc, đơn giản đến cực hạn, nhưng là, chiếm diện tích lại là cực lớn, liếc mắt nhìn qua, lít nha lít nhít. Huyễn Hải Huynh, người đến. Một tên tiên vương ra đón, hắn hướng về huyễn hải tiên vương gật gật đầu, thần sắc ở giữa lộ ra mười phần ngạo nghễ. Hàn Huynh, huyễn hải tiên vương gật gật đầu, cũng không có đem đối phương tiêu căng để ở trong lòng bởi vì vị này tiên vương chính là tiên tôn truyền nhân tên là hàn vũ tứ tinh tiên vương không thể không nói tiên tôn thực sự ngưu xoa phóng nhãn tiên liên giới mặc dù tiên vương số lượng lấy hàng ngàn nhưng là thất tinh trở lên tiên vương lại là ít đến thương cảm cựu tinh tiên vương mà nói cộng lại khả năng liền chừng hai mươi cái có chút tiên vương khả năng điệu thấp đạp lên cựu tinh cũng không có đối ngoại tiên dương cho nên đến tột cùng có bao nhiêu vị liền không rõ ràng mà tiên tôn nhất mạch đâu, tùy tiện đi mấy cái đi ra chính là tiên vương, mà lại không thiếu cửu tinh cấp bậc. Tiên tôn truyền nhân, thiên phú đều cao như vậy, từng cái đều có thể thành tiểu tiên vương, thậm chí cửu tinh cấp bậc. Không nhất định, chỉ có thể nói tiên tôn thủ đoạn cao minh, có thể sáng tạo một chút kỳ tích. Ngươi mạch này, chính là bốn người này sao? Hàn Vũ hỏi. Huyễn Hải Tiên Vương gật gật đầu, không tệ mặc dù thạch hạo càng nên tính là huyền băng nhất mạch mà ông nguyệt di cũng là hồng võ nhất mạch nhưng hắn cũng là tiên vương do hắn mang tới giận giới kỳ thật một chút khác nhau cũng không có cho nên hắn cũng lười giải thích mặc dù là do huyễn hải huynh đưa tới nhưng nhất định khảo thí hay là cần hàn vũ thản nhiên nói còn xin huyễn hải huynh tha thứ cho hắn nói là tha thứ cho nhưng biểu lộ lại như cũ kiêu căng không có chút nào không có ý tứ đây là tự nhiên thiên tôn nhất mạch cỡ nào cao cao tại thượng không nói tiên tôn tùy ý chọn mấy cái đệ tử chân truyền đi ra chẳng lẽ đỉnh cấp tiên vương thậm chí trong cách đời đệ tử đều có mấy cái tu đến cựu tình tiên vương cho nên theo hàn vũ những này cái gọi là một vực chi vương chính là chuyện tiếu lâm tiên tôn cho phép các ngươi mới có thể xưng vương bằng không mà nói các ngươi cũng chỉ có phủ phục phần các ngươi theo thứ tự hướng bản tọa xuất thủ hàn vũ tử tốn nói bản tọa sẽ căn cứ tu vi của các ngươi điều chỉnh đến tương ứng chiến lược khảo thí các ngươi tiềm chất nếu là quá yếu mà nói ha ha coi như các ngươi là tiền vương con cái đều không có tư cách đợi ở đây câu nói này chân chính bộc lộ ra thái độ của hắn thiên vương con cái ha ha ta ngay cả tiên vương đều không để vào mắt bản tiểu thư tới trước tô mạn mạn lập tức nhảy ra ngoài vận chuyển toàn lực đằng sau hướng về Hàn Vũ đánh tới. Hàn Vũ nhưng không có mặc nàng oanh kích, cũng là vừa nhất trưởng, hướng về Tô Mạn Mạn nên đón. Bành, Tô Mạn Mạn lập tức bị đẩy lui trở về, gương mặt xinh đẹp hoàn toàn trắng bệnh, kém chút thổ huyết. Thạch Hạo cùng huyến Hải Tiên Vương đồng thời biến sắc, tất cả tiến lên trước một bước. Yên tâm, sẽ không thụ thương, bản tọa tính toán sẵn. Hàn Vũ Tử tốn nói, xem như hướng Nguyễn Hải Tiên Vương giải thích một câu. Thạch Hạo, phi. Hắn ngay cả Tiên Vương đều không để vào mắt, tự nhiên càng thêm sẽ không để ý một tên nho nhỏ Kim Nguyên Tiên. Có thể tiếp được bản tọa một kích mà không ngã, tính ngươi vượt qua kiểm tra." Hắn nói ra. Tô Mạn Mạn thành công qua quan, lại là cao hứng không nổi, từ nhỏ đến lớn, nàng thật không có nhận qua dạng này tội. Âu Nguyệt Di biểu lộ ngưng trọng, cũng là đi ra, nói: "Xin tiền bối chỉ điểm." Hàn Vũ lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. nhạt. Tiểu cô nương này nhưng so sánh tô mạn mạn cùng kính nhiều, để trong lòng của hắn dễ chịu. Thới đi. Hắn nói ra. Âu Nguyệt Di cũng là toàn lực oanh kích, và ảnh, Hàn Vũ thì là vung tay lên, đưa nàng đánh bay ra ngoài. Còn tốt, Âu Nguyệt Di đồng dạng chỉ là sắc mặt tái nhợt, cũng không có ngã xuống. Người cũng vượt qua kiểm tra. Hàn Vũ cười nhạt nói. Âu Nguyệt Di lại khe chảo, xem như cảm ơn đối phương. Sau đó. Ông Nam Tỉnh cất bước mà tới, Thạch Hạo lập tức đưa nàng bắt lấy, hướng về phía nàng lắc đầu. Cung Tô mạn mạn, Âu Nguyệt Di so ra, Ông Nam Tỉnh chỉ có thể coi là dung tài, mặc dù cũng là sông lên Kim Nguyên Tiên, nhưng tất cả đều là dựa vào giới tinh quan hệ, bằng không mà nói, Ngân Linh Tiên hẳn là nàng cuối cùng. Nói đến vượt cấp chiến đấu, nàng nhiều nhất có được nhất tinh tiêu chuẩn, nếu là cùng Hàn Vũ đối oanh một kích, nàng sẽ rất thảm. Ta muốn thử một chút. Ông Nam Tỉnh thấp giọng nói: Ta muốn cùng ngươi sánh vai chiến đấu, mà không phải một mực bị ngươi bảo hộ tại sau lưng. Tại pham giới thời điểm, nàng thế nhưng là đại tỷ đại giống như tồn tại, từ trước đến nay đều là sông lên phía trước nhất, đã tới tiên giới đằng sau đâu, nàng vẫn chỉ có thể được bảo hộ lấy, cái này khiến nàng không cam tâm. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, hay là buông lỏng tay ra. Mặc dù ông Nam Tỉnh tám chín phần mười không có khả năng vượt qua kiểm tra nhưng không để cho nàng thử một chút mà nói nàng sẽ thương tiếc cả đời tiền bối ông nam tình đi lên trước mấy bước hướng về hàn vũ có chút khé chào hàn vũ thận trọng gật đầu hơi không kiên nhẫn mà nói bắt đầu đi ông nam tình vận chuyển toàn lực sau đó hướng về hàn vũ đánh tới bà ảnh hàn vũ vung tay lên liền đem ông nam tình đánh bay mà huyễn hải tiên vương cũng đồng thời xuất thủ nói đạo hữu thủ hạ lưu tình ông nam tình đã là ngã xuống trên mặt đất trong miệng bạo nôn máu tươi cực kỳ suy yếu hàn vũ suy nhiên nói liền chút thực lực ấy thế mà cũng dám đi lên khảo thí đây không phải lãng phí bản tọa thời gian sao thật sự cho rằng bản tọa rảnh rỗi như vậy thạch hạo hai tay nắm tay trong lòng bước lên một tia sát ý cũng bởi vì ngươi không kiên nhẫn được nữa liền có thể hạ sát thủ vừa rồi nếu không có huyễn hải tiên vương xuất thủ ngăn cản Ông Nam Tỉnh đã hương Tiêu Ngọc Vẫn. Chương 1436 Tư Toán Đây là trại huấn luyện. Mặc kệ sau khi tiến vào huấn luyện có bao nhiêu khổ, có bao nhiêu khó, đến cỡ nào dễ dàng tử vong. Nhưng nếu tự mình lựa chọn tiến vào nơi này, vậy liền đoán không được hay. Thế nhưng là ngươi bất quá là tại sàng chọn mà thôi. Cần đối với một cái hậu bồi xuống tay nặng như vậy sao? Cũng bởi vì lãng phí ngươi thời gian. Đối với loại người này thạch hạo có thể bất động sát cơ sao huyễn hải tiên vương cũng là sắc mặt khó coi hắn mặc dù không biết ông nam tỉnh thậm chí khả năng này là nữ nhi địch nhân nhưng là người là hắn mang tới hàn vũ lại hoàn toàn không nể mặt hắn tùy ý ra tay cái này khiến hắn đem mặt để nơi nào thiên tôn nhất mạch chính là bá đạo như vậy sao ngươi nhanh lên không cần lãng phí bản tọa thời gian hàn vũ hướng về thạch hạo một chỉ không cần lề mà lề mề Bằng không mà nói, coi ngươi tự động bỏ quyền. Thạch hạo đỡ dậy ông Nam tỉnh, ngay tại xem xét thương thế của nàng, nghe vậy liền đem ông Nam tỉnh đưa cho ông Nguyệt Di tới chiếu cố. Hắn đương nhiên phải vào nơi này, dùng tiên tôn tài nguyên, thành tựu Ngọc Tiên, thậm chí tiên vương, sau đó oanh lật hàn vũ, là ông Nam tỉnh báo thủ. Thiên tôn truyền nhân thì thế nào? Hắn sau này muốn thành tựu đại đạo, thế tất yếu kéo một vị tiên tôn lên đồng đàn không để ý lựa chọn hàn vũ mạnh này tại hạ thạch hạo còn xin tiên vương đại nhân chỉ điểm thạch hạo ra vẻ cung kính nói tiểu tinh vũ vận chuyển đem hắn khí tức che đậy rất nhiều trên thực tế chỉ cần đánh vỡ cực hạ vậy mặc kệ là thập tinh hay là thập bắt tinh nhìn qua đều cùng cựu tinh không sai biệt lắm chỉ là khí tức sẽ mạnh hơn một chút cho nên thạch hạo như thế vừa che che đậy khí tức hàn vũ sẽ chỉ cho là hắn là cựu tinh tu vi nhiều lắm là cũng chính là vừa phá vỡ cực hạn hàn vũ suy nhiên vừa đem ngươi nữ nhân đánh thành trọng thương có thể ngươi xem một chút chính mình thế mà ngay cả sinh giận đều là không dám phế vật thật sự là phế vật À, cũng có trách hắn nhưng là tiên tôn độ tôn dù là cùng là tiên vương hắn đều hoàn toàn không có đem huyễn hải tiên vương để vào mắt như vậy tại thạch hạo loại tiểu nhân vật này trong mắt hắn tự nhiên cao cao tại thượng so với bình thường tiên vương muốn tôn sùng nhiều ngươi nói thạch hạo dám đối với hắn tức giận sao bất quá ngươi khẳng định ghi hận trong lòng a hàn vũ cười lạnh dù là ngươi mặt ngoài cung kính nhưng nội tâm ôm hận cái này cũng là chọc giận tới hắn ngươi vừa phá cực hạn như vậy chiến lược cho an bể bụng thập tam tinh ta lợi dụng thập ngũ tinh chiến lược đến oanh kích ngươi đã để cho ngươi nếm nhiều nhức đầu lại để cho huyễn hải tiên vương không lời nào để nói trên thực tế coi như huyễn hải tiên vương bất mãn thì như thế nào hắn cần sợ nói đùa cái gì tới đi hắn thản nhiên nói từ mặt ngoài đến xem hắn một bộ cao nhân tiền bối phong phạm tuyệt không giống như là người lòng dạ hẹp hòi đây chính là tiên tôn bồi dưỡng ra được tiên vương cùng mình tu luyện ra được tiên vương khác biệt nhìn xem phía ngoài tiên vương cái nào không phải lòng dạ rộng lớn hạng người không có dạng này ý chí thì như thế nào tu được thành tiên vương có thể tiên tôn truyền nhân khác biệt cùng nói bọn hắn là tự mình tu luyện đi ra không bằng nói bọn hắn là bị tiên tôn bồi dưỡng ra được mặc dù cùng là tiên vương nhưng lòng dạ lòng dạ tâm tính lại là hoàn toàn khác biệt thạch hạo bắt đầu tụ lực nhưng tiểu tinh vũ lại là toàn diện áp chế loại khí tức ba động này vâng hắn xuất thủ một cái bước xa phóng tới hàn vũ sau đó huy quyền mà ra hàn vũ hơi hận cũng là một quyền đáp lễ lại là dùng tới thập ngũ tinh chiến lực Tiểu tử, để cho ngươi dám ghi hận trong lòng. Bành! Thẳng đến hai nắm đấm đụng nhau trong ngay mắt, thạch hạo mới triệt hồi tiểu tinh vũ áp chế, vũ trụ nhất quyền, toàn lực bắn ra. Nóa! Hàn vũ lúc này mới ý thức được không thích hợp, nhưng đã chậm, hắn lập tức bị đánh bay ra ngoài. Đương nhiên, cũng chỉ là như vậy, tiên vương là cỡ nào cường đại, dù là bị đánh một cái vội vàng không kịp chuẩn bị thì như thế nào, làm sao có thể thụ thương nhưng là đường đường tiên vương thế mà bị người tung bay rồi đây là cỡ nào vô cùng nhục nhã nhất là hắn hay là tiên tôn truyền nhân này sẽ để bọn hắn nhất mạch mặt mũi đều là quất giác muốn chết hàn vũ hét lớn một tiếng với vâng, anh tiên vương chi lực bắn ra hắn lập tức tiến nhập vô cùng kinh khủng trạng thái hàn huynh bớt giận Huyễn hải tiên vương thản nhiên nói đưa tay cản lại để hàn vũ căn bản không có tiến công lộ tuyến hắn nhưng là thất tinh tiên vương tại tiên vương cấp độ này cơ hồ không có một vị có thể làm được vượt cấp chiến đấu mà từ điểm đó tới nói tiên tôn truyền nhân thật sự là ngưỡng bức hàn vũ liền có được vượt qua nhất tinh siêu cấp thiên phú nhưng là hắn là tứ tinh tiên vương thêm nhất tinh chiến lược vậy cũng chỉ tương đương với ngũ tinh tiên vương có thể là huyễn hải tiên vương đối thủ sao Huyễn hải ngươi muốn cùng ta là địch sao hàn vũ xâm nhiên nói ra nguyễn hải tiên vương lắc đầu bất quá là trận khảo thí mà thôi hàn huynh làm gì để ở trong lòng mà lại đây chính là chư vị tiên tôn liên hợp sáng lập trại huấn luyện bất kỳ người nào cũng đừng hòng phá hư quy củ nếu là chạy tới nơi này ngay cả cơ bản an toàn cũng không thể cam đoan sẽ bị lao sư tự mình xử tử vậy ai sẽ còn tới thiên tôn trên mặt cũng không nhịn được a à? hàn vũ chậm rãi thu hồi lửa giận hắn dĩ nhiên không phải không tức giận mà là biết không thể công nhiên giết chết thạch hạo bằng không mà nói hắn khẳng định cũng trốn không thoát quan hệ Huyễn hải tiên vương nói không sai đây là chư đại tiên tôn liên thủ sáng lập trại huấn luyện chính là cái nào một vị tiên tôn đều khó có khả năng hoàn toàn làm chủ hắn thì càng chỉ là một cái người dẫn đạo dựa vào cái gì đánh giết thạch hạo cái này thực sẽ ra đại sự ngươi vượt qua kiểm tra hắn nhìn chằm chằm thạch hạo xâm nhiên nói ra về sau ở chỗ này ngươi nhưng phải cẩn thận một chút đây chính là cấm địa nguy cơ từ phía ngươi cũng không nên ngay cả chết như thế nào cũng không biết đây chính là lại rõ ràng cực kỳ nguy hiếp thạch hạo cười nhạt một tiếng hắn cố ý âm hàn vũ một thanh chẳng lẽ sẽ không có cân nhắc đến đối phương trả thù sao đến a à, đây chính là cấm địa có là có thể giết chết tiên vương đồ vật ngươi nhưng chớ đem mạng của mình đưa mà lại Cùng lắm thì Thạch Hạo đánh ra lão đinh lá bài này. Nếu nhận tiện nghi sư phụ này, thật là sẽ ra hổ thời điểm vẫn là có thể kéo một chút nha. Huyễn Hải Tiên Vương cũng không có đem Thạch Hạo ba người đưa vào doanh địa, nơi này có quy củ của nơi này, hắn chính là tiên vương cũng không có thể vượt qua. Hắn căn dặn vài câu đằng sau, liền mang theo ông nam tỉnh về huyễn Hải Tiên vực. Ông nam tỉnh vào không được chạy huấn luyện, ông nam tỉnh tự nhiên chỉ có thể do hắn mang về, bằng không nhét vào doanh địa bên ngoài vậy thì thật là vài phút liền sẽ treo trên thực tế doanh địa vị trí phi thường không tốt khắp nơi có thể nghe được cường đại hung thú đang gào thét có chút thậm chí là tiền sử cự thú cực khả năng xông lên chuẩn tiên vương độ cao nếu không có nơi này có mấy vị tiên vương toa trấn chỉ sợ bọn chúng sớm chạy tới phá nhà thạch hạo ba người vào ở trong doanh địa thật nhiều tiên vương truyền nhân tìm tới cùng hắn ôn chuyện nhưng là cái này y y nguyên cực hạn tại trong một vòng nhỏ thạch hạo mười phần điệu thấp bó lớn tiên vương truyền nhân còn không biết hắn có cái tiên tôn sứ phụ bị người ta phát hiện còn thế nào hấu người đâu nhoáng một cái mười ngày đi qua trại huấn luyện cũng rốt cục chính thức vận chuyển lại đầu tiên chính là phân đội chương 1437, tuyển đội trường tiến vào trại huấn luyện người rất hô tạm nhưng căn bản là nghìn tuổi trở xuống cái này tựa hồ là một đạo hạng vượt qua tuổi tác này mặc ngươi thiên tài đi nữa cũng sẽ không thu lấy cái này khiến tất cả mọi người là kinh ngạc tại sao phải thiết nghìn tuổi bậc cửa đâu tại tiên nhân đến nói một nghìn năm thực sự quá ngắn căn bản tính không được cái gì a à? lui một bước nói một cái chín trăm chín mươi chín tuổi nhất tinh ngọc tiên cùng một cái một phẩy không không một tuổi cựu tinh ngọc tiên ngươi nói cái nào càng thêm ưu tú không hề nghi ngờ khẳng định là người sau a à? nhưng ở trại huấn luyện lại là lựa chọn người trước mà đem người sau vứt bỏ ở bên ngoài vì cái gì thạch hạo không khỏi suy đoán chẳng lẽ bọn hắn là muốn nhập bí cảnh nào mà bí cảnh này chuẩn nhập điều kiện cường ngạnh hạn định nhất định phải tại một nghìn tuổi phía dưới sao nhưng nếu như nói tiên tôn thành lập trại huấn luyện này là vì cái nào đó bí cảnh vậy bí cảnh này phải là cấp bậc gì a à? ngay cả tiên tôn đều không thể cưỡng ép phá vỡ mà vào nhất định phải dựa theo hạn chế đến mặc hắn lại có thể liên tưởng cũng sẽ không nghĩ đến đây là tu la giới đại đế cùng dương giới tiên tôn đánh cược càng sẽ không nghĩ đến đây thật ra là tu la giới đại năng đang mượn dương giới tiên tôn tay đến bồi dưỡng hắn ai cũng không có khả năng nghĩ tới a à. đem chủ đề kéo trở về bởi vì trong trại huấn luyện rất nhiều người rất hôn tạp tu vi cảnh giới gì người đều có bởi vậy trại huấn luyện đem tất cả học viên chia làm ba cái đại đội lấy tu vi cảnh giới tới phân chia như ngọc tiên đại đội kim nguyên tiên đại đội ngân linh tiên đại đội đồng giáp tiên không có ý tứ trại huấn luyện không thu cấp thấp như vậy học viên dù là chia làm ba cái đại đội nhưng mỗi chi đội ngũ hay là có thật nhiều người bởi vậy mỗi cái đại đội lại lại muốn phân thật nhiều cái tiểu đội thạch hạo bị phân chia đến kim nguyên tiên đại đội tiểu đội thứ năm sở dĩ là tiểu đội thứ năm mà không phải thứ nhất cũng không phải thứ mười là thông qua rút thăm để quyết định đây cũng là không tồn tại âm mưu gì. Không may, Tô Mạn Mạn cùng Âu Nguyệt Di đều không có cùng hắn phân tại trong một tiểu đội. Một cái đi tiểu đội thứ ba, một cái khác thì là tiểu đội thứ mười tám. Mỗi một chi đội ngũ đều là một trăm người, mà chỉ là Kim Nguyên Tiên Đại đội liền có bốn mươi bảy tiểu đội, vẹn vẹn cuối cùng một chi tiểu đội chưa đầy biên, nhưng cũng có bảy mươi sáu người. Cho nên trong trại huấn luyện Kim Nguyên Tiên số lượng chính là bốn sáu bảy sáu người đây là rất con số kinh người bởi vì có thể tiến vào trại huấn luyện chí ít cũng phải là phá vỡ cực hạn đánh vỡ cực hạn a hơn nữa còn là nghìn tuổi trở xuống không kinh người sao không thể không nói thiên vương truyền nhân hay là rất có lực nhưng là nghe nói nơi này còn có tiên tôn truyền nhân nhưng là trại huấn luyện nghiêm cấm tất cả mọi người thổ lộ chính mình hoặc người khác thân phận bởi vậy đây cũng là chỉ là nghe đồn mà thôi ai cũng không biết thật giả một ngày này thạch hạo cùng trong tiểu đội chín mươi chín người toàn bộ đi ra tập hợp huấn luyện viên của bọn hắn là một tên ngọc tiên cựu tinh cấp bậc vô luận để ở nơi đâu đều có thể sưng một tiếng cường giả nhưng ở nơi này lại là cam tâm tình nguyện làm lên huấn luyện viên đến từ một khía cạnh nói rõ tiên tôn thế lực vốn liếng dạy các ngươi có thời gian một năm vị huấn luyện viên này gọi tăng lĩnh niên hắn lạnh lùng nói ra trong vòng một năm trong các ngươi liền có chín thành sẽ bị đào thải cái gì mới thời gian một năm liền muốn đào thải rơi chín mười người đây cũng quá tàn khốc đi an tĩnh tăng đích miên quát ai lại xì xào bàn tán ta lập tức đem hắn đào thải rơi lời này vừa nói ra tất cả mọi người lại an tĩnh lại mặc dù đối phương chỉ là một tên ngọc tiên nhưng người ta thế nhưng là tiền tôn nhà đi ra liền hỏi cho dù là tiên vương lại dám đối với hắn không khách khí sao thiên vương cũng không dám Hung chi là bọn hắn. Các ngươi cái thứ nhất khảo nghiệm, chính là sau một tháng, ta muốn trước đảo thải rơi bảy người. Các ngươi cái nào không hảo hảo cố gắng, liền sẽ trở thành bị ta đảo thải rơi người. Tăng Lích Niên tiếp tục nói, các ngươi trước chọn một đội trưởng đi ra. Làm đội trưởng, có thể phía trước 11 tháng miễn trừ bị đào thải, thẳng đến tháng thứ 12, mới có thể tham dự cuối cùng đào thải. Bất quá, đội trưởng vị trí có thể tùy ý chọn chiến, người thắng liền có thể thay vào đó chỉ có một điểm khiêu chiến chỉ có thể ở nơi này trong doanh địa tiến hành hiện tại bắt đầu đi sau một canh giờ ta sẽ trở về nếu như các ngươi còn không có tuyển ra một tên đội trưởng đến vậy tất cả mọi người khấu trừ mười phần thuận tiện nói một câu các ngươi hiện tại cũng có một trăm cái điểm cơ sở một khi chụp trở về không mà nói vậy mặc kệ là lúc nào lập tức bị đào thải nói đi hắn quay người rời đi quả nhiên cái gì cũng mặc kệ đám người hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời tất cả mọi người còn đang tiêu hóa lấy tăng lít niên lời nói vừa rồi chưa kịp phản ứng một lát sau chỉ gặp một tên người trẻ tuổi lao trắng đi ra hắn ngạo nghễ nói ta tên hứa hạo xuất thân liền không nói một là không cho phép thứ hai lời nói cũng không có ý tứ hiện tại tất cả mọi người là dựa vào bản thân thực lực nói chuyện ta muốn vị trí đội trưởng này không phải ta sợ hãi bị đào thải mà là ta có thực lực như vậy các ngươi nếu ai lời không phục vậy liền tới khiêu chiến ta đi tiếng nói mới rơi chỉ gặp một bóng người đã là hướng về hắn bay đi xuất thủ tức công hứa hạo vội vàng trước tránh sau đó mới có thời gian hướng về người công kích nhìn lại đây là một cái nhìn qua so với hắn còn muốn nam tử trẻ tuổi biểu lộ lạnh nhạt ánh mắt càng là sông nhiên giống như không có từng tia tình cảm chỉ có sát khí lạnh lẽo Người là ai? ngõa. Hứa hạo vừa định hỏi tên của đối phương, nhưng này lạnh nhạt nam tử đã giết tới đây, thân như quỷ mị, mà ra tay thì là không lưu tình chút nào, một bộ tính mệnh tương bác chơi liều. Ở đây, hứa hạo cũng chỉ có tử trên phần. Ha ha, thời gian có hạn, mọi người không muốn bị trừ điểm mà nói, vậy liền đều chiến đứng lên đi. Có một người đứng dậy, không muốn cạnh tranh đội trưởng người lập tức thối lui những người còn lại chúng ta tới tranh đoạt đội trưởng vị trí trước tiên nói rõ chỉ cần thua liền phải lập tức lui qua một bên bằng không mà nói một canh giờ căn bản không có khả năng tuyển ra tới thật nhiều người đều là nhao nhao gật đầu cái này không thể kịp thời tuyển ra đội trưởng mà nói tất cả mọi người muốn bị trừ mười điểm mà lung tung chọn một ra đi chính mình lại không thể chịu phục cho nên vậy trước tiên như vậy đi dù sao đâu về sau đội trưởng vị trí vẫn là có thể lại cướp thạch hạo yên lặng thối lui đến một bên loại đội trưởng này có cái gì tốt tranh đương nhiên sau một canh giờ nếu như chiến đấu còn không có phân ra kết quả hắn sẽ ra tay đem tất cả mọi người trong nháy mắt giải quyết vậy hắn một cái đứng đấy hắn không đem đội trưởng ai tới làm đâu mọi người đều biết thời gian cấp bách chiến đấu trong nháy mắt liền lên lên tới gây cấn tình trạng đều là toàn lực ứng phó ai cũng không có nương tay mà lại tăng lích niên cũng không có nói không cho phép dùng tiên khí phù binh loại hình bởi vậy lập tức liền có tiên khí quang mang chất động ngược lại là phù binh cũng không có người vận dụng ngươi lấy phù binh cầm xuống đội trưởng vị trí đó căn bản không phải thực lực thể hiện về sau bị người khiêu chiến giải quyết như thế nào chứ phi ngươi phù binh nhiều đến dùng không hết đây chính là một chuyện khác đương nhiên đây là hoàn toàn chuyện không thể nào Trước 1438, nhiệm vụ thứ nhất, vẹn vẹn chỉ có một canh giờ, lại muốn tại trong một trăm người trổ hết tài năng, chiến đấu này tự nhiên là kịch liệt. Mà lại, tới đây căn bản là tiên vương truyền nhân, khả năng có tiên tôn truyền nhân, nhưng là tất cả mọi người không cho phép tự giới thiệu, cho nên ai cũng không biết chính mình trong tiểu đội có hay không tiên tôn truyền nhân. Nhưng cho dù có, ai cũng sẽ không bởi vậy nhượng bộ. Võ giả cả đời chính là tranh tranh tài nguyên tu luyện tranh thiên địa khí vận tranh hết thẻ cơ duyên không tranh vậy cũng chỉ có nhất định bình thường bởi vì thời gian quá mức gấp gáp chỉ là đánh một hồi những đội viên rõ ràng mạnh hơn một đường kia liền lựa chọn trước bao đoàn đem kẻ yếu đánh lui ra ngoài thế là vòng thứ nhất đả kích xuống đến người thập tinh tu vi toàn bộ bị đào thải sau đó lại một lượt xuống đến thập nhất tinh tu vi cũng bị si rơi vòng thứ ba oanh kích đằng sau thập nhị tinh tu vi nhưng chỉ có thập tứ tinh chiến lực người cũng bị đào thải cuối cùng chỉ còn lại có bốn người đều là thập nhị tinh tu vi thập ngũ tinh chiến lực bọn hắn rất an ý hai hai đối với bên thắng tái chiến cuối cùng bên thắng chính là đội trưởng đây cũng là tương đương công bằng dù sao không phục tùy thời có thể lấy hướng đội trưởng tiến hành khiêu chiến hơn nửa canh giờ về sau hai trận chiến đấu đã là phân biệt quyết ra thắng được cuối cùng quyết đấu chính là trước đó cái thứ hai xuất thủ người trẻ tuổi lạnh nhạt còn có một cái tư thế hiên ngang mỹ nữ hai người đều là dùng kiếm ra chỉ hai sao chiến lược dưới sự va chạm dư ba chấn động không gì sánh được đáng sợ còn tốt đây là cấm địa mặc hắn bọn họ như thế nào dày vò cũng đừng gấp kim nguyên tiên đừng nói đem cấm địa đánh băng chính là muốn cải biến hình dạng mặt đất cũng khó khăn hai người này lập tức triển khai mạnh nhất đối với anh nhưng là hai người hiện tại cũng là thập thất tinh chiến lực ngươi tới ta đi đại chiêu nhiều lần ra lại khó mà trong khoảng thời gian ngắn phân ra thắng bại mắt thấy một canh giờ sắp đến tăng lích niên cũng tại từ đằng xa đi tới thạch hạo thở dài đánh ra một đạo linh hồn trùng kích Nô! người trẻ tuổi lạnh nhạt lập tức phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên lại là công kích trì trệ bị mị nữ kia nắm lấy cơ hội một kiếm chém bay trên cánh tay cũng bị thương có máu tươi tuân ra cái này kỳ thật còn chưa đủ lấy phân ra thắng bại nhưng là trong thời gian ngắn ngủi như thế ưu khuyết thế cũng có thể làm phán đoán thắng bại mấu chốt bởi vậy người trẻ tuổi lạnh nhạt mặc dù như mày lại là lui sang một bên mỹ nữ kia đứng một mình giữa sân mặc dù trong nội tâm nàng cũng có chút không hiểu làm sao đối thủ đột nhiên xuất hiện lớn như thế sai lầm nhưng giờ này khác này nàng cũng không có lòng đi truy cứu nàng lấy người tháng tư thái nhìn chung quanh đám người cường đại mà mỹ lệ, để không ít người đều là lòng sinh ái mộ. Rất tốt, không để cho ta thất vọng. Tăng Lích Niên gật gật đầu, hướng về kia mỹ nữ nhìn lại, người tên là gì? Diệp Yên Bạch. Mỹ nữ kia nói ra. Tăng Lích Niên thu hồi ánh mắt, hướng về những người khác quét một vòng, các ngươi không cần phải nói ra bản thân danh tự, bởi vì ta không có hứng thú đi nhớ kẻ thất bại danh tự. Mà lại, sau một tháng, trong các ngươi chỉ ít có bảy người sẽ bị khu ra. Ta liền càng thêm khinh thường đi nhớ tên của các ngươi. Diệp Viễn Bạch được tuyển đội trưởng thêm 10 cái điểm tích lũy. Hắn còn nói thêm, để tất cả mọi người là xôn xao. Trước ngươi nhưng không có nói, được tuyển đội trưởng có thể thêm 10 phần a. Nếu như biết, vậy mọi người khẳng định sẽ càng thêm ra sức, có chút tuyệt chiêu cũng sẽ không tiếc dùng ra. Mặc dù mọi người hiện tại cũng chỉ biết điểm tích lũy chụp thành xệ rồ liền sẽ bị đào thải rời đi, về phần còn có tác dụng gì? vậy liên không rõ ràng về sau đi khiêu chiến đội trưởng vị trí một khi thất bại liền sẽ khấu trừ mười cái điểm tích lũy tăng lích niên tiếp tục nói vậy thắng còn có mười cái điểm tích lũy sao có người hỏi không có tăng lích niên lắc đầu lần này đám người nhìn về phía diệp uyển bạch ánh mắt thì càng lộ ra hâm mộ cái này duy nhất một lần thêm điểm cơ hội bị nàng cầm đi huấn luyện viên điểm tích lũy có làm được cái gì có người đánh bạo hỏi. Thiên vương truyền nhân, đảm lượng đương nhiên là không thiếu. Tăng đích niên cười nhạt một tiếng, tạm thời, điểm tích lũy chỉ có thể dùng để đổi lấy cường giả chỉ điểm, có thể xin mời tiên vương đối với ngươi tiến hành giảng bài, một ngàn điểm, chính là tiên tôn cũng có thể mời đi ra. Tiên tôn chỉ điểm. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là trái tim kích ngại. Đây chính là toàn bộ tiên giới cực kỳ như bức tồn tại, nếu có được chi đề điểm, tiến bộ của mình lại sẽ có bao lớn. Trước đó Thạch Hạo cùng Trần Thái đại chiến, tất cả mọi người là rõ ràng, Trần Thái thế nhưng là thập lục tinh tu vi, 21 tinh chiến lược, cái này nghiền ép tiên vương truyền nhân gấp bao nhiêu lần. Vì cái gì yêu nghiệt dạng này chỉ sẽ xuất hiện ở trong tiên tôn truyền nhân. Là tiên tôn truyền nhân quá ưu tú sao? Chưa chắc. Chuyện này chỉ có thể nói, tiên tôn năng lực thật là đáng sợ, mới có thể bồi dưỡng được yêu nghiệt dạng này tới cho nên có thể đến tiên tôn chỉ điểm mà nói chính mình có phải hay không cũng có thể đạt tới thập lục tinh tu vi nhưng là một nghìn cái điểm tích lũy a huấn luyện viên chúng ta muốn thế nào mới có thể lấy được điểm tích lũy có người lại hỏi tăng lích niên thản nhiên nói các ngươi sẽ tham dự các loại nhiệm vụ biểu hiện tốt liền có thể thu hoạch được điểm tích lũy ban thưởng biểu hiện không tốt liền sẽ khấu trừ điểm tích lũy làm trừng phạt còn muốn chụp điểm tích lũy Tất cả mọi người là nghiêm nghị, bọn hắn đều là thiên tri kiêu tử, nếu như bị đào thải ra khỏi cục mà nói, để bọn hắn trên mặt như thế nào treo được. Mặc dù nhất định sẽ có 90 người tại một năm sau bị đào thải, nhưng ít ra, ai cũng không muốn làm nhóm đầu tiên người bị đào thải. Các ngươi nhiệm vụ thứ nhất, Tăng lịch Niên vẫn là một tấm mặt chết, lập tức xuất phát, tiến vào hướng Tây Bắc 300 dặm trong sơn lĩnh, nơi đó cất giấu một khối cổ hồn tinh cho các ngươi tới nói chính là tu luyện thánh phẩm tìm tới cổ hồn tinh chỗ ở người không trừ điểm cuối cùng lấy được cổ hồn tinh người ban thưởng mười cái điểm tích lũy những người còn lại toàn bộ chụp mười điểm tích lũy cái này thật ác độc a chỉ có một người có thể thu hoạch được điểm tích lũy ban thưởng nhưng khấu trừ nhiều nhất lại có thể cao tới chín mươi chín người một khi điểm tích lũy là không trực tiếp đào thải mà một tháng sau muốn đào thải bảy người khẳng định là điểm tích lũy hạng chót bảy người nếu như đội trưởng cũng tại trong bảy người này bởi vì đội trưởng đặc thù cơ chế bảo hộ vậy người điểm tích lũy đếm ngược thứ tảng cũng sẽ bị đào thải đám người hai mặt nhìn nhau bọn hắn thật sự là một phương thiên tài sao dùng như thế nào như thế tàn khốc phương thức đào thải bọn hắn phải biết bọn hắn cái nào xách đi ra phóng tới bên ngoài đi cũng có thể xưng yêu nghiệt trại huấn luyện này mục đích đến cùng là cái gì thế mà ngay cả bọn hắn dạng này tuyệt đỉnh thiên tài đều muốn bị như vậy chọn ba lấy bốn nhưng đây là tiên tôn định ra quy củ ai lại dám chống lại mà lại hướng tăng đích niên phàn nàn lại hữu dụng sao người ta cũng chỉ là một cái ngọc tiên nghe lệnh làm việc thôi cho nên tất cả mọi người chỉ có thở dài phần sau đó lập tức lên đường xuất phát nghĩ đến cổ hồn tinh thời điểm bọn hắn lại phân chấn đây chính là kỳ ngộ a à? quả nhiên Tiên tôn xuất thủ thật là hào phóng, cái này tương đương với đưa bọn hắn một phần trí bảo, nhưng đến tuột cùng cho ai, vậy phải xem ai mạnh hơn. Ra Doanh địa đằng sau, tiếng thú gào càng là kinh thiên động địa. Đột nhiên, một cái xúc tu to lớn quét ngang tới, bá đạo không gì sánh được, phảng phất không gì không phá. Chương 1439, Tìm kiếm. Đây là Ngọc Tiên xuất thủ, Thạch Hạo lập tức một cái thuấn di rời đi dù là hắn yêu nghiệt không gì sánh được nhưng cái vung lên này chẳng những là ngọc tiên cấp bậc uy lực còn tại thất tinh đi lên nếu là hắn đón đỡ không nói lập tức chấn thành huyết vụ ít nhất cũng phải bị trọng thương dù là thể phách của hắn đều là gánh không được hắn cũng không dám đón đỡ huống chi là những người khác đám người vội vàng bốn chỗ bỏ trốn nhưng luôn có thằng xui xẻo không kịp tránh chỉ có thể tế ra phủ binh tiến hành gánh kích bành 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 hào quang trói sáng loạn thành trang diện một lần không gì sánh được huế lệ những người này phù binh đương nhiên là tiên vương chế tác có thể đánh ra cao giai ngọc tiên cấp vi năng bởi vậy liên tiếp tề oanh phía dưới xúc tu này tự nhiên là bị ngạnh sinh sinh đánh trở về lúc này mọi người mới có rảnh nhìn về phía người công kích đây là một đầu to lớn vô cùng hung thú nhìn qua giống như là một quả trứng nhưng toàn thân mọc đầy xúc tu vừa rồi chính là nó vung ra trong đó một đạo xúc tu tại hướng đám người công kích bất quá nó chủ thể cũng là bị trói buộc vững vàng khóa chặt ngay tại chỗ bởi vậy nó cũng chỉ có thể vung ra xúc tu công kích cũng không thể truy kích mà ra hiển nhiên nó là bị đại năng từ địa phương khác chuyển tới mục đích đúng là vì cho trong doanh địa học viên chế tạo phiền phức muốn thuận thuận lợi lợi rời đi doanh địa không được xuất ra ngươi bản lĩnh thật sự tới phù binh cuối cùng là biết dùng xong nếu là ngươi liền rời đi doanh địa đều là làm không được vậy còn có bồi dưỡng giá trị sao đám người vội vàng lại tránh ngọc tiên cấp hung thú hơn nữa còn là thất tinh đi lên cái này ai chống đỡ được lúc này mặc kệ ngươi là thập tinh thập nhất tinh hay là thập nhị tinh tu vi tại con quái vật khổng lồ này trước mặt đều là giống nhau dù sao ngươi không có khả năng cứng rắn một kích cũng chỉ có tránh né phần đám người bỗng nhiên tan tác như chim ngông nguyên bản báo đoàn trận hình lập tức đánh tan có may mắn người đã hướng về mục đích xuất phát có ít người vẫn còn đang tranh né ngay cả phóng ra doanh địa đều không có có thể làm đến thạch hạo đương nhiên thuộc về người xông ra một trong hắn không tiếp tục vận dụng thuấn di mà là toàn lực bắn vọt nói đến tốc độ tất cả mọi người là kim nguyên tiên rất khó có chất khác nhau nhưng là thạch hạo lực lượng mạnh hơn nắm giữ tiên tắc cũng nhiều cái này tự nhiên để tốc độ của hắn càng nhanh mặc dù cũng không có nhanh đến đi đâu có thể thời gian hơi dài hắn dẫn trước ưu thế liền hết sức rõ ràng vị đạo huynh này không bằng cùng nhau liên thủ hắn nhận được người khác thần thức truyền âm thạch hạo cười nhạt một tiếng người kia hẳn là nhìn chúng tốc độ của hắn cũng không phải là nhận đồng thực lực của hắn dù sao thạch hạo trước đó cũng không có tham tuyển đội trưởng cái này ngay cả một trận chiến đều là không dám Thực lực khẳng định chẳng ra sao cả. Cũng thế, ngươi đem tinh lực đều bỏ vào trên tốc độ tăng lên, chiến lực khẳng định phải giảm bất đi nhiều. Thật sự là buồn cười, chúng ta thế nhưng là võ giả, chiến lực mới là vương đạo, ngươi chẳng lẽ muốn dùng chạy trốn thắng được thắng lợi sao? Đó là một tên tử xa người trẻ tuổi, hắn mặc dù hướng về thạch hạo đưa ra liên thủ đề nghị, nhưng nội tâm lại là đối thạch hạo mười phần xem thường. Thậm chí hắn còn tại cân nhắc, nếu là thạch hạo dừng lại mà nói hắn có phải hay không xuất thủ đem thạch hạo hoành thương làm cho đối phương mất đi tiếp tục nhiệm vụ tư cách doanh điệp nhưng không có quy định không thể ở trong nhiệm vụ hướng đồng đội xuất thủ a đây vốn chính là đào thải chế tự nhiên muốn nghĩ hết biện pháp để cho người khác bị loại mà thạch hạo mà nói thực lực thấp như vậy ngươi không trước bị loại lại ai trước bị loại đâu thạch hạo lần theo thần thức ba động quay đầu nhìn sau đó thu hồi ánh mắt không có làm để ý tới ngươi thật đúng là không biết tốt xấu từ sam người trẻ tuổi lạnh lùng nói ra ta là võ thanh dương có thể bị ta chọn làm hợp tác đối tượng đó là ngươi vận khí ngươi thế mà còn dám cự tuyệt ừ vậy ta nói cho ngươi ngươi tuyệt đối là nhóm đầu tiên bị đào thải người bị loại thạch hạo bật cười ta chỉ là không có để ý tới ngươi mà thôi ngươi liền hỏa khí lớn như vậy tiên vương truyền nhân có chút tương đối khiêm tốn mà có chút thật sự là đem con mắt dài đến đỉnh đầu đi rồng sinh chín con không giống nhau bình thường thạch hạo một kỵ tuyệt trần rất nhanh liền đi tới mục tiêu khu vực đây là một tòa dây núi to lớn liên miên vô tận trên núi thì là quấn quanh lấy màu xanh nhạt sương mù khiến cho cả tòa sơn mạch đều là mơ mơ hồ hồ tăng lích niên chỉ nói cổ hồn tinh tại trong ngọn núi này cũng không có lộ ra vị trí cụ thể thậm chí liền chút nhắc nhở đều không có thì như tại một cái nào đó trong sân động tại nào đó trong một hồ nước cổ hồn tinh bảo vật như vậy hình thể chắc chắn sẽ không quá lớn muốn tại trong dãy núi mênh ngông này tìm tới cái này đâu chỉ là tại mỏ kim đáy biển từ từ tìm đi thạch hạo mở ra tiểu tinh vũ tìm kiếm khắp nơi đứng lên cái này tự nhiên là một cái khô khan quá trình mà lại nguy hiểm thạch hạo đang tìm bỗng nhiên phát lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt Hiu chỉ gặp một đầu bạch lang giết đi ra thiết trảo vung qua chớp động lên hàn mang nó hiển nhiên cực thiện ẩn nấp thân hình thẳng đến phát động công kích trong nháy mắt lúc này mới bạo phát ra khí thế cường đại muốn hình một kích trí mạng giết ngọc tiên nhưng chỉ là nhất tinh cấp bậc thạch hạo gật gật đầu tại tiên vương truyền nhân tới nói căng lắm liền thập thất tinh tả hữu chiến lực có thể so với nhất tinh ngọc tiên cho nên gặp được chân chính ngọc tiên hung thú dù là chỉ là nhất tinh cũng là bại trốn khả năng lớn hơn nhưng là nhất tinh ngọc tiên mà nói muốn đánh giết những thiên tri kiêu tử này cũng cơ hồ là chuyện không thể nào chỉ cần ngươi không phải ngây ngốc cùng hung thu cứng rắn là được rồi có hung thu quấy nhiễu không để cho ngươi tốt nhất tìm kiếm tự nhiên tăng lên nhiệm vụ lần này độ khó bất quá đây đối với thạch hạo đúng vậy áp dụng Bành! ảnh hắn nặng nghề mà oanh ra một quyền cùng con bạch lang kia cứng rắn dưới một kích Bạch Lang lập tức phát ra ai ô, bị sinh sinh đánh bay ra ngoài. Thạch Hạo hiện tại là chiến lược gì? Tương đương với nhị tinh ngọc tiên hậu kỳ thậm chí đỉnh phong, đây là tiếp cận tam tinh tồn tại. Tại ngọc tiên cấp bậc nhất tinh có bao nhiêu tranh lệnh? Gần như nghiền ép. Con Bạch Lang này trong ánh mắt lộ ra kinh hãi chi sắc, chỉ là kim nguyên tiên, sao có thể có thể mạnh như thế? Thạch Hạo mỉm cười, thân hình xông ra, tiếp tục oanh kích. Bạch Lang miễn cưỡng chống đỡ mấy lần liền muốn đào tẩu thực lực này chênh lệch dị thường rõ ràng tái chiến tiếp mà nói nó chỉ có tử vong phần thạch hạo đuổi kịp tiếp tục từng quên oanh nhưng là ngọc tiên thân thể thế nhưng là bị minh ngọc tiên tắc rèn luyện qua mà hung thú thể phách lại trời sinh cường hoành cho dù thạch hạo như thế nào oanh kích đều là không phá dù sao thạch hạo nắm giữ chỉ là hoàng kim tiên tắc, lực sát thương còn thiếu rất nhiều không đủ sao thạch hạo lấy ra vạn lôi chân kim hóa thành một cây đao hướng về bạch lang chém tới lần này chiến lực của hắn tăng vọt đến hai mươi lăm tinh cũng chân chính bước vào tam tinh ngọc tiên cấp độ Phúc. một đao xuống dưới bạch lang lập tức đầu một nơi thần một nẻo thiên vương khí chi huy hiển thị rõ hoàn toàn thạch hạo đem bạch lang thi thể thu vào đây chính là ngọc tiên cấp hung thú toàn thân trên dưới có thể nói khắp nơi đều là bảo sao có thể lãng phí hắn huyết sáo tiếp tục đi tới nơi này hiển nhiên bị giáo huấn luyện doanh rõ ràng đi ngang qua sân khấu sẽ chỉ lưu lại một tinh nhiều nhất nhị tinh ngọc tiên cấp hung thú bằng không mà nói vậy liền không cứ gọi khảo nghiệm mà là muốn mạng nhưng tại thạch hạo tới nói nhị tinh ngọc tiên bất quá cũng như vậy cho nên cái này căn bản là một tòa nhạc viên chương một nghìn bốn trăm bốn mươi cổ hồn tinh trên lý luận tới nói ngọc tiên bản thân liền là một loại tài nguyên tu luyện ăn nhiều như vậy thiên tài địa bảo hao phí vô số tiên thạch lại hấp thu vô tận vô tận thiên địa năng lượng cái này có thể nói là một gốc hình người hình thú tiên dược muốn thạch hạo đi ăn người hắn khẳng định không làm nhưng hung thú mà nói hắn liền không có gánh nặng trong lòng như vậy lấy ngọc tiên làm tài nguyên tu luyện có thể thực hiện đâu ách một cái tiên bực liền chừng trăm tên ngọc tiên toàn bộ giết đều chưa hẳn có thể cho một tên ngọc tiên tăng lên hai sao tu vi mà lại cựu tinh ngọc tiên đã tu đến cuối cùng không cần lại đi săn giết mặt khác ngọc tiên làm tài nguyên tu luyện mà đê dai ngọc tiên cũng không có tư cách săn giết cao giai ngọc tiên lại nói tiên vương cũng sẽ không cho phép phương thức tu luyện như vậy tồn tại cho nên săn giết ngọc tiên tiến hành tu luyện đây là không thực tế nhưng đối với thạch hạo tới nói nhất là bây giờ hoàn cảnh như vậy lại cho hắn sáng tạo ra cơ hội tốt nhất hắn tạm thời quên lãng cổ hồn tinh mà là hết sức chuyên chú giết lên hung thu tới một đầu thì tương đương với một gốc đại dược nhất là hắn có cối đá luyện hóa hiệu suất quá cao căn bản sẽ không bao nhiêu năng lượng tinh hoa lãng phí theo thạch hạo khắp nơi du đãng trong núi hung thú liền dần dần mất đi ba ngày sau đó may mắn còn sống sót hung thú căn bản không dám ra đến du đãng mà là từng cái đều trốn đi có thể tu đến ngọc tiên dù là không có khai linh trí nhưng đối với nguy hiểm cảm ứng cũng là nhạy cảm không gì sánh được Tinh tưởng ý thức được không, khí phiêu đãng sắc cơ, hay là tranh thủ thời gian trốn đi? Tránh thoát đầu ngọn gió này lại nói. Thạch Hạo liền buồn bực phát hiện, hắn tìm không thấy hung thú có thể săn giết, mà những người khác thì là lại kỳ quái lại nhẹ nhàng thở ra, rốt cục không cần phải trô ẩn núp lấy, có thể quang minh chính đại tiến hành tìm. Chính là mấy cái ở chỗ này, Lược Trận Ngọc Tiên cũng là cảm thấy kỳ quái, tại sao hung thú số lượng giảm nhanh nhiều như vậy, chạy đi đâu rồi? ngày thứ năm thời điểm thạch hạo từ bỏ đối với hung thú săn giết hắn lấy ra một khối thịt hung thú sau đó lấy hỏa diễm tiên tắc đối với hắn tiến hành nấu nướng thật là khó đun sôi ngọc tiên cấp hung thú dù là chết rồi có thể huyết nhục vẫn là bị minh ngọc tiên tắc rèn luyện qua a à, đừng nói phàm hỏa đốt không hỏng chính là thạch hạo vận dụng hoàng kim cấp hỏa diễm tiên tắc cũng chỉ có thể một chút xíu chịu bỏ ra nửa ngày thời gian rốt cục có mùi thịt truyền ra không cần bất kỳ gia vị ngọc tiên cấp hung thú ăn nhiều như vậy thiên tài địa bảo bản thân hương vị chính là tươi đẹp cực kỳ thạch hạo xoa xoa đôi bàn tay thèm nhỏ nước dãi ân về sau phải đi làm chút ngưu bức ủi bản thân liền từ ẩn minh ngọc thậm chí tiên vương cấp tiên tắc vậy hắn nấu nướng lên ngọc tiên cấp có thể là tiên vương cấp hung thú đến vậy dĩ nhiên liền dễ dàng hơn nếu ai biết ý nghĩ của hắn khẳng định sẽ mắng to hắn xa xỉ dạng này vật liệu gỗ vậy tuyệt đối cũng là trí bảo a à, hoặc là để mà tu luyện hoặc là có thể luyện đan ngươi thế mà dùng để nấu đồ ăn đáng xấu hổ lãng phí lại là một hồi khối này thịt hung thu rốt cục hoàn toàn nương chín đem thịt lưu lại ngươi có thể lăn một thanh âm vang lên lạnh nhạt cực kỳ thạch hạo quay đầu nhìn lại à đây chẳng phải là trước đó cùng diệp tuyển bạch cuối cùng tranh đoạt đội trưởng vị trí người trẻ tuổi lạnh nhạt kia sao Thạch Hạo lắc đầu, chuyện không thể nào. Muốn từ ăn hàng trong tay đoạt ăn, cái này đương nhiên không thể nào. Ta đã nói với ngươi, đây đã là nể mặt ngươi, không cần không biết tốt xấu. Người trẻ tuổi lạnh nhạt xâm nhiên nói ra. Thạch Hạo mỉm cười, trước đó hắn chỉ là lấy linh hồn trùng kích ảnh hưởng tới một chút gia hỏa này, hiện tại hắn muốn bị đánh rồi. Tới, hắn ngoắc ngoắc ngón tay, không biết mùi vị. Người trẻ tuổi lạnh nhạt cười lạnh lập tức hướng về thạch hạo giết tới xác thực lại nói hắn là hướng về phía khối kia thịt nướng đi thạch hạo tiện tay vung lên bành người trẻ tuổi lạnh nhạt liền bị đánh bay thân thể nặng nề mà đụng phải trên một khối nham thạch thậm chí đem nham thạch đều là đâm đến vỡ nát sau đó mới gậy trở về ném xuống đất thổ huyết mấy ngụm đằng sau ngất đi a à. thạch hạo kinh ngạc hắn nhìn thấy tảng đá kia vỡ nát đằng sau thế mà hiện ra một khối to bằng đầu nắm tay tinh thể cổ hồn tinh mẹ nó thế mà giấu ở chỗ nào nếu không phải người trẻ tuổi lạnh nhạt kia đột nhiên giết ra đến bị thạch hạo đánh bay vừa lúc đâm vào trên tảng đá kia quỷ mới có thể tìm được a trại huấn luyện này có phải hay không cố ý không muốn để cho bọn hắn đạt được khối này cổ hồn tinh a thạch hạo đi qua đem khối tinh thể kia nhặt lên hắn chưa từng gặp qua cổ hồn tinh cũng không thể khẳng định đây chính là hắn thứ muốn tìm, nhưng vào tay trong nháy mắt, hắn lập tức phát hiện trong thứ này ẩn chứa vô cùng kinh người năng lượng. dù là không phải cổ hồn tinh, cũng là khó được đổ tốt. hưu, một bóng người lập tức bay sẽ tới. tăng đích niên, hắn có chút kinh ngạc nhìn xem thạch hạo, bởi vì hắn biết người nằm trên mặt đất bị oanh ngất đi này, thế nhưng là có thể cùng diệp viễn bạch tranh đoạt đội trưởng vị trí, theo nói thực lực cũng nên ở trong trại huấn luyện số một số hai thế nhưng là người này lại bị trọng thương người trẻ tuổi này rất điệu thấp nha trước đó thậm chí đều không có tham dự đội trưởng chi tranh nhiệm vụ kết thúc tăng lít niên lớn tiếng nói thanh âm oanh minh quanh quẩn tại trong dãy núi rộng lớn này tất cả mọi người lập tức trở về về trong nửa ngày chưa có trở lại doanh địa trực tiếp đào thải hắn nhìn thạch hạo một chút một tay lấy người trẻ tuổi lạnh nhạt sách lên người này đã đã mất đi năng lực hành động chỉ có thể do hắn mang về nếu không khẳng định chỉ có một con đường chết thạch hạo cười nhạt một tiếng vừa ăn thì nướng một bên quay lại trên đường đám người dần dần tụ hợp nhiệm vụ kết thúc nói rõ có người tìm được cổ hồn tinh có người phỏng đoán nói nói trước ba ngày ta một mực tại trốn tránh hung thú căn bản không có thời gian tìm kiếm là người mạnh kia dưới tình huống như vậy còn phải tay tất cả mọi người là tràn đầy đồng cảm tại ngọc tiên cấp hung thú truy sát dưới bọn hắn liền chỉ có chạy trốn cùng trốn đi phần cũng không có hai ngày nữa thế mà liền có người thành công lấy được cổ hồn tinh cái này khiến bọn hắn đều là hiếu kỳ thêm không thể tưởng tượng nổi là ai bọn hắn ánh mắt đảo qua đầu tiên là ngừng ở trên người diệp viền bạch đây là trước mắt trong đội ngũ người mạnh nhất tự nhiên là nàng có hy vọng nhất đắc thủ diệp Viễn bạch lại là lắc đầu nàng cũng hy vọng người kia là chính mình đáng tiếc không phải không phải diệp Viễn bạch đám người lại tìm kiếm tại trên mặt của mỗi người sẽ qua trải qua thạch hạo chính là thời điểm đám người lại là cùng nhau lắc đầu Gia hỏa này thế mà còn có tâm tình an thịt ngươi cho rằng nơi này là nghỉ phép doanh sao loại người này khẳng định là nhóm đầu tiên bị đào thải căn bản lười nhác biết tên của hắn cùng lai lịch người trước đó cùng đội trưởng cạnh tranh không tại chẳng lẽ là hắn đắc thủ khẳng định là hắn có đầy đủ thực lực hiện tại người không tại nói rõ bị huấn luyện viên mang về. Đám người chắp vá ra trận tướng, đều là đối với người trẻ tuổi lạnh nhạt kia không ngừng hâm mộ. Thạch Hạo còn tại ăn thịt, nghe vậy không khỏi hơi có chút ngẩn người. Các ngươi liên tưởng năng lực, thật đúng là cường đại a. Chương 1441, tổ đội. Đường về doanh địa không hề dài, nhưng là muốn trở lại trong doanh địa, đó còn là có chút khó khăn. Đầu kia ngọc tiên cấp hung thú vẫn là tọa trấn ở đây, xúc tu luận vũ vậy bị hoanh lên một cái mà nói cho dù là bọn hắn đều muốn bị thương nặng thậm chí bị miểu sắt cũng không hiếm lạ dù sao cũng là cao giai ngọc tiên a lúc này đám người rốt cục biểu hiện ra là một đội ngũ thành viên hợp tác tinh thần bọn hắn liên thủ mà đi cứng rắn con hung thú này một kích mặc dù bị chấn động đến mỗi người đều là thổ huyết không thôi nhưng vẫn là thành công tiến nhập doanh địa. ngoại trừ thạch hạo vì cái gì bởi vì tất cả mọi người là đem hắn bài trừ ở bên ngoài giống hắn loại người này hẳn là trước kia liền bị đào thải cho nên làm gì cùng loại người này hợp tác đâu mà đưa ra đề nghị này chính là võ thanh dương thật nhiều người đều là đồng ý mà những người còn lại cũng không có phản đối thế là thạch hạo liền bị cô lập ở bên ngoài những người này tiến nhập doanh địa mang ý nghĩa bọn hắn đã đạt tiêu chuẩn tự nhiên áp lực hoàn toàn không có nao nhao xoay người lại nhìn về phía thạch hạo hiện tại ngươi làm sao bây giờ vào không được doanh địa vậy cũng chỉ có bị đào thải phần võ thanh dương càng là cười lạnh ngươi không phải tốc độ nhanh sao ngươi có thể nhanh hơn được ngọc tiên hung thú ngươi xông vào vậy không chết cũng phải trọng thương ngươi không xông vào vậy cũng chỉ có bị đào thải phần Hừ, để cho ngươi dám đắc tội ta thạch hạo kinh ngạc bật cười hắn lắc đầu hướng về phía trước mà đi và anh, hung thú công kích lập tức đánh tới. Thạch Hạo thân hình lóe lên, thuấn di phát động, đã là tiến nhập trong doanh địa. Các ngươi, tại hoan nên ta sao? Hắn cười nói, thật sự là đa tạ các ngươi. Hoan nên. Hoan nên cái giám a. Tất cả mọi người là sắc mặt khó coi, rõ ràng muốn xem đến Thạch Hạo tiến thối lưỡng nan, đến cùng là bị trọng thương vẫn là bị đuổi ra khỏi cửa. Kết quả đây, người ta một cái nhẹ nhàng thuấn di liền đem vấn đề toàn bộ giải quyết thuấn di phủ đáng chết thuấn di phủ trên thực tế mỗi người bọn họ đều hoặc nhiều hoặc ít có thuấn di phủ nhưng là số lượng tuyệt đối sẽ không nhiều bởi vì chế tác dạng này phù binh dù là tiên vương đều muốn bỏ ra cực lớn tinh lực thuộc về đồ vật bảo mệnh đã là vật bảo mệnh vậy số lượng sao có thể có thể nhiều đây chỉ có thể chờ đợi lần sau tiểu tử này bị cô lập ở bên ngoài khẳng định sẽ không ngừng mà sử dụng thuấn di phủ chẳng mấy chốc sẽ thấy đấy. lúc này trong doanh địa trống rỗng chỉ có số ít vài chi đội ngũ tại hỏi một chút bọn hắn cũng là kết thúc nhiệm vụ không đến bao lâu mặc dù tìm đồ vật cũng không phải là cổ hồn tình nhưng cũng là không sai biệt lắm cấp bậc thiên tài địa bảo hiển nhiên muốn tìm tới nhiệm vụ vật phẩm quá khó khăn thậm chí có thể nói đây càng còn nhiều tại tìm vận may cho nên chỉ có chỉ là vài chi đội ngũ này mới hoàn thành nhiệm vụ, những người khác còn ở bên ngoài lắc lư đâu. Chỉ chốc lát, Thăng Đích niên xuất hiện, đem mọi người đều là gọi vào một bên. Nhiệm vụ lần này kết thúc, chỉ có một người thu được thêm điểm, một người khác thì là không trừ điểm. Hắn nói ra, nhưng cũng không có nói ra là ai, những người khác toàn bộ giảm 10 điểm. Đám người xôn xao, cái này ngay cả ai là nhiệm vụ người hoàn thành đều không công bố. Thế nào? các ngươi có ý kiến hay sao tăng đích niên xâm nhiên nói ra hắn đúng vậy để ý hiện tại liền đào thải rơi mấy người tất cả mọi người là trầm mặc tại trong trại huấn luyện này tăng đích niên chính là quyền uy dù là đối phương chỉ là nho nhỏ ngọc tiên bọn hắn cũng chỉ có nghe theo phần trừ phi không có ý định ở chỗ này lan lộn các ngươi có một ngày thời gian nghỉ ngơi ngày mai sẽ công bố nhiệm vụ mới tăng đích niên thản nhiên nói sau đó nhẹ lướt đi thạch hạo cũng là đi trở về chính mình trong nhà gỗ tại trong doanh địa chỉ có thể khiêu chiến đội trưởng mặt khác bất luận cái gì chiến đấu đều không tại trong phạm vi cho phép mà lén xông vào người khác phòng càng là cấm kỵ cho nên thạch hạo không cần lo lắng ai đến quấy rối chính mình hắn lấy ra cổ hồn tinh lập tức bắt đầu luyện hóa quần quận năng lượng quần quận mà đến bị hắn tham lam hấp thu lại trải qua cối đá chiết xuất có thể tùy tiện để cho hắn sử dụng cùng tiên tắc đem kết hợp tăng lên tu vi của hắn thạch hạo một bên tại luyện hóa một bên thì là đang tiêu hóa giới tinh còn sót lại chỗ tốt thuộc về tu la giới một bộ phận quy tắc giới tinh là lưỡng giới đẻ ép sau sinh ra trên lý luận đã có tiên giới lại có tu la giới một bộ phận quy tắc trước đó thạch hạo vào xem lấy tăng lên cảnh giới tiêu hóa tự nhiên là tiên giới bộ phận quy tắc kia nhưng là hắn cũng không có đem tu la giới bộ phận quy tắc kia cho ném đi Tiểu Tinh Vũ hấp thu tuyệt đại bộ phận, còn hắn thì hấp thu một bộ nhỏ phần. Bây giờ tại hắn trong hồn hải quần cuộn, cho hắn chậm rãi thưởng thức nộ. Một ngày cũng chưa tới, cổ hồn tinh liền hóa thành bột phấn, hoàn toàn biến mất. Mà Thạch Hạo Tu Vi cũng vọt tới thập ngũ tinh đỉnh phong, có thể trùng kích thập lục tinh. Thạch Hạo không chút do dự, lập tức bắt đầu đột phá. Bất quá, đến một bước này, đột phá rốt cục trở nên khó khăn đứng lên. Hơn một canh giờ đằng sau thạch hạo vẫn không thể nào thành công đối với thạch hạo tới nói hơn một canh giờ còn không có đột phá một cái tiểu cảnh giới vậy liền gọi chậm mà ở bên ngoài tất cả mọi người đã bắt đầu tập kết tăng lích niên xuất hiện hắn nhìn lướt qua không khỏi lộ vẻ kinh ngạc thiếu mất một người nhiệm vụ thứ nhất người hoàn thành kia tăng lích niên lại lấy thần niệm quét qua lộ ra vẻ chợt hiểu nguyên lai thạch hạo ngay tại đột phá ngay miệng cũng thế đối phương lấy được cổ hồn tinh luyện hóa về sau khẳng định sẽ có chỗ tiến bộ hắn cũng không có nói ra nói nhiệm vụ lần này cần các ngươi tổ đội hoàn thành mặc kệ các ngươi với ai tổ đội lại là mấy người tóm lại các ngươi cần tiến vào phía đông bắc tám trăm dặm chỗ trong một tòa gò núi nơi đó có một loại hung nghĩ tên là tử vong ám nghĩ phần lớn là kim nguyên tiên cấp bậc chút ít thì là ngọc tiên cấp bọn chúng sẽ chế tạo một loại dịch kiến các ngươi đạt được sau bôi ở trên thân vô luận là tăng cao tu vi hay là cường hóa thể chất đều có chỗ tốt rất lớn nhiệm vụ của các ngươi chính là tận khả năng nhiều lấy được dịch kiến trở về cuối cùng theo một đội ngũ số bình quân số lượng đến đứng hàng thứ ba hạng đầu có điểm tích lũy ban thưởng bốn đến sáu tên không trừ điểm bảy tên bên ngoài tất cả mọi người khấu trừ mười điểm mặt khác tổ đội số lượng không thể thấp hơn bảy chi nếu không toàn viên khấu trừ mười điểm nhiệm vụ lúc giải tiếp tục năm ngày sau năm ngày chưa có trở về đội ngũ toàn bộ khấu trừ mười điểm đi thôi cái này tất cả mọi người là có chút tê cả ra đầu muốn đi vào một cái do ngọc tiên chỉ huy ổ kiến đoạt thức ăn trước miệng cọp đây là cỡ nào nguy hiểm đến sự tình mà lại tăng lích niên mặc dù nói tổ đội thành viên không có số lượng phân chia nhưng là tổng tổ đội số lại không thể thấp hơn bảy chi Thế tất không có khả năng để một chi đội ngũ nhân số quá nhiều Mặt khác, sau cùng thành tích còn phải xem đội ngũ bình quân thu hoạch Cũng chính là tổng thu hoạch chia cho đội ngũ nhân số Kể từ đó, đội ngũ thành viên nhiều Cũng chưa chắc liền có thể ổn thao phần thắng A Thế là, đám người chuyện làm thứ nhất chính là tổ đội Có ít người đưa ra đề nghị Tất cả mọi người liền tạo thành một đội Sau đó đá mấy người ra ngoài Để mấy người này một người thành một đội đụng đầy bảy chi đội ngũ số lượng, lời như vậy, đại bộ đội sức chiến đấu liền sẽ trở nên cực mạnh. Nhưng là, đó căn bản không thực tế. Còn lại sáu người tại sao phải tự thành một đội, không thể tổ hợp đến cùng một chỗ sao? Như vậy, cũng chỉ có hai chi đội ngũ, ai cũng muốn chụp mười điểm. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là đầu to cực kỳ. chương một nghìn bốn trăm bốn mươi hai, đơn thương độc mã. Dòng dã đi qua hai ngày thạch hạo mới rốt cục đột phá thập lục tinh đặt ở trên thân người khác đừng nói chỉ dùng hai ngày thời gian coi như dùng hai trăm năm có thể thẳng tiến thập lục tinh độ cao tin tưởng như hồng thiên hư vô nguyệt các loại tuổi trẻ vương giả đều là cam tâm tình nguyện thậm chí thật nhiều tiền tôn truyền nhân đều là cầu còn không được thập lục tinh dù là yêu nghiệt nhất tiên tôn truyền nhân cũng chỉ đến thế mà thôi mà hai ngày đã đột phá cái này hoàn toàn là chuyện không thể tưởng tượng nổi thạch hạo lại cảm thấy không hài lòng hắn cho rằng nan quan liền chỉ là đột phá thập bát tinh hiện tại đột phá thập lục tinh đều là như thế khó khăn để hắn cảm thấy mình gần nhất có chút không muốn phát triển cho nên mới sẽ chậm như vậy trước đó ta có phải hay không quá tự mãn rồi hắn tỉnh lại một chút sau đó mới bỗng nhiên nghĩ đến mẹ nó cái này đã qua nhiệm vụ thứ hai ban bố thời gian hắn đẩy cửa đi ra ngoài đã thấy trên cửa đinh lấy một trang giấy lấy xuống xem xét nguyên lai like phía trên này viết chính là nhiệm vụ thứ hai nội dung còn có tổ đội yêu cầu kịp thời ở giữa hạn chế nói cách khác ta còn có ba ngày thời gian đến xuất động thạch hạo xuất phát bọn hắn những này kim nguyên tiên cũng chỉ có thể từ cố định cửa tây ra ngoài mà nơi này liền có con kia ngọc tiên cấp hung thú toa chấn sẽ không để cho học viên tùy tiện rời đi có thể là tiến vào hắn đương nhiên sẽ không để ý một cái thuấn di liền giải quyết vấn đề hắn hướng về nhiệm vụ mà đi trên đường đương nhiên sẽ không thuận thuận lợi lợi nhưng lấy thực lực của hắn tự nhiên là nhẹ nhõm nghiền ép khảo nghiệm này lại khó cũng là lấy chúng học viên bình quân thực lực đến thiết chí mà thạch hạo đâu hắn có thể nghiền ép mặt khắc kim nguyên tiên gấp bao nhiêu lần kỳ thật hắn hẳn là tiến vào ngọc tiên học viên đội ngũ đây mới gọi là công bằng nhưng một đường đánh một chút ngừng ngừng thạch hạo hay là bỏ ra chút thời gian sau gần nửa ngày Hắn mới đi đến được địa phương. Lúc này, chúng học viên đã cùng tử vong ám nghị chiến đến kịch liệt. Mấy chi đội ngũ đều có thu hoạch không nhỏ, nhưng cũng có đội ngũ tương đối không may, thu hoạch gì cũng không có. Mà 99 người cũng hợp thành 6 chi đội ngũ, nhiều nhất một chi có 25 người, ít nhất một chi thì là 11 người. Nhưng 11 người đội ngũ này lại là thu hoạch lớn nhất, bởi vì tạo thành chi đội ngũ này đều là trong 99 người người nổi bật bọn hắn đi chính là tình anh lộ tuyến dù sao cuối cùng so là bình quân thu hoạch mà không phải tổng thu hoạch đương nhiên muốn đi tình anh lộ tuyến mà sở dĩ là mười một người mà không phải năm người thậm chí ba người đó là bởi vì cân nhắc đến bảy kiến đáng sợ hay là được nhiều một chút người dạng này mới bảo hiểm không phải nói ít nhất phải bảy tri đội ngũ sao đó là bởi vì còn có một cái thạch hạo a sáu chi đội ngũ một chi nào cũng sẽ không tiếp nhận thạch hạo cho nên thạch hạo chỉ có thể tự thành một đội ngươi nhìn bảy chi đội ngũ không phải thành sao mà lại thạch hạo khẳng định là hạ chót như vậy chí ít bọn hắn sáu chi đội ngũ cũng sẽ không nhận khấu trừ điểm tích lũy xử phạt tất cả nồi đều là thạch hạo một người quõng nghĩ như vậy thạch hạo hay là rất hữu dụng đó a à? thạch hạo đối với đây hết thể đương nhiên còn không rõ ràng lắm mà dù là hắn biết cũng sẽ không để ý hắn dạo bước mà đi tiến nhập trong tổ kiến tử vong ám nghĩ kích cỡ rất lớn cùng con nghẽ con không sai biệt lắm có thể ngay cả như vậy to lớn độ cao cũng so ra kém người bởi vậy, vậy đám người chỉ có thể dùng bí pháp áp xúc thân thể lúc này mới có thể tiến vào trong tổ kiến hủy nhà nói dỡn đây chính là cấm địa thiên địa kết cấu không gì sánh được vững chắc mà lại Nơi này lại bị bầy kiến ra cô qua, càng là không thể phá vỡ. Thạch Hạo tu có giới tử tu di thuật, thu nhỏ thân thể đằng sau, dễ dàng đi vào trong tổ kiến. Hắn định vị lấy dịch kiến vị trí, sau đó sải bước đi qua. Tiểu tinh vũ mở ra, tổ kiến như là mê cung một dạng thông đạo cũng không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, hắn rất nhanh liền đi tới địa phương. Nhưng là, nơi này có đại lượng tử vong ám nghi thủ hộ lấy phát hiện thạch hạo về sau lập tức nhóm lớn tử vong ám nghĩ liền hướng về hắn phát khởi công kích thạch hạo đưa tay nhấn một cái lập tức kim nguyên tiên cấp bậc con kiến trong nháy mắt tử vong liên miên liên miên ngã xuống toàn trường liền chỉ còn lại có ba đầu tử vong ám nghĩ đều là ngọc tiên cấp bậc bọn chúng kích cỡ rõ ràng càng lớn hơn một vòng nhan sắc cũng không là đen tuyển mà là mang theo từng vòng từng vòng đường vân màu vàng thậm chí bọn chúng còn mọc lên cánh nhất tinh Nhất tinh, nhị tinh. Thạch hạo cấp tốc phán đoán lấy ba con kiến này thực lực, sau đó lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Chơi được. hưu, đúng lúc này, ba cái tử vong ám nghi đã giết tới đây. Thạch hạo không muốn lãng phí thời gian, lấy ra tiên vương khí cùng ba con kiến này cứng rắn. Hắn hiện tại chiến lược thế nhưng là hàng thật giá thật tam tinh ngọc tiên cấp, dù là không có nắm giữ minh ngọc tiên tắc, nhưng lấy tiên vương khí để đền bù tại công kích lực phương diện lại là chỉ có hơn chứ không kém tiên vương khí sắp bén hay là minh ngọc tiên tắc hình thành phong mang sắp bén còn phải nói gì nữa sao chỉ là mấy chiêu mà thôi hắn liền giết đến ba con kiến này chạy chối chết lần này thạch hạo cũng không có truy kích bởi vì con kiến trên thân căn bản không có thịt an cũng không có gì hiệu quả hay là không lãng phí thời gian này loại sinh vật này giá trị trên ngay tại ở bọn chúng chô nôn dịch kiến bất quá dù là nơi này là tử vong ám nghĩ nhà kho dịch kiến số lượng cũng là không nhiều chỉ có chỉ là ba khối mà thôi mỗi một khối chỉ lớn chừng quả đấm thạch hạo thu vào không biết đủ lắc đầu thật ít nhưng hắn nhưng lại không biết dù là thu hoạch nhiều nhất đội ngũ hiện tại cũng chỉ là lấy được bảy khối dịch kiến lại lấy nhân số trừ một chút mà nói vậy căn bản không cách nào so sánh với hắn tốt ta lấy thạch hạo thực lực như vậy hắn cùng bất luận kẻ nào tổ đội đều chỉ sẽ liên lụy chính mình mà thôi hiện tại không người nào để ý hắn cái này ngược lại càng tốt hơn lại đi tìm nhà kho thọ không có ba hang mà tử vong ám nghị cũng sẽ không đem tất cả dịch kiến đặt ở một chỗ mà là linh linh tinh tinh chí ít cất mười cái địa phương từ thành tích tới nói thạch hạo dù là hiện tại liền dừng tay cũng khẳng định có thể xếp tới thứ nhất đi nhưng là theo thạch hạo điểm tích lũy kỳ thật cũng không trọng yếu có thể mò được thực tế chỗ tốt mới là trọng điểm a như loại địa phương này trước kia khẳng định là bị tiên tôn lũng đoạn chia cắt hắn dù là khắp nơi tìm kiếm khẳng định cũng vô pháp phá trừ tiền tôn thủ đoạn tìm tới những địa phương này cơ hội khó được thạch hạo chỉ yêu cầu có thể lưu tại trong doanh địa khắp nơi thu hoạch chỗ tốt là được rồi hắn tiếp tục tìm kiếm lấy không lâu sau đó hắn đã tiếp cận kế tiếp nhà kho bất quá ở thời điểm này, hắn cũng nghe đến tiếng đánh nhau. Hắn đi tới, chỉ gặp một đoàn người đang cùng ám nghi kích chiến. đến một chút, chi đội ngũ này tổng cộng có 19 người, người mạnh nhất là thập nhất tinh tu vi, người yếu nhất thì là thập tinh. Chi đội ngũ này thực lực đã đủ mạnh, liên thủ phía dưới, nói không chừng có thể đối với một tên nhất tinh ngọc tiên đều là tạo thành nguy hiếp. Điều kiện trước tiên phải là, tên này ngọc tiên không có minh ngọc tiên khí, nếu không đương nhiên chính là chịu chết bọn hắn đã tiêu diệt nơi này tất cả kim nguyên tiên cấp ám nghĩ nhưng vẫn là có hai đầu ngọc tiên cấp ám nghĩ không cách nào giải quyết mặc dù cái này hai đầu ám nghĩ đều là nhất tinh cấp bậc nhưng cả hai liên thủ lại đủ để áp chế mười một người này bọn hắn cắn răng liều chết không ngừng mà chế tạo cơ hội muốn lấy nơi này hai khối dịch kiến chương 1443, nghìn bốn rung động thạch hạo đến lập tức đã dẫn phát mười chín người này tiểu đội chú ý cái gì đúng là ra hỏa ngồi ăn rồi chờ chết này hắn không phải là không có theo đại bộ đội hành động sao tại sao sẽ xuất hiện ở chỗ này ngươi làm sao ra doanh địa chẳng lẽ lại dùng một tấm thuấn di phủ thật là một cái bại gia tử a à? nghĩ tới đây bọn hắn liền đối với thạch hạo lại không tiến hành coi trọng bởi vì ngươi yếu như vậy lại có thể đối bọn hắn tạo thành uy hiếp đoạt thức ăn trước miệng có sao thạch hạo mỉm cười chính mình thế mà không ai để ý tới rồi cũng tốt hắn nhanh chân mà đi hướng về kia hai khối dịch kiến mà đi lớn mật gặp thạch hạo ra mặt dày như vậy lại để cho nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của mười chín người kia đều là giận dữ mà hai đầu ngọc tiên cấp hung thú càng là chức trách tại thân lập tức bỏ xuống mười chín người hướng về thạch hạo giết tới cơ hội mười chín người này đều là nhãn tình sáng lên Hiện tại hai đầu hung nghĩ lực chú ý đều trên người Thạch Hạo, bọn hắn vừa vặn thừa cơ cướp đoạt dịch kiến. Về phần Thạch Hạo chờ chút sống hay chết, đây là bọn hắn cần suy tính sự tình sao? Bảnh, bảnh. Nhưng mà bọn hắn muốn làm lấy tiện nghi ngư ông, lại là hãi nhiên nhìn thấy hai đạo bóng đen bị sinh sinh đánh bay ra ngoài. Cái kia hai cái ngọc tiên cấp hung nghĩ. Chơi ạ. Mười chín người đều là trợn mắt hốt mồm. Cả đám đều giống như gặp quỷ giống như, Trừng lớn lấy hai mắt, nếu như lúc này đưa tay tại trước mặt bọn hắn phất động một chút mà nói, chắc chắn sẽ không để bọn hắn con mắt hơi chuyển một chút. Quá giật mình a. À. Đây chính là hai tôn ngọc tiên cấp hung nghị a, à, mặc dù chỉ là nhất tinh cấp bậc, nhưng đối với bọn hắn những này cơ bản thập tinh tu vi người mà nói, cũng là không gì sánh được phiền phức tồn tại. Bọn hắn tăng thêm minh ngọc tiên khí mà nói, miễn cưỡng có thể đạt tới nhất tinh ngọc tiên cấp bậc chiến lược lại là yếu nhất cấp bậc chỉ có bị hai con hung nghĩ này trà đạp phần có thể thạch hạo đâu một quyền liền đem hai đầu hung nghĩ cho toàn bộ đánh bay hù chạy cái này cũng gọi phế vật cái này cũng gọi ngồi ăn rồi chờ chết ách vậy bọn hắn cũng tốt muốn trở thành phế vật như vậy hắn mã đức đến cùng là ai nói thạch hạo không được thiên vương bắt đản nào như thế không đáng tin cậy ta hiện tại muốn thu lấy hai khối dịch kiến này các ngươi có thể có ý kiến thạch hạo hỏi mười chín người đều là lớp đầu để bọn hắn đầu to hai tôn hung nghĩ đều không phải là đối thủ của thạch hạo vậy bọn hắn muốn cùng thạch hạo cứng rắn mà nói kết quả duy nhất là cái gì bị giết đi tại trong doanh địa bọn hắn nghiêm cấm nội đấu nhưng là ra doanh địa đằng sau nhưng liền không có dạng này ướt thuốc cho nên hay là học ngoan một chút mới tốt gặp thạch hạo đem hai khối dịch kiến thu vào mười chín người đều là hâm mộ không gì sánh được thạch hạo mới một người a à, lại đạt được hai khối dịch kiến thành tích hẳn là nhảy lên trở thành đệ nhất đi đây chính là một mình hành động chỗ tốt chỉ cần kiếm được tiền một phiếu trong nháy mắt liền có thể trở thành thứ nhất vị đạo hữu này không biết tôn tính đại danh trong mười chín người có một nữ tử lập tức tiến lên đáp lời thạch hạo quá mạnh thậm chí so diệp huyền bạch đều mạnh hơn ra một mảng lớn nếu là có thể ôm vào bắp đùi của hắn vậy sau này ở trại huấn luyện thời gian liền tốt qua trí ít có thể một mực bảo trì phía trước mười vị trí cam đoan năm thứ nhất không bị đào thải nàng sẽ cái thứ nhất đi ra bắt chuyện mà lại là lúc trước xem thường thạch hạo trên cơ sở không sợ bị đối sao bởi vì nàng là nữ nhân a à, hơn nữa còn là cái tuyệt sắc mỹ nữ cũng không tin thạch hạo biết một chút cũng không động tâm nam nhân đều có tự đại tâm lý nhất là đối đầu mỹ nữ thời điểm ý muốn bảo hộ không nên quá mãnh liệt cho nên nàng càng là biểu hiện được dịu dàng ngoan ngoan yếu đuối vậy lại càng có thể kích phát ra thạch hạo ý muốn bảo hộ thạch hạo nhìn nàng một cái sau đó không nhìn thẳng trước đó các ngươi thấy thế nào không dậy nổi ta ta sẽ không để ở trong lòng bởi vì ta căn bản là đem bọn ngươi trở thành không khí hiện tại muốn ta để ý tới một đoàn không khí làm sao có thể chứ hắn cất bước liền muốn rời khỏi nơi này đạo hữu mỹ nữ kia vội vàng lại kêu lên ta gọi la liên na muốn cùng đạo hữu tổ đội không biết đạo hữu có thể đáp ứng không nàng nguyên muốn cùng thạch hạo từ từ lôi kéo tình cảm sau đó lại đưa ra cùng thạch hạo tổ đội cứ như vậy nàng cũng giữ vững mấy phần thận trọng nhưng là thạch hạo căn bản không để ý nàng nàng cũng chỉ có thể trực tiếp sách ra thử nghĩ một nam một nữ tại chỗ nguy hiểm như vậy sánh vai chiến đấu lẫn nhau liếm vết thương ngẫm lại cũng rất hăng hái a à. ngươi kháng cự được dụ hoặc như vậy thạch hạo lại nhìn nàng một chút nói không cần trong miệng nói dưới chân hắn căn bản không ngừng la liên na trên khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng cực kỳ khó coi từ xuất sinh đến bây giờ nàng chưa từng có nhận qua làm nhục như vậy nàng thế nhưng là quần tinh tri đỉnh công chúa mặc dù không phải tiên vương thân nữ lại cũng chỉ là cách một đời mà thôi huyết mạch cường đại mà lại phụ thân của nàng rất được tiên vương sùng ái yêu ai yêu cả đường đi phía dưới nàng cũng là từ bị nâng ở trong lòng bàn tay lại thêm nàng mỹ mạo không gì sánh được võ đạo thiên phú cũng thuộc về thượng thừa từ nhỏ đến lớn không biết bị bao nhiêu nhân ái mộ nàng đã thành thói quen nam nhân vây quanh chính mình chuyển chỉ cần nhẹ nhàng một câu liền có thể để vô số nam nhân tiền phát hậu kế như bay nga dập lửa nhưng còn bây giờ thì sao mị lực của nàng không được nàng cắn răng xiết quả đấm cái này cũng không chỉ là bị cự tuyệt đơn giản như vậy mà là nàng tôn nghiêm cũng là nhận lấy to lớn nhục nhã không thể tha thứ tuyệt đối không thể tha thứ nàng xoay người nhìn về phía mười tám tên đồng bạn mười tám người kia rõ ràng hiển lộ ra căm ghét chi sắc vừa rồi thế nhưng là nàng chính miệng nói muốn cùng thạch hạo một lần nữa tổ đội ngươi nếu từ bỏ bọn hắn bọn hắn cần gì phải quan tâm ngươi đây ngươi là tiên vương truyền nhân bọn hắn cũng không phải là rồi tại trong trại huấn luyện này ai thân phận lại so với ai khác yếu đâu la liên na càng thêm phẫn nộ trong đôi mắt đẹp tất cả đều là ngon độc thạch hạo căn bản không có đem la liên na để ở trong lòng hắn chẳng mấy chốc sẽ rảo bước tiến lên ngọc tiên đến lúc đó chính là cựu tinh ngọc tiên cũng nhiều lắm là cùng hắn đánh cái ngang tay chỉ là kim nguyên tiên có thể đối với hắn tạo thành cái uy hiếp gì hắn muốn để ý đó cũng là hàn vũ dạng này tiên vương tiếp tục du tẩu nhưng là hắn đã chậm hai ngày tổ kiến phần lớn khu vực đều đã bị công hãm hoặc là dịch kiến đã bị lấy đi cho nên hắn vòng vo hai ngày sau đó mới lại thu hoạch ba khối dịch kiến kỳ thật đây là thành quả kinh người tám khối dịch kiến a theo trại huấn luyện suy nghĩ cái này cần nhiều người hợp tác mới có thể lấy được sau đó chia đều một chút dù là cường lực đến đâu đội ngũ vậy một người cũng liền có thể phân đến cái non nửa khối thạch hạo một người cầm tám khối dịch kiến đơn giản chính là không thể tưởng tượng thời gian cũng không còn nhiều lắm thạch hạo bắt đầu rút lui tất cả mọi người là không sai biệt lắm kẹp lấy điểm bởi vậy tại trên đường trở về bảy tri đội ngũ cũng chầm chậm tụ hợp đến cùng một chỗ nhìn thấy thạch hạo thời điểm ngoại trừ đội ngũ mười chín người kia bên ngoài mặt khác đội ngũ đều là lộ ra vẻ kinh ngạc Gia hỏa này không phải sợ hãi đến độ không dám nhận nhiệm vụ sao? Làm sao lại xuất hiện ở chỗ này? Một mình ngươi thế mà cũng dám giết tới nơi này đến. Bất quá, ngươi tới làm gì đâu? Lại không thể đạt được dịch kiến, hoàn toàn chính là đang lãng phí thời gian. Không, gia hỏa này tiến vào trại huấn luyện, bản thân cái này chính là lãng phí thời gian. Chương 1444 hiểu lầm. Để Thạch Hạo cảm thấy kỳ quái là. Đội ngũ 19 người kia cũng hoàn toàn không có lộ ra hắn bí mật ý tứ. Làm gì, muốn cho người khác ở trên người hắn nếm mùi thất bại sao? Thạch Hạo đương nhiên sẽ không để ý, đạt tới hắn độ cao như vậy, thực sự đã không đem Kim Nguyên Tiên để ở trong lòng. Thậm chí, Ngọc Tiên lập tức cũng muốn chọn chọn lựa lựa, không phải cái nào đều có thể làm đối thủ của hắn. Chính là mạnh như vậy. Không bao lâu, doanh địa đã là ngay trước mắt. Thạch hạo không chút do dự chính là một cái thuấn di tiến nhập doanh địa, để tất cả mọi người là ngay cả mắng hắn xa xỉ. Thuấn di phù A, à, ngươi thế mà lãng phí như thế. Tất cả mọi người là tiến nhập doanh địa, tăng lích niên xuất hiện, hắn quét đám người một chút, nói, theo đội ngũ đứng hàng. Lập tức, 100 người chia làm 7 đội, mà thạch hạo cũng chỉ có lẻ loi chơi chọi một người, tự nhiên trói mắt không gì sánh được. Ngoại trừ la liên na đội ngũ, những người khác đều là lộ ra cười lạnh ngươi đến cùng đến lẫn vào nhiều thảm mới có thể bị tất cả mọi người cô lập như vậy cô đơn chiếc bóng tăng đích niên đi vào số người nhiều nhất phía trước đội ngũ thản nhiên nói thu hoạch của các ngươi đâu tổ này có hai mươi sáu người nhiều nhưng bọn hắn chỉ là lấy ra hai khối dịch kiến trên mặt mỗi người đều là mang theo xấu hổ chi sắc không có cách bọn hắn đều là chỉ là thập tinh tu vi tự nhiên rất khó có đại thu hoạch tăng lích niên đi vào nhân số lần nhiều đội ngũ trước mặt để bọn hắn lấy ra thu hoạch cũng là hai khối dịch kiến mặc dù số lượng một dạng nhưng bọn hắn nhân số ít thành tích kia hiển nhiên xếp tại chi thứ nhất đội ngũ trước đó sau đó là thứ ba chi đội ngũ chính là la liên na chỗ mười chín người tổ bọn hắn liền thẳng rồi một khối dịch kiến đều không có tự nhiên bị mặt khác đội ngũ chế nhạo không buồn cười sao nhiều người như vậy đội ngũ thế mà giống như thạch hạo là số không thu hoạch cũng là phế vật tăng ích niên đều có chút có chút kinh ngạc tại hắn nghĩ đến mỗi chi đội ngũ đều hẳn là hoặc nhiều hoặc ít có chút thu hoạch nhưng các ngươi lại là một cái chứng vị điều này thực để hắn có chút kỳ quái nhưng là hắn căn bản không quan tâm dù sao một năm sau nơi này chín thành người đều muốn bị khu ra tổ kế tiếp thẳng đến diệp viện bạch chi đội ngũ này mặc dù chỉ có mười một người nhưng bọn hắn lại là thình lình thu hoạch sáu khối dịch kiến vô luận là số lượng hay là bình quân giá trị đều là trong sáu tri đội ngũ hoàn toàn xứng đáng thứ nhất tất cả mọi người là gật đầu hạng nhất hiển nhiên chính là tri đội ngũ này thạch hạo còn không có xuất gia thu hoạch nói đùa cái gì chỉ là một người căn bản không có khả năng lấy được dịch kiến người tăng lít niên nhìn về phía thạch hạo hắn vẫn còn có chút mong đợi bởi vì nhiệm vụ thứ nhất chính là do thạch hạo hoàn thành nhưng là tổ kiến chuyến đi đơn thương độc mã là căn bản không thực tế cho nên thạch hạo hẳn là hạt tròn vô song bởi vậy hắn đối với mình lại ôm lấy vẻ mong đợi cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi thạch hạo cười nhạt một tiếng lấy ra hai khối dịch kiến đây đã là đệ nhất thành tích không cần thiết đem vốn liếng đều lộ ra tới làm người vẫn là phải điệu thấp một chút dù là như vậy mặt khác đội ngũ thành viên cũng chẳng ai lộ ra không thể tin được chi sắc làm sao có thể chứ ngươi tại sao có thể có lớn như vậy thu hoạch ngươi chỉ có một người a à, sao có thể có thể thu lấy được hai khối dịch kiến bất quá la liên na trong đội ngũ có người lặng yên nói vài câu lập tức tất cả mọi người là giật mình nguyên lai like, đây là thạch hảo thừa dịp bọn hắn chi đội ngũ này tại cùng hung nghị kịch chiến thời điểm ăn cắp Liên nói đi ngươi lẻ loi một mình sao có thể có thể có lớn như vậy thu hoạch đâu a à, những người này tại sao muốn nói dối đâu thạch hạo tưởng tượng hiểu được đây là muốn cho những người khác cũng ở trên người hắn kinh ngạc a à? chúng ta không thể ôm vào thạch hạo đuổi, các ngươi cũng đừng hỏng thậm chí tốt nhất để những người này cùng thạch hạo kết thủ sau đó bị thạch hạo đối ra trại huấn luyện không hổ là tiên vương truyền nhân a à, ngay cả thất bại cũng có thể lợi dụng thạch hạo thì là toàn không thèm để ý hắn đã thoát ly kim nguyên tiên cấp độ mặc ngươi bọn họ như thế nào nhảy nhót kết quả là hắn chỉ cần một quyền giải quyết tất cả đội ngũ thành tích xác định ta sẽ theo đội ngũ cho các ngươi thêm trừ điểm tăng lích niên nói ra có ít người đã bị khấu trừ hai mươi điểm tích lũy cần đề cao cảnh giác cũng đừng một tháng cũng chưa tới liền có rất nhiều người bị đào thải bị loại thật nhiều người nghĩ đến mình đã bị chụp hai mươi điểm không khỏi trong lòng khẩn trương cái này thêm điểm cơ hội thật sự là quá ít tiếp tục nhiệm vụ đi đám người y y nguyên đạt được một ngày thời gian nghỉ ngơi thạch hạo vốn định đưa mấy khối dịch kiến cho tô mạn mạn cùng âu nguyện di nhưng là hai nữ đều theo đội ngũ ở bên ngoài lịch luyện hắn căn bản đụng không đến mặt cũng đừng sau một tháng hai nữ đều bị đào thải hắn tiến vào nhà gỗ bắt đầu luyện hóa dịch kiến cái này muốn bôi ở trên thân thể liền sẽ bị thân thể một chút xíu hấp thu Toàn diện tăng cao tu vi cùng thể phách Bất quá Chính là bởi vì là bôi ở trên thân thể Mà không phải ăn hết Tôi đã tác dụng không phát huy ra được Tiến cảnh liền mười phần chậm chạp Cái này chậm chạp đương nhiên cũng là tương đối Trên thực tế Tu vi của hắn ngay tại soạt, soạt 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 mà tăng lên Nhiều lắm là một tháng Hắn liền có thể đạt tới thập lục tinh đỉnh phong Kế tiếp nhiệm vụ Thạch hạo không có tham gia Trừ điểm liền trừ điểm tốt Dù sao hắn điểm nhiều Hắn chờ đến tô mạn mạn dẫn đầu trở về, lấp hai khối dịch kiến cho nàng, lại là sau một ngày, Âu Nguyệt Di đội ngũ cũng trở về, hắn đồng dạng lấp hai khối dịch kiến. Kể từ đó, hắn liền không đổi kịp nhiệm vụ của mình. Chỉ là ra ngoài tản bộ một chút, liền xen lẫn trong đại bộ đội cùng một chỗ trở về doanh địa. Quả nhiên phế vật. Ngoại trừ La Liên Na 19 người, ở những người khác trong mắt, Thạch Hạo đã đóng lên phế vật nhãn hiệu, thâm căn cố đế thạch hạo hoàn toàn không thèm để ý nhưng tiếp xuống nhưng không có nhiệm vụ tăng lịch niên để đám người hảo hảo tu luyện tại một tháng kỳ đầy thời điểm liền sẽ tiến hành thực lực đọ sức mà điểm tích lũy thấp nhất mười người còn muốn tiến hành bài vị chiến yếu nhất bảy người sẽ bị đào thải đuổi ra doanh địa hiện tại điểm tích lũy đã không vớt được cho nên điểm tích lũy xếp hạng tại mười tên cuối cùng ai cũng vô cùng khẩn trương cũng là liệu mạng tu luyện tranh thủ trở thành lưu lại ba người một trong rất nhanh, một tháng kỳ đầy. Đầu tiên là điểm tích lũy thấp nhất mười người tiến hành đọ sức, một phen chiến đấu kịch liệt đằng sau, tự nhiên có bảy người ảm đạm rời đi. Sau đó, còn lại chín mươi ba người cũng đọ sức một phen, đây cũng không phải là cưỡng chế tính, người nguyện ý khiêu chiến ai liền khiêu chiến ai, nhưng cùng lúc cũng muốn tiếp nhận người khác khiêu chiến. Võ Thanh Dương nhìn chằm chằm vào Thạch Hạo, người khác nhiều lắm là chính là cảm thấy Thạch Hạo là cái phế vật, lười nhắc cùng hắn liên hệ nhưng là hắn thì là đối với thạch hạo ghi hận trong lòng ta khiêu chiến người này hắn đứng dậy ngón tay thạch hạo căn cứ quy tắc thạch hạo nhất định phải ứng chiến nếu không muốn khấu trừ mười cái điểm tích lũy mà thạch hạo sẽ e sợ chiến sao hắn đi ra cùng võ thanh dương mặt đối mặt nhưng mà người trẻ tuổi lạnh nhạt kia lại là nhảy lên mà ra ngăn tại thạch hạo trước người hắn hướng về võ thanh dương lắc đầu không cho phép ngươi khiêu chiến hắn A. À. Cái này khiến tất cả mọi người là kinh ngạc, chuyện gì xảy ra? Ngươi làm gì muốn giữ gìn tên phế vật này? Chẳng lẽ nói, giữa các ngươi có cái gì không thể cho ai biết quan hệ? T. Nhìn xem thạch hạo, Tuấn Mỹ đến không tưởng nổi, chẳng lẽ gia hỏa này dùng sắc đẹp câu dẫn người trẻ tuổi lạnh nhạt? mươi 1445, thập thất tinh, Võ Thanh Dương cũng là nhún mày vì cái gì? Bởi vì ngươi không xứng người trẻ tuổi lạnh nhạt từ tốn nói thạch hạo thế nhưng là đánh bại hắn mà hắn thì phải tự tay đem thạch hạo đánh bại rửa sạch sỉ nhục trước đó bất kỳ người nào cũng không xứng khiêu chiến thạch hạo thắng thạch hạo mà nói chẳng phải là đang nói hắn vô năng mà thua mẹ nó hắn muốn cùng mặt khác phế vật đặt song song cho nên bất kỳ người nào cũng không thể khiêu chiến thạch hạo ngươi không xứng đám người nghe ba chữ này trong lòng bắt quái đã không cách nào áp chế cái này nghe chút liền rõ ràng lấy mánh liệt cưng chiều a thật không nghĩ tới da hỏa này nhìn lạnh nhạt trên thực tế cũng có như thế nhu tình một mặt mà đáng sợ là dạng này nhu tình thế mà dùng tại một người nam nhân trên thân nổi da gà đều muốn rơi một chỗ bởi vậy đám người nhìn về phía thạch hạo cùng người trẻ tuổi lạnh nhạt ánh mắt đều là là lạ thạch hạo cảm thấy kỳ quái những người này đều là ánh mắt gì a à? các ngươi có bị bệnh không? Bất quá, có người nhất định phải đón lây đối với hắn khiêu chiến, hắn cũng lười đi tranh đoạn, liền yên lặng lui trở về. Quả nhiên, quả nhiên, cơ tình bắn ra bốn phía A. Võ Thanh Dương nhìn chầm chằm người trẻ tuổi lạnh nhạt, trên mặt tất cả đều là phẫn nộ. Hắn đương nhiên khó chịu đối phương chặn ngang một cước, nhưng là, hắn cùng người trẻ tuổi này giao thủ qua, thực lực của đối phương xác thực muốn ở trên hắn, mà ngắn ngủi một tháng mà thôi, chiến lực của hắn cũng không có xuất hiện biến hóa rõ ràng. Cho nên, tái chiến mà nói, hắn khẳng định vẫn là không địch lại. Hừ. Hắn vung tay háo, cũng lui trở về. Thu này, hắn nhớ kỹ. Ở chỗ này, cơ duyên nhiều hơn, tỉ như dịch kiến, từ từ tiêu hóa đằng sau, hơn tháng thời gian liền sẽ để uy lực hoàn toàn hiện hóa, đến lúc đó, đám người thực lực liền sẽ xuất hiện biến hóa. Hắn sẽ đem món nợ này đòi lại. Một ngày đi qua, luận bàn kết thúc thạch hạo chạy đi tìm tô mạn mạn cùng âu nguyệt di còn tốt hai nữ cũng không có bị đào thải nhưng điểm tích lũy có thể không cao dù sao các nàng cơ sở so sánh tuổi trẻ các vương giả yếu nhược một chút kỳ thật các nàng bị đào thải cũng tốt có chút nhiệm vụ thật sự là quá nguy hiểm có thạch hạo tại còn tốt bằng không ai sẽ giống như thạch hạo bảo hộ các nàng đâu tháng thứ hai bắt đầu nhiệm vụ tiếp tục sau đó nhiệm vụ số lượng càng nhiều càng hôn tạp có chút nhiệm vụ thậm chí là đồng thời tiến hành ngươi chỉ có thể lựa chọn một trong số đó để hoàn thành là tuyển lại càng dễ hoàn thành nhưng điểm tích lũy ban thường thiếu hay là chọn điểm tích lũy ban thường nhiều nhưng siêu khó hoàn thành toàn do học viên chính mình tới làm quyết định bất quá cái này độ tự do cao hơn đúng là như thế thạch hạo cũng tìm được cơ hội giúp đỡ hai nữ đi làm nhiệm vụ kể từ đó Hắn tương đương muốn so người khác bỏ ra gấp ba thời gian cùng tinh lực, nhưng không chịu nổi thực lực của hắn mạnh a. À. Dù là như vậy, hắn cũng là để cho mình cùng hai nữ điểm tích lũy xếp tại tốt mười dáng vẻ. Chỉ là hơn nửa tháng đi qua, Thạch Hạo liền tu đến thập lục tinh đỉnh phong. Hắn bắt đầu trùng kích thập thất tinh, nhưng là cái này lại trở nên không gì sánh được gian nan. Nhiệm vụ này tháng kết thúc, Thạch Hạo lại là không có đầu mối, hoàn toàn tìm không thấy đột phá điểm lại có bảy người bị đào thải rời đi mà tại khiêu chiến thời điểm võ thanh dương lần nữa bị người trẻ tuổi lạnh nhạt cản lại lúc này tên của hắn cũng rốt cục làm người biết gọi lý điện khải một đôi cơ hữu tốt đa cái này trong chúng nhân đã tạo thành chung nhận thức chính là nguyên bản đối với lý điện khải còn rất thưởng thức diệp biển bạch hiện tại đối với hắn cũng là tràn đầy bài xích căn bản không muốn tới gần lý điện khải quanh người trong vòng ba trượng dù là hai người đang làm một số nhiệm vụ nào đó, thời điểm sẽ liên thủ, vậy cũng là làm xong liền tách ra. Nhiệm vụ tiếp tục. Thạch Hạo thu hoạch đến đồ tốt càng ngày càng nhiều, nhưng bây giờ hắn đương nhiên không có sử dụng. Cuối cùng hắn muốn xung kích Ngọc Tiên, cần năng lượng là rộng lượng. Hiện tại những thiên tài địa bảo này đều muốn là khi đó làm chuẩn bị. Tại Thạch Hạo tới nói, bước vào Ngọc Tiên là đơn giản không gì sánh được sự tình, nhưng là cũng không phải là nói bước này vượt qua đối với hắn thực lực tăng lên không lớn tương phản đây mới là lớn nhất tăng lên thạch hạo chiến lực sẽ từ tam tinh ngọc tiên trực tiếp bao tố đến cựu tinh khủng bố như vậy tăng lên không có rộng lượng tài nguyên duy trì chỉ dựa vào hấp thu năng lượng tiên địa trong thời gian ngắn như vậy làm sao có thể thực hiện tài nguyên không đủ hắn cũng chỉ có thể tiêu hao sinh mệnh bản nguyên của mình đây đương nhiên là hắn không thể tiếp nhận thẳng đến nhiệm vụ thứ năm tháng bắt đầu thạch hạo mới rốt cục thành công đột phá thập thất tinh đối với kim nguyên tiên hắn vẫn là tuyệt đối nghiên ép nhưng phóng tới ngọc tiên đi mà nói chiến lực của hắn tăng lên liền tương đối có hạn vẫn chỉ là khó khăn lắm đạt đến tam tinh ngọc tiên cấp bậc trên thực tế chiến lược như vậy đã rất khủng bố đều có thể cùng hồng thiên cố trình dạng này tân tấn ngọc tiên so sánh nhưng là bọn hắn chỉ cần hơi sử dụng minh ngọc tiên khí liền có thể áp chế thạch hạo không có cách đây là trên quy tắc nghiên ép thạch hạo cũng không nổi một bên hoàn thành nhiệm vụ thu lấy bảo vật một bên thì là tiếp tục tu luyện hắn không khỏi không cảm khái khó trách không nhìn thấy tiên tôn truyền nhân xuất nhập các loại di tích cổ vì một chút công pháp tài nguyên đả sinh đả tử hoàn toàn không cần a thiên tôn chiếm cấm địa bên ngoài mà nơi này thiên tài địa bảo đơn giản chính là nhiều vô số kể có được như thế một khối bảo địa Chuyên nhân của bọn hắn còn cần đi ngoại giới dốc sức làm sao tiến cảnh tu vi của hắn vẫn là nhanh chóng một tháng trôi qua hắn liền xông lên thập thất tinh đỉnh phong nhưng là thập bát tinh đại môn lần nữa đem hắn ngăn tại bên ngoài không xông phá đánh không nát hoàn toàn không nhìn thấy đột phá khả năng cảnh giới càng cao muốn đánh vỡ cực hạn thì càng khó huống chi là đánh vỡ đạo thứ chín cực hạn bằng không ngươi cho rằng tiên vương truyền nhân tiên tôn truyền nhân không muốn đánh phá càng nhiều cực hạn sao không phải là không muốn mà là không thể từ từ sẽ đến bảy tháng tám tháng chín tháng cuộc sống ngày ngày trôi qua thạch hạo nhưng thủy trung bị vây ở thập thất tinh đỉnh giống như thập bát tinh là không thể nào chạm đến độ cao trong bất chi bất giác thời gian một năm đã qua toàn bộ trại huấn luyện thiếu đi gần tám thành người so với ngay từ đầu thời điểm tự nhiên lộ ra trống rỗng năm nay một lần cuối cùng đào thải muốn bắt đầu trước kia mỗi lần đào thải bảy người mà lần này mà nói thì là mười ba người mà lại là còn lại hai mươi ba người cùng một chỗ tham dự đào thải chiến không có người có thể ngoại lệ ý vị này mỗi người đều muốn đánh hai mươi hai trận sau đó căn cứ thắng bại buổi diễn tiến hành xếp hạng nếu như hai người thắng bại trận một dạng đâu vậy chỉ dùng điểm tích lũy đến xác định ai xếp tại phía trước ai xếp tại phía sau Tại cuối cùng này mấy ngày, thật nhiều người đều là hoàn thành đột phá. Có người từ thập tinh bước vào thập nhất tinh, có chút thì là từ thập nhất tinh bước vào thập nhị tinh, mà nguyên bản là thập nhị tinh, chiến lực thì là từ thập tứ tinh xông lên thập ngũ tinh, thậm chí thập lục tinh. Nhưng là, còn chưa có xuất hiện thập tam tinh tu vi biến thái tới. Quả nhiên, đây là chỉ có tiên tôn truyền nhân mới có thể đạt tới độ cao sao? Bài vị chiến bắt đầu. Cái này khai thác tự do khiêu chiến hình thức, ngươi muốn khiêu chiến ai liền khiêu chiến ai, dù sao, giữa hai người chỉ có thể phát sinh một lần chiến đấu. Ta, khiêu chiến ngươi." Lý Điện Khải đứng dậy, hướng về Thạch Hạo chỉ đi qua. Chương 1446: Phong mang tất lộ. Gặp Lý Điện Khải khiêu chiến Thạch Hạo, đám người trước tiên đều là chưa kịp phản ứng. "Cái gì? Đôi này cơ hữu muốn khai chiến?" "À, chẳng lẽ là Thạch Hạo phụ lòng có người khác?" Lý Điện Khải mới phẫn mà muốn đánh tàn bạo tình nhân. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người đều là tràn đầy bắt quái. Võ Thanh Dương cũng là kinh ngạc, bởi vì đây là cuối năm đảo thải chiến, mỗi người ở giữa đều muốn giao một lần tay, hắn đánh với Thạch Hạo một trận tự nhiên là không thể tránh khỏi, cho nên, hắn cho là mình hướng Thạch Hạo khiêu chiến, Lý Điện Khải là tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Thế nhưng là, ngươi đoạt tại phía trước ta là có ý gì? Trước đó vì ngươi chỗ bại, ta liền một mực lấy đánh bại ngươi là động lực lý điện khải từ tốn nói bất quá ta một mực không có năm chắc một năm qua này ta đem chiến lực từ thập tứ tinh tăng lên tới thập ngũ tinh lại đến hiện tại thập lục tinh rốt cục cho rằng cùng ngươi có lực đánh một trận ngươi chỉ có thể để ta tới đánh bại phốc lập tức tất cả mọi người là phun tới chẳng lẽ bọn hắn một mực hiểu lầm rồi hai người bọn họ không phải cơ hữu quan hệ mà chỉ là lý điện khải muốn làm người thứ nhất đánh bại thạch hạo mới không để cho người khác khiêu chiến chờ chút thạch hạo không phải siêu cấp phế vật sao mặc dù hắn dựa vào điểm tích lũy ưu thế một mực lưu tại trong doanh địa nhưng là cuối năm một trận chiến điểm tích lũy đã đã mất đi tác dụng thực lực mới là mấu chốt chuyện gì xảy ra thạch hạo chẳng lẽ cũng là tuổi trẻ vương giả không thể nào đúng nhất định là lý điện khải đang diễn trò chờ chút khẳng định phải cố ý thua cho thạch hạo tạo nên thạch hạo vô địch hình tượng thậm chí bị thương phi thường thảm cứ như vậy ai lại khiêu chiến thạch hạo vì để tránh bị trọng thương khẳng định sẽ trước tiên cầu xin tha thứ đúng đây là hai người hạ một bản cờ rất lớn a thạch hạo thờ ơ cười một tiếng nói ra tay đi lý điện khải lại không nói nhảm lập tức xuất thủ hướng về thạch hạo đánh tới bành thạch hạo một quyền vung ra Lý Điện Khải liền bị đánh bay ra ngoài, trên không trung sẹt qua một đường vòng cung, sau đó ngã dầm trên mặt đất. Đã hôn mê. Bất quá, Lý Điện Khải hai mắt vẫn mở to tròn trịa, tràn đầy không hiểu. Hắn đã mạnh lên rất nhiều rất nhiều, vì cái gì vẫn là bị một quyền dây phân đâu. Quả là thế. Mọi người thấy Lý Điện Khải bị một quyền đánh bay, thậm chí trực tiếp ngất đi, đều là cười lạnh. Diễn, các ngươi tiếp lấy diễn a. Đây cũng quá đặc mã giả. À, ngươi Lý Điện Khải đã có được thập lục tinh chiến lực, lại bị Thạch Hạo một quyền chớp mắt bại, vậy Thạch Hạo lại được là chiến lực gì? Thập bát tinh. Khả năng sao? Cho nên, cái này diễn dùng quá sức, quá mức, giả đến không thể lại giả. Ta tới khiêu chiến ngươi. Võ Thanh Dương cái thứ hai nhảy ra, hướng về Thạch Hạo chỉ tay. Ừ, như ngươi loại hàng giả này, ta đến vạch trần ngươi. Chậm. Thạch Hạo đưa tay chặn lại. Ha ha, sợ bị vạch trần nội tình không dám chiến đi tất cả mọi người là cười lạnh lý điện khải a à lý điện khải ngươi một phen khổ tâm muốn thay đổi chạy về hướng đông cũng thế đây là bằng thực lực lúc nói chuyện mà mọi người cũng đều là tiên vương truyền nhân làm sao mắc lửa loại cấp thấp này thạch hạo quay đầu nhìn về phía tăng lích niên ta nếu là thất thủ đánh chết hắn không có vấn đề a à? không được giết người tăng lích niên lập tức nói ai thạch hạo thở dài cái này võ thanh dương lại nhiều lần tìm hắn để gây sự để hắn cảm thấy có chút phiền một bàn tay chụp chết đó là tốt nhất rồi đáng tiếc không đồng ý a à. nghe được thạch hạo mà nói đám người đầu tiên là xương sở sau đó đều là cười to coi là lý điện khải phối hợp ngươi diễn diễn lại ngươi liền thật cảm thấy mình là đại cao thủ Buồn cười ngây thơ võ thanh dương thì là giận không kèm được hắn nhưng là nhẫn nhịn một năm a à ta sẽ không dễ dàng đánh ngã ngươi. hắn dùng bình tĩnh ngữ khí nói ra, lại là lộ ra mãnh liệt hắn ý. Thạch Hạo chỉ là ngoắc ngoắc ngón tay, hắn rất bận rộn. Bao anh! Võ Thanh Dương xuất thủ, hướng về Thạch Hạo đánh qua. Bao ảnh. Một bóng người bay qua, Võ Thanh Dương đã là nằm ở trên mặt đất, chỉ còn lại có một hơi. cái gì? cái gì? cái gì? mọi người đều là trợn mắt hốt mồm thậm chí so vừa rồi Lý Điện Khải bị đánh bại còn muốn không thể tưởng tượng nổi. Lý Điện Khải bại, vậy còn có thể nói là cơ hữu tốt quan hệ, nhưng là, võ thanh dương thế nhưng là vẫn muốn chiến thạch hạo, lại bị Lý Điện Khải ngăn lại, cho nên, hắn khả năng giúp đỡ đối phương làm bộ. Nếu như là, vậy thạch hạo cùng Lý Điện Khải lại bỏ ra bao lớn đại giới. Ta đến chiến ngươi. Có người hay là không chịu tin tưởng thạch hạo thật có thực lực cường đại, lập tức nhảy ra ngoài. Bành, hắn bị đánh sập trên mặt đất, trực tiếp ngất đi. Hắn mã đức, không phải diễn kịch, ra hỏa này là thật mạnh. Đây là hắn ngất đi trước đó cái cuối cùng suy nghĩ: Ta đến chiến ngươi. Bành, lại là một người bị đánh sập trên mặt đất, đồng dạng đã hôn mê. Thật mạnh. Bành, 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 người này đến người khác bị oanh ngất đi, bọn hắn đều là không tin Thạch Hạo thật có mạnh như vậy, mà dù sao muốn cùng Thạch Hạo giao thủ, sớm một chút tối nay có cái gì khác nhau cho nên tất cả mọi người là lựa chọn thạch hạo làm người chọn đầu tiên chiến mục tiêu mà kết quả tự nhiên đều là giống nhau một chiêu giây rất nhanh hai mươi hai người liền toàn bộ nằm xuống thạch hạo mỉm cười nên ngang rời đi hắn đã chiến hai mươi hai trận nhiệm vụ hoàn thành tăng đích niên thì là khỏe miệng co giật mẹ chứng a à, hiện tại những người khác toàn bộ đã hôn mê cuộc thi xếp hạng còn thế nào tiếp tục các ngươi những này ngốc tiêu a à, sẽ không biến thành người khác trước chiến nhất định phải tập thể trước khiêu chiến thạch hạo lần này tốt hắn phải đem đám người từng cái tỉnh lại lại để cho bọn hắn tiến hành so đấu bất kể nói thế nào sau cùng thập cường hay là sinh ra như diệp huyền bạch lý điện hải võ thanh dương dạng này người nổi bật hay là trổ hết tài năng tránh khỏi bị đào thải vận mệnh bất quá bọn hắn lại nhìn thấy thạch hạo thời điểm liền không khỏi mang tới một tia e ngại Bọn hắn không sợ cường giả, nhưng là, giống thạch hạo mạnh như vậy, đã vượt ra khỏi lẽ thường, trở thành biến thái cấp bậc. Sau đó, đội ngũ gây dựng lại. Vốn là 47 chi đội ngũ, hiện tại một lần nữa tổ hợp thành 5 chi, trong đó 4 chi y y nguyên duy trì 100 người đầy biên, mà chi thứ 5 liền chỉ có 70 người. Tiếc nối là, tô mạn mạn cùng Âu Nguyệt Di điểm tích lũy mặc dù rất cao, lại tại cuối năm trong đấu vòng loại không có bảo trì lại tốt 10 xếp hạng, tiếc nuối toàn bộ bị loại. Huyến Hải, Hồng Võ hai vị tiên vương đều là tới, đem nhà mình ái nữ tiếp trở về, bởi vậy, trong thời gian ngắn Thạch Hạo lại trở thành người cô đơn. Hắn không có phân nhập đội ngũ chỉ có 70 người kia, vẫn là đủ quân số bách nhân đội, mà trải qua vòng thứ nhất 10 chọn một, hiện tại mỗi một chi đội ngũ đều là thiên tài trong thiên tài, so với lúc trước tuổi trẻ vương giả còn muốn ưu tú. Chỉ ít, khi đó cũng không có xuất hiện qua thập lục tinh chiến lược biến thái, nhưng bây giờ trong mỗi chi đội ngũ trí ít có hai mươi cái loại tồn tại này thế nhưng là thạch hạo vẫn không thể nào đụng phải người quen như hư vô nguyệt cố trình bọn người đều là bước vào ngọc tiên cùng thạch hạo không tại trong một đại đội thạch hạo cũng không thèm để ý vậy liền tiếp tục đi năm thứ hai kỳ thật cùng năm thứ nhất cũng không có cái gì khác nhau hay là một dạng tiến hành nhiệm vụ mỗi cái nhiệm vụ nguyệt chi sau thì sẽ đào thải rơi bảy người tới cuối năm thời điểm vẫn quy củ cũ tiến hành bài vị chiến, chỉ lấy 10 hạng đầu. Muốn nói khác biệt mà nói, đó chính là đổi đại lượng mới đồng đội, còn có, huấn luyện viên cũng đổi, không còn là Tăng Lích Niên, nhưng tương tự là một tên cựu tinh Ngọc Tiên. mươi 1447, chỉnh thể Tăng lên. Thạch hạo mấy người cũng nhận được một cái cứng nhắc mệnh lệnh. Không thể đột phá Ngọc Tiên. Vì cái gì? Cho nên, đây chính là phải vào cái nào đó bí cảnh không thể để cho tu vi vượt chỉ tiêu đúng hay không thế nhưng là còn có ngân linh tiên tổ ngọc tiên tổ chẳng lẽ bí cảnh này còn phân ba cái cấp độ đều cấm doanh địa nhiều chỗ tốt như vậy trừ phi là bị khai trừ bằng không mà nói ngươi muốn đột nhiên đột phá đại cảnh giới doanh địa phương diện sẽ bỏ qua đây chính là các tiên tôn liên thủ xây dựng thiên hạ lớn nhất đắc tội nhiều như vậy tiên tôn vậy khẳng định là chết không có chỗ trôn dù sao cũng nhanh chỉ có thời gian mười năm thôi tại bọn hắn dạng này thiên tài đứng đầu tới nói mười năm đây tính toán là cái gì tại bọn hắn trong cuộc sống dài rằng giặc bất quá là chuyện một cái trước mắt lấy mười năm làm hạn định có phải hay không bí cảnh kia sẽ ở chín năm sau mở ra đâu thạch hạo suy nghĩ nói hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy các tiên tôn như vậy tốn công tốn sức là muốn bọn hắn tiến vào cái nào đó bí cảnh mà bí cảnh này tự nhiên quan hệ không gì sánh được trọng đại ngay cả các tiên tôn đều là không cách nào đánh vỡ nhất định phải đẻ xuống quy củ tới đây rốt cuộc lại như thế nào bí cảnh còn có mạnh hơn tiên tôn tồn tại sao là giữa thiên địa tự nhiên tồn tại thạch hạo phát tán tư duy làm thế nào cũng sẽ không ngờ tới đây thật ra là tiên giới cùng tu la giới ở giữa đánh cược càng sẽ không nghĩ đến tu la giới sở dĩ muốn chủ động đưa ra dạng này khiêu chiến kỳ thật chính là vì mượn tiên giới tay đến bồi dưỡng hán nhiệm vụ từng cái tiến hành lấy thạch hạo trong tay đồ tốt là càng ngày càng nhiều thậm chí hắn cho rằng hiện tại đột phá ngọc tiên mà nói trong tay tài nguyên đã là đầy đủ thế nhưng là thập bát tinh đại môn lại vẫn là không có hướng hắn mở ra đã một năm qua bách nhân đội ngũ cũng lần nữa biến thành hai mươi ba người tàn khốc bài vị chiến bắt đầu thạch hạo hơi lộ phong mang liền nắm lấy số một mà nguyên bản trong đội ngũ liền chỉ có Diệp Uyển Bạch cùng Lý Điện Khải sát nhập vào top mười, như võ thanh dương các loại liền bị đào thải. Còn lại năm chi đội ngũ lần nữa hợp nhất, biến thành một chi năm mươi người đội ngũ. Lần này càng là nhân tài tể tề, mỗi một cái đều là siêu cấp thiên tài trong siêu cấp thiên tài. Thế nhưng là Y Lệ Nguyên không người phá vỡ thập tam tinh tu vi cực hạn, ngoại trừ Thạch Hạo. Các ngươi hôm nay có thể tiến vào trong một tòa thánh trì tu luyện. Hàn Vũ xuất hiện lần nữa. Ánh mắt của hắn đảo qua, ở trên thân Thạch Hạo thì là dừng lại lâu hơn một chút, chớp động lên mịt mờ sát ý. Cái này Tiên Vương truyền nhân lại dám nhục nhã chính mình, nhất định phải giết hắn, nhất định. Thánh trì này chính là tiên tôn bố trí, có thể trợ các ngươi đánh vỡ cực hạn. Hắn tiếp tục nói, có cơ hội, hiện tại những người này về hắn tiếp quản, vậy tùy tiện an bài mấy cái nhiệm vụ, là có thể đem Thạch Hạo đưa đến địa phương xa xa đi, đến lúc đó hắn liền có thể giết người. Tiên tôn là mạnh, nhưng đây chính là cấm địa, chỉ cần rời đi doanh địa phạm vi nhất định, chính là tiên tôn thần ý cũng không thể đạt tới. Nghe được Hàn Vũ lời nói, tất cả mọi người là hưng phấn không gì sánh được. Đánh vỡ cực hạn A. Phải biết, tiên tôn truyền nhân nghe nói có được thập lục tinh tu vi, đây là kinh khủng bực nào. So với bọn hắn dòng dã siêu việt tứ tinh, dù là vẫn chỉ có thể vượt tam tinh chiến đấu, Vậy cuối cùng chiến lực cũng đạt tới thập cửu tinh độ cao. Có thể trên thực tế, đánh vỡ cực hạn càng là nhiều, vượt cấp năng lực chiến đấu cũng càng là mạnh, có thể xông lên thập lục tinh, chiến lược tuyệt đối có thể đạt tới 20 tinh. Đây là chuyện kinh khủng cỡ nào? Một khi dạo bước tiến lên Ngọc Tiên, vậy lại có cỡ nào kinh người chiến lực. Nhưng so sánh tứ tinh thậm chí ngũ tinh Ngọc Tiên a, tất cả mọi người là tràn đầy chờ mong, chính là Thạch Hạo cũng có chút hưng phấn nhỏ hắn bị kẹt tại thập thất tinh đỉnh phong đã hơn một năm có thể hay không mượn cơ hội này xông lên thập bát tinh đâu tại hàn vũ dẫn đầu xuống bọn hắn rời đi doanh địa tiến nhập một tòa tiểu sân lĩnh nơi này vốn là không có hồ nhưng bây giờ lại là bố trí ra một tòa hồ nước nhỏ bên trong là chất lỏng màu nhũ bạch mờ mịn bốc hơi còn không có tới gần đâu liền có thể ngửi được một mùi thơm vị để cho người ta trên người lỗ chân lông toàn bộ mở ra dễ chịu cực kỳ các ngươi có thời gian 10 ngày. Hàn Vũ tử tốn nói. Lập tức, tất cả mọi người là hướng về trong hồ rơi đi. Thoải mái. Mỗi người đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. Trong chất lỏng này bao hàm năng lượng kinh khủng cùng không cách nào nói hết quy tắc. Để bọn hắn lập tức phát hiện, cảnh giới bình thường tại vương lỏng. Không phải đại cảnh giới bình thường, Tại bọn hắn những đỉnh cấp thiên tài này tới nói. Đột phá Ngọc Tiên kỳ thật rất dễ dàng. Mà là tiểu cảnh giới bình thường bọn hắn nguyên bản đã đem đường đi đến cuối cùng nhưng bây giờ nhưng thật giống như đột nhiên lại phát hiện một đầu đường hẹp quanh co có thể tiếp tục đi tới đây chính là tiên tôn thủ đoạn quá thần kỳ chỉ là trong nháy mắt đằng sau liền nghe người ta phát ra ngạc nhiên tiếng kêu ta muốn đột phá ta cũng muốn đột phá dạng này vui sướng ngạc nhiên tiếng kêu liên tiếp trải qua hai năm khổ tu cái này tuổi trẻ vương giả đều là đem tự thân rèn luyện vô cùng cường đại lại ăn rất nhiều thiên tài địa bảo, nhưng nói là hậu tích bạc phát, trong nháy mắt liền hoàn thành đột phá cũng không phải cỡ nào ngạc nhiên sự tình. Đương nhiên, không có tiên tôn ban cho những bảo dịch này, bọn hắn cả một đời đều khó có khả năng đánh vỡ thập tam tinh gông cùng siếng xích. Thạch hạo lại là những mày. Hắn kỳ thật cũng nhìn thấy thập bát tinh đại môn tại hướng hắn rộng mở, nhưng là, làm một cái đã xông phá tám lần cực hạ, đồng thời tại đồng giáp tiên, ngân linh tiên đều rảo bước tiến lên hơn mười bát tinh tuyệt đại yêu nghiệt tới nói hắn cảm thấy lấy phương thức như vậy đột phá thập bát tinh giống như có chút không đúng bởi vậy hắn cũng không có khinh suất tiến hành trùng kích hắn bắt đầu minh tưởng thử thăm dò con đường này một ngày đằng sau hắn bừng tỉnh đại ngộ làm một cái người từng trải có lẽ toàn bộ thiên hạ cũng chỉ có một mình hắn đã từng chân chính đi lên thập bát tinh hắn có thể mười phần khẳng định lấy phương thức như vậy đột phá cùng hắn chính mình đột phá so sánh khả năng mang tới chiến lược tăng lên không sai biệt lắm nhưng là chỉ cần đột phá đại cảnh giới vậy cả hai chiến lược tất nhiên sẽ xuất hiện khác biệt nói một cách đơn giản thạch hạo đi là vương đạo đường đường chính chính nhưng tiên tôn thủ đoạn như vậy lại là kiếm tàu thiên phong lấy mưu lợi thủ đoạn hoàn thành đột phá căn cơ cũng không kiên cố cho nên một khi đột phá đại cảnh giới tất nhiên lộ ra nguyên hình đương nhiên nhiều đột phá một cái cực hạn khẳng định so không có đột phá tốt tăng lên chẳng những có hơn nữa còn tương đương to lớn nhưng là cái này không thích hợp thạch hạo hắn đã một đường tu đến hiện tại độ cao muốn hắn tại trên một bước cuối cùng như lợi hắn thế nào làm đâu nhưng mà hắn không đi con đường như vậy không có nghĩa là hắn không thể lấy ra tham khảo cái này dù sao cũng là tiên tôn nghĩ ra được mà tiên tôn lại là cỡ nào đại trí tuệ Thạch Hạo bắt đầu cảm nộ, mà trong ao năng lượng cũng có thể lợi dụng, hắn không thể hấp thu nữa, nhưng tiểu tinh vũ có thể à? Đây chính là vĩnh viễn cho ăn không no ra hỏa. Bất quá, Thạch Hạo khống chế một chút tốc độ, đường hai ngày liền đem hồ hút sạch sẽ. Lại là ba ngày sau đó, Thạch Hạo lộ ra dáng tươi cười. Hắn sờ đến đột phá thập bát tinh chân chính ngưỡng cửa. Đến, hắn lập tức bắt đầu trùng kích thập bát tinh, khí tức kinh khủng lưu chuyển mà ra để mặt khác 49 tên thiên tiêu cùng nhau thất sắc. chương 1448, đánh cắp bảo dịch. Đây là muốn đột phá Ngọc Tiên rồi. Thế nhưng là, trại huấn luyện có quy định, không thể đột phá đại cảnh giới, bằng không mà nói, chính là trái với tiên tôn chi mệnh. Tiên tôn ra lệnh A, chính là tiên vương cũng phải nghiêm túc tuân theo A. Thạch hạo hẳn không có lá gan lớn như vậy. Nhưng mà, không phải đột phá đại cảnh giới mà nói, chẳng lẽ còn có thể là tiểu cảnh giới cái gì tiểu cảnh giới đột phá có như thế động tinh lớn người xem một chút người nơi này cái nào không tại đột phá cực hạ có thể cho dù là sông phá thập tam tinh cực hạ động tinh đã rất lớn nhưng cùng thạch hạo so sánh vậy liền căn bản không phải trên một đẳng cấp cho nên liền kỳ quái thạch hạo không ngừng đánh thẳng vào thập bát tinh cửa ải một đợt lại một đợt một đợt so một đợt hung mãnh mà cánh cửa lớn này cũng rốt cục muốn đối với hắn mở rộng Thật nhiều người đều là kìm lòng không được ngừng lại, chính là nhìn xem thạch hạo, đối với hắn tràn ngập tò mò. Và anh, khi thế đáng sợ chấn động, bành bành bành, tất cả mọi người là bị sinh sinh tung bay ra hồ nước. Cái gì? Mọi người đều là nghẹn họng nhìn chân chối, kinh hại đến trong lòng phát lệnh. Cái này cái gì biến thái a Bọn hắn đều là thiên tài trong thiên tài, ai cũng có được thập ngũ tinh thậm chí thập lục tinh chiến lực, có chút càng là vừa mới đột phá thập tam tinh tu vi, tương lai có thể xông lên cỡ nào độ cao, càng là tràn đầy vô hạn khả năng. Theo lý tới nói, bọn hắn cũng đã đứng ở Kim Nguyên Tiên đỉnh phong, không nói bọn hắn ở trong Kim Nguyên Tiên đã không có đối thủ, có thể dù cho có vượt qua số người của bọn họ tuyệt đối có hạn, mà lại, mạnh hơn bọn họ đến hẳn là cũng có hạn. Tỷ như Trần Thái Chi Lưu, đại biểu cho tiên tôn truyền nhân cực hạn, nhưng cũng chỉ có 21 tinh chiến lược. Thiên tài như vậy, xác thực có thể một kích bắn bay bọn hắn, nhưng là, chỉ là dựa vào một cái khí thế liền đem tất cả mọi người cho đánh bay, bọn hắn là hoàn toàn không tin. Hàn Vũ cũng là nhìn ở trong mắt, sát cơ càng tăng lên. Người như vậy nếu là bước vào tiên vương, vậy lại sẽ yêu nghiệt đến mức nào? Giết, tất nhiên giết chết. Thạch hạo hiện tại lại làm sao để ý những người khác, thể nội dương động khí thế một đợt so một đợt mạnh, để hồ nước xuất hiện một cái vòng xoáy, mà vẩy ra lên mỗi một giọt nước đều là có được đáng sợ không gì sánh được lực sát thương những người khác nếu như dám đụng tới một chút cam đoan chết ngay lập tức hắn hiện tại cường đại chính là như vậy biến thái nhưng chỉ vẹn vẹn là một hồi thạch hạo liền uy thái thu hết phảng phất hắn căn bản không có đột phá giống như đám người hai mặt nhìn nhau ngươi nha là đột phá thành công vẫn là không có muốn nói thành công vậy sao lại bình tĩnh như vậy muốn nói không có ngươi cũng hẳn là phun ngụm máu cái gì, dù sao, trùng kích đến cấp độ càng cao, vậy một khi thất bại, mang tới phản phệ cũng càng là khủng bố. Nhưng mà, thạch hạo quá mức bình tĩnh, để bọn hắn hoàn toàn đoán không ra. Thạch hạo thành công không? Đương nhiên xong rồi. Nhưng hắn vì cái gì không có đứng dậy đâu. Bởi vì hắn còn tại thôn phệ lấy trong hồ nước chỗ tốt, để cầu mau chóng sông lên thập bát tinh đỉnh phong. Đến lúc đó, đột không đột phá ngọc tiên chính là hắn nắm giữ quyền chủ động thật nếu gặp phải cái gì đại nguy cơ hắn trực tiếp dẫn động tiên kiếp cam đoan tiên tôn cũng không dám ra tay với hắn hàn vũ vừa xuất hiện hắn liền hiện lên cảm giác nguy cơ đám người bó tay rồi một hồi thật nhiều người đã phản ứng lại nhao nhao nhảy vào trong hồ nước lại tu luyện từ đầu đứng lên những người khác lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh vội vàng cũng vọt đi vào một chút thời gian đằng sau nơi này liền quay về bình tĩnh chỉ là thỉnh thoảng liền có người lần nữa đột phá cực hạn đi tới tầng thứ cao hơn thiên tôn thủ đoạn thật sự là kinh người rất nhanh mười ngày kỳ hạn đến đều đi ra đi hàn vũ nói ra hồ nước này vẫn còn dư lại một phần tư tả hữu đương nhiên không có khả năng còn cho tiên tôn mà là sẽ bị hắn bỏ vào trong túi hắn cũng không phải không có hậu nhân nhưng hắn hậu nhân muốn hưởng thụ như vậy phúc phận lại là chuyện không thể nào trên thực tế cũng là các tiên tôn cân nhắc đến cùng tu la giới tỉ thí quá là quan trọng mới có thể xuất ra đồ tốt như vậy đến bình thường cho dù là tiền tôn truyền nhân có thể hưởng thụ được loại bảo dịch này cơ hội cũng không nhiều bởi vậy lần này hắn thật sự là kiếm lời phát tài to rồi đám người lưu luyến không rời rời đi bọn hắn đều có một loại cảm giác nếu là có thể một mực ngâm ở trong đó thậm chí có thể đạt tới thập bát tinh, hai mươi tinh tu vi. Cái này, đương nhiên là một loại ảo giác, nhưng là trần thái thập lục tinh cực hạn có lẽ còn là có hy vọng. Nhưng mà Hàn Vũ lại là lập tức biến sắc, bởi vì hồ nước thủy vị ngay tại cấp tốc ngã xuống. Mẹ nó, ai đang trộm? Cho hết ta rời đi, rời đi, rời đi! Hàn Vũ lớn tiếng kêu lên, bằng không mà nói, bản tọa giết không tha một tên tiên vương như vậy cuồng loạn đám người đương nhiên sợ hãi ai cũng nhao nhao nhảy ra mặt nước nhưng mà tất cả mọi người là rời đi hồ nước nhưng thủy vị còn tại hạ xuống cái này làm sao có thể hàn vũ trợn mắt hốt mồm nếu có người tại lấy không gian linh khí có thể là tiền cư thu lấy nước hồ hắn có thể rất rõ ràng xem đến cảm ứng được nhưng còn bây giờ thì sao không ai có như thế cử động bao quát thách hạo cho nên đây là gặp quỷ sao? không chỉ là Hàn Vũ, những người khác cũng tràn đầy kinh ngạc vì cái gì thủy vị đang không ngừng hạ xuống, đến cùng xảy ra chuyện gì? Thạch Hạo mặt không biểu tình, trong lòng thì là trong bụng nở hoa. đây đương nhiên là hắn tại lấy tiểu tinh vũ hấp thu, đây cũng không phải là không gian linh khí, nói trắng ra là chính là một thế giới khác. cho dù Hàn Vũ như bước nữa, hắn có thể can thiệp đến một thế giới khác sao? đương nhiên. Thạch hạo để tiểu tinh vũ từ hồ nước dưới đáy hấp thu thủy dịch, dạng này liền càng thêm ẩn nấp. Hàn vũ muốn nổi điên, hắn đem tất cả mọi người là đuổi đi, bởi vì hắn tin tưởng vững chắc đây là cùng thạch hạo các loại 50 người có quan hệ, mặc dù hắn hoàn toàn không cách nào nói rõ ràng nguyên nhân. Thế nhưng là, tất cả mọi người bị đuổi ra khỏi thật xa, nhưng nước hồ còn tại hạ xuống, tốc độ nhanh đến kinh người, trong nháy mắt chỉ thấy đáy tiểu tinh vũ có thể mở ra khoảng cách thế nhưng là một trăm không 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 trượng thạch hạo hoàn toàn có thể lui đến thật xa không chút nào không ảnh hưởng hắn thu lấy không có hắn lập tức thu hồi tiểu tinh vũ sắc mặt bình tĩnh giống như hết thệ đều không có quan hệ gì với hắn hàn vũ thậm chí đào ba thước đất nếu như hồ nước phía dưới đột nhiên nhiều một chỗ địa huyệt loại hình bảo dịch kia hẳn là cũng thẩm thấu đến dưới nền đất đi nhưng là không có hắn lại chạy trở về dùng xâm nhiên ánh mắt quét mắt đám người đem bọn ngươi không gian linh khí tiên cư toàn bộ lấy ra bản tọa muốn từng cái kiểm tra hắn tức hồn hển nhiều như vậy bảo dịch a quá chân quý quá chân quý chúng tiên tài đều là không cam lòng bọn hắn đều là tiên vương truyền nhân mà bây giờ càng có thật nhiều người đạp lên thập tam tinh độ cao tương lai thậm chí còn có thể mạnh hơn ngày sau tất thành tiên vương hơn nữa còn là loại kia mười phần cường thế tiên vương ngươi cũng bất quá là thứ tinh tiên vương làm như thế thực sự được không mạnh tìm kiếm bọn hắn bọn tiểu bối này học viên không gian chữ vật ngươi thực sự có ý tốt mà lại ai không có điểm bí mật cái này bị tất cả mọi người im lặng phản đối không ai làm theo hàn vũ tự nhiên giận dữ ánh mắt của hắn quét mắt giống như muốn tuyển chọn người nào ra tay giết gà doa khỉ các ngươi một đám nho nhỏ kim nguyên tiên thế mà cũng dám chống lại ta Trước mươi dẫn đầu đối kháng. Ngươi, Hàn Vũ hướng về Thạch Hạo một chỉ, đi ra. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, theo lời tiến lên trước một bước. Giao ra ngươi không gian linh khí cùng tiên cư. Hàn Vũ ra lệnh. Thạch Hạo lắc đầu, không. Ngươi dám trái lệnh. Hàn Vũ xâm nhiên nói ra, hắn nhưng là tiên tôn truyền nhân, bản thân cũng là tiên vương, cho nên bên ngoài những tiên vương kia đều không để tại trong mắt của hắn cho dù là cựu tinh tiên vương hắn cũng hoàn toàn sẽ không xảy ra bắt đầu kính nể sợ thạch hạo lại lắc đầu doanh địa quy củ chính là nghe theo huấn luyện viên mệnh lệnh nhưng là chỉ giới hạn ở nhiệm vụ ta cũng không cảm thấy xem xét chư vật không gian cùng nhiệm vụ gì có quan hệ hàn vũ không khỏi bị nhét một im lìm sau đó thẹn quá hóa giận có quan hệ hay không bản tọa định đoạt há có ngươi chất vấn tư cách hàn đại nhân ta cũng cảm thấy không quan hệ có một tên đội viên đứng dậy đại nhân ta cũng cảm thấy không quan hệ lại một tên đội viên đứng dậy sau đó một tên tiếp lấy một tên năm mươi tên đội viên toàn bộ đứng ra môi hở răng lãnh đạo lý bọn hắn đương nhiên hiểu mà lại có thể kiên trì đến bây giờ bọn hắn cái nào không phải siêu cấp thiên tài trong thiên tài đỉnh cấp vương giả trong vương giả người như vậy sẽ không có ngạo khí đương nhiên có mà lại từng cái ngạo khí trung thiên cho nên hàn vũ lại muốn tìm kiếm thân thể của bọn hắn cái này tự nhiên xúc động bọn hắn danh giới cuối cùng ta hiện tại là không bằng ngươi nhưng tương lai tất nhiên sẽ ngươi nghiền ép cho nên tứ tinh tiên vương thì như thế nào hàn vũ tự nhiên giận quá cái này cả đám đều muốn tạo phản sao xem ra hắn không sử dụng một chút lôi đình thủ đoạn cũng phải làm cho bọn tiểu bối này hiểu lầm hắn sẽ chỉ nói ngoan thoại các ngươi thật sự là không biết tốt xấu Hắn xâm nhiên nói ra, Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, thế nào, ngươi còn muốn hướng chúng ta ra tay? Đầu tiên, đây là Tiên Tôn thiết lập doanh địa, Tiên Tôn mới thật sự là chủ nhân, ngươi nhà, bất quá là thay Tiên Tôn giữ cửa chó mà thôi. Nếu là chó, liền muốn có chó giác ngộ, không cần lầm đem mình làm chủ nhân. Thứ hai, chúng ta đều đã đạt đến Kim Nguyên Tiên đỉnh phong, ngươi nếu dám làm cho gấp, chúng ta toàn bộ đột phá Ngọc Tiên không nói trước ngươi có thể hay không bị cuốn vào trong thiên kiếp cũng không nói ngươi có thể hay không sống sót dù là ngươi lông tóc không thường nhưng chúng ta toàn bộ đột phá ngọc tiên ngươi thì như thế nào hướng tiên tôn giải thích ha 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 làm cho chúng ta toàn bộ đột phá chuyện như vậy cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngươi cảm thấy cái nào tiền tôn sẽ tha thứ được ngươi nghe thạch hạo từng cái phân tích đám người lực lượng càng ngày càng đủ mà hàn vũ sắc mặt thì là càng ngày càng khó coi xác thực hắn không chịu nổi trách nhiệm như vậy vì cái gì doanh địa có cường ngạnh mệnh lệnh cấm chỉ những người này đột phá ngọc tiên không phải liền là tại bồi dưỡng mạnh nhất kim nguyên tiên chiến lược sao nếu như hắn đem những người này toàn bộ làm cho đột phá ngọc tiên vậy những người này cố nhiên phải gặp tội có thể chính mình đâu tội danh càng lớn đi vậy hắn liền thật sự là chính mình muốn chết hàn vũ hít một hơi thật sâu hắn biết không thể đem những người tuổi trẻ này toàn bộ đắc tội tất cả mọi người toàn bộ về doanh địa ngươi lưu lại hắn cải biến chủ ý đưa tay chỉ hướng thạch hạo hiện tại hắn chỉ nhằm vào thạch hạo một cái nhưng mà tất cả mọi người là không nhúc nhích tí nào các ngươi hàn vũ thanh âm đều đang phát run hắn nhưng là tiên vương a tiên vương mở miệng một đám nho nhỏ kim nguyên tiên lại dám bất tuân hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại Đám người một cái đều không có lui, đều là dùng ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm hàn vũ, biểu đạt ra cùng thạch hạo đồng tiến chung lui kiên trì. Tốt, tốt, tốt. Hàn vũ xâm nhiên nói ra, hắn phất phất tay, toàn bộ cút cho ta. Hắn hít một hơi thật sâu, vốn là cùng thạch hạo có thủ, hiện tại mà nói, hắn càng muốn hơn giết chết người này. Chờ chút, hắn liền sẽ công bố nhóm đầu tiên nhiệm vụ, sau đó đuổi theo thạch hạo, đem tiểu tử này giết chết. 50 người nhao nhao rời đi, trở về doanh địa. Hàn Vũ trước tiến hành một cái tâm lý kiến thiết, đối với sơn Linh điên của ngoánh kích, lấy phát tiết lửa giận. Tiên vương thật sự là mạnh, Kim Nguyên Tiên thậm chí không cách nào cải biến nơi này hình dạng mặt đất, nhưng tiên vương xuất thủ, sơn Linh thì là liên miên liên miên nga xuống, chiến lực thật sự là không thể so sánh nổi. Nơi xa, tất cả mọi người vẫn là thấy được ngọn núi vỡ nát sinh ra trùng thiên bụi bạm, còn có đất dung núi chuyển bất quá bọn hắn đều là không có sợ hãi chỉ có hưng phấn năm mươi tên kim nguyên tiên thế mà làm cho một tên tứ tinh tiên vương nội bộ đây là cỡ nào kinh người chỉ bằng này dịch bọn hắn liền có thể thiên cổ lưu danh đi nhưng là đây chỉ là bọn hắn truyền kỳ bắt đầu bọn hắn đi đến một bước này đằng sau mạnh nhất đại môn đã hướng bọn hắn rộng mở bọn hắn tương lai tất thành tiên vương thậm chí có thể trùng kích một chút thượng phẩm mà nam nhân này lại có thể đạt tới cái tình trạng gì. Ánh mắt của mọi người đều là nhìn về phía thạch hạo. Nhiều người như vậy, khẳng định là có một hai cái nhận biết thạch hạo, lặng yên nói ra thân phận của hắn, để mọi người đều là trấn kinh. Nguyên lai, like, hắn chính là thạch hạo. Người ta thế nhưng là một kích liền oanh bại mạnh nhất tiên tôn truyền nhân trần thái, có thể không mạnh sao. Nghe nói, thạch hạo cũng là tiên tôn truyền nhân. Hiện tại bọn hắn đạt được tiên tôn vô thượng thủ đoạn vùng trồng tương lai cũng có cơ hội cùng thạch hạo sánh vai nhất định sẽ tất cả mọi người là lòng tin tràn đầy đối với tiền đồ tràn đầy ước mơ trở lại doanh điệu đằng sau thạch hạo lập tức bế quan hắn tự nhiên cảm ứng được hàn vũ sắc cơ cho nên hắn phải nhanh một chút sông lên thập bát tinh đỉnh phong muốn nói tích lũy mà nói trước đó vì trùng kích thập bát tinh hắn đã chuẩn bị đến đủ đầy đủ bởi vì đột phá ngọc tiên xa so với đột phá thập bát tinh tới đơn giản cho nên chỉ cần tu vi đạt tuyến hắn liền có thể lập tức đột phá rào bước tiến lên ngọc tiên về sau dù là hắn vẫn là không địch lại tiên vương nhưng lại thêm thuần gì, thoát khỏi tiên vương truy sát hẳn là không khó mặc dù này sẽ phá hủy doanh địa quy củ nhưng vì bảo mệnh cái này cũng là hành động bất đắc dĩ lại nói hắn rào bước tiến lên ngọc tiên đằng sau có thể gia nhập ngọc tiên trong một tổ kia một dạng có thể xưng vương xưng bá vô luận như thế nào mệnh khẳng định là trọng yếu nhất. Rất nhanh, Hàn Vũ liền trở về. Hắn đã nhân xuống cảm xúc, từ mặt ngoài đến xem, hắn mười phần tỉnh táo, một chút xúc động chi sắc đều là không có. Hiện tại, công bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ của lần này liền cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Mỗi người đều nhận được đơn độc nhiệm vụ, không cần cùng người khác cạnh tranh, nhưng là, cũng không có nghĩa là liền đơn giản. Tương phản, đây càng thêm nguy hiểm bởi vì phải hoàn thành nhiệm vụ cần cùng vô cùng cường đại hung thú của nhau không nói muốn giết chết chí ít cũng phải chính diện mới vừa lên mấy lần vậy thì thật là động một tí liền sẽ tử vong nhưng là cường giả chân chính liền chỉ có tại dạng này sinh tử một đường ở giữa mới có thể bồi dưỡng được tới thạch hạo tự nhiên cũng nhận được một cái nhiệm vụ hắn xem xét không khỏi nhăn nhăn lông mày tới nhiệm vụ yêu cầu là để hắn đi bên ngoài ba vạn dặm trong một dây núi từ một tôn ngọc tiên cấp hung thú bên người hái xuống một gốc tiên dược tiên dược này đương nhiên là vật đại bổ lấy được đằng sau đối với hắn có lợi ích cực kỳ lớn nhưng là bên ngoài ba vạn dặm a chương một nghìn thu phóng tự nhiên đây chính là cấm địa đừng nói ba vạn dặm chính là đi đến ba dặm địa không khéo tình huống cũng có thể gặp được mười lần tám lần nguy cơ ba vạn dặm là khái niệm gì vào chỗ chết hố người sao mà lại Tại trong cấm địa, dù là tiên tôn thần thức bao trùm khu vực cũng là có hạn, bà vận giảm, đoán chừng đã vượt ra khỏi. Rất đơn giản, hàn vũ cho thạch hạo nhiệm vụ này, chính là muốn để hắn rời đi tiên tôn thần thức phạm vi bao trùm, sau đó dễ giết hắn, tội danh đương nhiên có thể đẩy tại hung thú trên đầu, đem chính mình thiết sạch sẽ. Đến lúc đó, người đều bị hung thú ăn đến sạch sẽ, còn thế nào cha tìm chân tướng? Bởi vì thạch hạo đã có dạng này nhận biết, tự nhiên có thể trái lại tiến hành suy đoán thì như ở chỗ này thiên tôn thần thức phạm vi bao trùm vậy mình kháng mệnh bất tuân nay sẽ bị lập tức khu trục ra doanh địa mà một khi rời đi trại huấn luyện vậy liền không nhận tiền tôn bảo vệ hàn vũ thậm chí có thể tại doanh địa cửa ra vào đánh giết chính mình cho nên tuyệt không thể kháng mệnh bất tuân thạch hạo yên lặng tiếp nhận nhiệm vụ nhưng cũng không có lập tức hành động tiến vào giai đoạn này đằng sau mỗi người đều là siêu cấp thiên tài tự nhiên không thích hợp trước đó đào thải chi pháp cho nên một cái nhiệm vụ lúc dài tới gần một nửa năm thạch hạo hoàn toàn có thể vu vạ trong doanh địa hao tổn đến nửa năm sắp lúc kết thúc mới xuất động đến lúc đó dù là hắn nhiệm vụ thất bại khả năng bị chụp điểm tích lũy khả năng bị xua đuổi rời đi nhưng là hắn chí ít cũng tranh thủ đến thời gian nửa năm đối với thạch hạo phản ứng hàn vũ đương nhiên sẽ không cảm thấy kỳ quái hắn biết thạch hạo nhất định sẽ tốn thời gian nhưng là vẹn vẹn thời gian nửa năm ngươi lại có thể lật ra cái gì bọt nước đến nửa năm sau thạch hạo liền sẽ bị phán nhiệm vụ thất bại hắn liền sẽ lập tức đem thạch hạo đuổi ra trại huấn luyện đến lúc đó muốn đánh muốn giết tự nhiên chính là hắn một ý niệm sự tình chỉ là nửa năm hắn đương nhiên chờ được thời gian trôi qua rất nhanh nhoáng một cái đã là ba tháng trôi qua vượt quá hàn vũ dự kiến Thạch Hạo thế mà liền xuất phát. A, à. Hàn Vũ cảm thấy cổ quái. Chẳng lẽ Thạch Hạo còn vọng tưởng hoàn thành nhiệm vụ? Như vậy cũng tốt, tránh khỏi hắn lại nhiều các loại ba tháng. Hắn lặng yên mà động, đi theo Thạch Hạo sau lưng. Chỉ cần vừa rời đi Tiên Tôn cảm ứng lớn nhất khu vực, hắn liền sẽ lập tức xuất thủ. Một ngày, hai ngày, ba ngày, mười ngày, Hàn Vũ lộ ra sâm nhiên chi sắc lập tức liền muốn đi ra tiên tôn cảm ứng cực hạn khoảng cách, lại là một ngày đi qua. Hàn Vũ không tiếp tục cẩn giấu, vươn người ra, tiên vương cấp khí thế dâng trào mà động, đủ để đem phổ thông kim nguyên tiên sinh sinh đánh chết. Nhưng mà Thạch Hạo lại làm mười phần bình tĩnh xoay người lại, một bộ đã sớm chờ ngươi đi ra bộ dáng. dạng này thong dong để Hàn Vũ càng thêm sinh giận, ngươi một cái nho nhỏ kim nguyên tiên, vì cái gì không sợ ta? dựa vào cái gì không sợ ta? sắp chết đến nơi, còn giả trang cái gì thong dong. Hắn nạo nghệ nói ra, tiểu bối, ngươi sai liền sai tại, không nên chọc giận bản tọa. Nha! Thạch hạo gật gật đầu, còn có cái dám muốn thả sao? Hàn vũ lập tức im bặt mà dừng, trong lòng từng tầng từng tầng lửa đi lên tuôn. Rõ ràng là hắn toàn diện nắm trong tay cục diện, vì cái gì khoái cảm lại như vậy yếu đâu. Tiểu tử này cũng quá sẽ khinh người đi. Hắn nếu là tiếp tục nói chuyện, không phải đợi tại thừa nhận tại đánh giám sao được rồi hắn cũng lười lại nói trước tiên đem tiểu tử này cầm xuống lại chậm chậm trừng trị tốt Chậm đã thạch hạo đột nhiên đưa tay ruôi ra cười nói ta đánh với ngươi cái cược ngươi có dám ngươi cũng xứng sao hàn vũ ngạo nghễ căn bản lười nhác trả lời Với anh hắn đưa tay vô tận năng lượng ngưng tụ hóa thành một cái to lớn đến không cách nào hình dung đại thủ từ trên trời giáng xuống một kích này bao trùm vô tận khu vực rõ ràng chính là nhằm vào thạch hạo thuấn di ta là thiên vương dù là đem công kích phân tán đến trong phạm vi lớn như vậy ý ghi nguyên có thể tùy tiện chấn áp ngươi đây chính là tiên vương mạnh đến mức đáng sợ như thế ta đánh cược ngươi tuyệt đối không dám ra tay với ta thạch hạo phối hợp nói ra đây không phải chuyện cười lớn sao ta đã xuất thủ hàn vũ ở trong lòng nói ra đại thủ như cũ tại chân xuống tốc độ lại là không nhanh, giống như chính là đang cố ý cho Thạch Hạo áp lực để hắn tuyệt vọng. Vâng. đúng lúc này, Thạch Hạo trên thân tản mát ra vô cùng kinh người khí tức, mà lại không gì sánh được đến không ổn định. Hán, muốn đột phá Ngọc Tiên, đột phá Đại Cảnh giới, có mấy người dám ở trong chiến đấu tiến hành? Nhưng đối với Thạch Hạo tới nói, đột phá cực hạn muốn so đột phá Ngọc Tiên càng khó, còn hắn thì liên tiếp phá chín cái cực hạn, vậy tương đối mà nói đột phá ngọc tiên còn có độ khó có thể nói sao tu vi vừa đến vậy rào bước tiến lên ngọc tiên chính là chuyện thuận lý thành trương tương phản thạch hạo trước đó còn cố ý để ép hạ cảnh giới cho đến lúc này mới phóng xuất ra lập tức trên bầu trời lôi vân cuồn cuộn thiên kiếp ở khắp mọi nơi chính là tại trong tòa cấm địa này cũng không có vắng mặt ta thao hàn vũ thấy một lần vội vàng thu tay lại ở trong thiên kiếp xuất thủ Mặc kệ là hỗ trợ hay là công kích, đều sẽ bị thiên kiếp đối xử như nhau nhằm vào, hơn nữa còn sẽ căn cứ từ cảnh giới của mình phóng đại gấp 10 lần chi uy. Chính là để cho ngươi không cần can thiệp người khác độ kiếp, thiên địa đều là lấy loại phương thức này nói cho ngươi, ai cũng không thể nhúng tay. Hàn Vũ rất mạnh, bằng không thì cũng sẽ không bị thu nhập tiên tôn nhất mạnh, nhưng là, hắn mạnh hơn cũng không có khả năng khiêng đến bên dưới gấp 10 lần phóng đại thiên kiếp. Cho nên hắn chỉ có thu tay lại phần nhưng là tư thái bày cao như vậy bây giờ lại bị bách chính mình đánh mặt cái này khiến hắn như thế nào bị được hàn vũ lập tức sắc mặt đỏ bừng nhưng cùng lúc hắn cũng có được thật sâu không hiểu thạch hạo ba tháng trước mới đột phá một cái tiểu cảnh giới đi nhanh như vậy hắn liền đem cảnh giới mới tu đến cuối cùng dù là có thiên tài địa bảo trợ giúp cái này cũng ý nghĩa nguyên nhanh hơn được phần a thật sự là quá yêu nghiệt Hàn Vũ lạnh lùng nhìn xem Thạch Hạo, ngươi coi như lấy thiên kiếp cản hắn một chút thì như thế nào? Thiên kiếp có thể tiếp tục bao lâu? Đến lúc đó, ta vẫn là duỗi duỗi tay liền có thể trấn áp ngươi. Nhưng vào lúc này, chuyện quỷ dị phát sinh, đầy trời lôi vân thế mà tại tiêu tán. Ta, xoa. Hàn Vũ lúc này là thực sự khiếp sợ đến, ngơ ngác nhìn bầu trời, lâm vào si ngốc trạng thái. Thiên kiếp còn có thể hủy bỏ. Không 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 ngươi đột phá còn có thể bỏ dở. Ách, không phải là không thể được, nhưng là, đột phá thời điểm, lực lượng toàn thân, quy tắc đều ở vào bộ phát trạng thái, lúc này đột nhiên muốn mạnh mẽ ách chế, để bọn chúng bình tĩnh lại trạng thái, đó căn bản là không thể nào, sẽ chỉ gây nên mánh liệt va chạm. Phản phệ phía dưới, ai cũng chỉ có bạo thể mà chết phần, hoặc là tẩu hỏa nhập ma, không chết cũng muốn trọng thương. Có thể thạch hạo đâu. Một bộ khí định thần nhàn bộ dáng, Hoàn toàn thí sự không có a, à. cái này đặt mã cũng rất cổ quái. Đó là cái quái vật gì a? À? Hắn đương nhiên sẽ không biết. Thạch Hạo có được tiểu tinh vũ, mà so với trong tiểu tinh vũ năng lượng, bản thân hắn nhưng thật ra là không có ý nghĩa. Bởi vậy, lấy tiểu tinh vũ chấn áp bản thân, hoàn toàn có thể tùy tiện áp chế bạo động năng lượng. Vấn đề là làm sao bây giờ? Hàn Vũ ngơ ngác nhìn Thạch Hạo, lên hay là không lên? Không lên vậy khẳng định không được à đều đem thạch hạo chi đến nơi này đến chính là tốt nhất cơ hội ra tay thế nhưng là nếu như thạch hạo một lần nữa dẫn động thiên kiếp đâu xấu hổ quá lung túng